Đại quản gia là ma hoàng, Trác Nhất Phàm. Tập 52. Lạc gia chủ, đem các ngươi tất cả mọi người lực lượng nguyên thần, đều bỏ thêm tại trên người của ta. Bỗng nhiên, một tiếng quát nhẹ, một đạo áo trắng tung bay thiếu nữ đột nhiên cản tại trước người bọn họ, miệng thơm nhẹ trương, nhất thời liền phun ra một cái chớp động lên ngọn lửa màu xanh hạt châu tới. Trong mắt bất giác chừng một cái, Lạc Vân Hải chăm chú nhìn qua, lại chính gặp người kia không là người khác, lại chính là Trác Phàm đệ tử, Nguyệt Nhi không thể nghi ngờ, sau đó không nói hai lời, chặn lại nói tất cả phi hổ quân nghe lệnh, đem toàn bộ lực lượng nguyên thần, đều bỏ thêm tại vị cô nương này trên thân. Hô! Chỉ một thoáng, như là như núi kêu biển gầm, vừa mới còn ngưng thần tụ tập cùng một chỗ, duy trì cái kia thần thức phách tường mọi người, lúc này cùng một thời gian, không chần chờ chút nào chỗ, lập tức liền đem tất cả lực lượng nguyên thần đều bỏ thêm đến Nguyệt Nhi trên thân. Thân thể nhịn không được chấn động, Nguyệt Nhi trong lòng kinh hãi, thậm chí bởi vì nhiều như vậy sức mạnh thần thức ra thân, nàng đều có chút không chịu nổi, không khỏi phun ra một ngụm máu tươi tới. Nàng là vạn vạn không nghĩ đến, Lạc gia mọi người hành động như thế đều nhịp có hiệu suất, nàng chỉ là vừa nói như vậy, mọi người liền không chút do dự làm theo, đây là như thế nào tín nhiệm a? Nói chung, mọi người cũng không phải là người quen, cho dù biết rõ người của mình, cũng không có khả năng ngươi một câu, ta thì làm theo cấp độ. Nhưng là hiện tại, Lạc gia tất cả mọi người thì làm đến, mảy may không chần chờ chút nào. Khóe miệng bất giác xẹt qua một đạo vui vẻ đường cong, Nguyệt Nhi trong lòng một trận ấm áp, tại Ma Sách Tông như thế ngươi lừa ta gạt địa phương lớn lên, trừ tỷ tỷ bên ngoài, theo không có tín nhiệm qua bất luận kẻ nào, cũng không có bị bất luận kẻ nào tín nhiệm qua nàng. Lần đầu hưởng thụ loại đãi ngộ này, bất giác còn có chút tiểu kích động, kém chút quên chính mình vốn là mục đích. Nhưng là rất nhanh, nàng liền kịp phản ứng, vội vàng đem những thứ này cường đại lực lượng nguyên thần lại xoay tay một cái, toàn bộ chuyển vận đến cái kia thanh viêm châu phía trên. Bỗng dưng, hạt châu kia hào quang tỏa sáng, mà phía trên thanh viêm cũng tại ngăn không được cháy hừng hực lên, nhất thời liền hóa thành thao thiên hỏa diễm tường, đem tất cả mọi người cản ở phía sau. Mà cũng liền trong cùng một lúc, cái kia lôi tiễn rốt cục bắn tới trước mặt bọn hắn. Oanh! Một tiếng kịch liệt bạo hưởng đột nhiên phát lên, cái kia lôi tiễn cùng hỏa diễm tường hung hăng đụng vào nhau, lại là nhất thời bộc phát ra một trận cường đại hỏa diễm phong bạo. Cái kia cỗ lôi tiễn kinh lực trực thấu hỏa diễm tường cao, trong nháy mắt đâm vào Nguyệt Nhi thể nội. Nguyệt Nhi một tiếng tê minh, nhịn không được phun ra một ngụm máu tươi về sau, bỗng dưng bay rớt ra ngoài. Sắc mặt trong nháy mắt liền trắng bệch xuống tới. Mà cái kia lôi tiễn cũng là tại thanh viêm trong nháy mắt thiêu đốt dưới, nhất thời một cái run rẩy, không còn dám hướng về phía trước tiến lên, mũi tên thân thể lắc một cái, liền siêu một tiếng lại thu về. Đồng thời, lão giả râu dài kia chợt cảm thấy đầu tê dần, như giống như lửa thiêu, khóe mắt, mà cái kia đem lôi tiễn thần hồn, cũng gấp gấp trở lại trong cơ thể hắn, không ngừng mà run rẩy thân thể. Lạch cạch một tiếng, thanh viêm châu rớt xuống đất, đã là đem tất cả lực lượng nguyên thần sử dụng hết, phía trên thanh viêm hóa thành một túm ngọn lửa nhỏ, thăm thẳm thiêu đốt, rất nhiều dập tắt chi thế. Mấy chục ngàn thần chiếu thiên huyền cường giả lực lượng nguyên thần hợp nhất, mượn thanh viêm chi thế, mới có thể đỡ hóa hư cao thủ thần hồn nhất kích, có thể thấy được hóa hư cùng thần chiếu cảnh ở giữa thực lực sai biệt, là cỡ nào cách nhau một trời một vực. Lạc Vân Hải đuổi bước lên phía trước, tiếp được bay ngược tới Nguyệt Nhi. Nhìn nàng kia mặt như xanh sao hai gò má, bất giác vội vàng quan tâm nói, cô nương, ngươi thế nào, vì sao vừa mới ngươi muốn vọt qua đến, ta không phải để ngươi mang Ma Sách Tông đệ tử đi đánh bất ngờ chân bảo khố sao? Thật sâu hít một hơi, Nguyệt Nhi ánh mắt hơi hơi mở ra, híp mắt liếc hắn một cái, lại là khó hiểu nói, vừa mới các ngươi. Vì sao không chút do dự đến, liền đem tất cả lực lượng nguyên thần tụ tập tại trên người của ta? Nếu là ta không có ngăn lại lời nói, các ngươi chẳng phải trong nháy mắt toàn quân bị diệt. Ây, đây còn phải nói a, ngươi là Trác đại ca đệ tử, chúng ta chính là mình người. Vừa mới ngươi vọt tới chúng ta trước người, cho chúng ta cản cái kia thần hồn nhất kích, mặc kệ có thành công hay không, chúng ta đều nên đối ngươi biểu thị tín nhiệm, toàn lực. Lạc Vân Hải một mặt chuyện đương nhiên bộ dáng, sau đó lại nhìn xem nơi xa rơi cái kia hạt châu, khẽ gật đầu nói, sự thật chứng minh, ngươi xác thực ngăn trở. Nhìn chằm chằm Lạc Vân Hải cái kia lạnh nhạt sắc mặt rất lâu, Nguyệt Nhi bất giác bật cười một tiếng, bất đắc dĩ lắc đầu, vốn là ta dùng hạt châu kia, có thể cản hắn hai nhóm thần hồn công kích, ai có thể nghĩ các ngươi thật đem tất cả lực lượng nguyên thần đều tụ tập đến trên người của ta,
nhưng ta nhất thời nhịn không được, bị thương nặng, còn có đại lượng lực lượng nguyên thần tiêu tán lãng phí, cho nên hiện tại cũng chỉ có thể cản cái này một nhóm. Không khỏi giật mình, Lạc Vân Hải trên mặt biểu lộ cổ quái, nói như vậy, cái này trách ta rồi. Thế nhưng là loại sự tình này, người muốn bao nhiêu lực lượng nguyên thần bỏ thêm, chắc là nói với ta rõ ràng a. Bất giác cười khổ một tiếng, Nguyệt Nhi bất đắc dĩ lắc đầu, chúng ta lần đầu gặp mặt, lại tại cái kia tính mạng đang như ngàn cân treo sợi tóc cơ hội, ta nào biết được các ngươi thực sẽ đem chính mình mệnh, hoàn toàn giao tại một người xa lạ trong tay. Ta nói muốn các ngươi tất cả lực lượng nguyên thần, lường trước có thể có 1/3 bỏ thêm trên người của ta, liền đã không tệ. Ta nếu nói một nửa lời nói, đoán chừng đến lúc đó liền 10% cũng chưa tới. Ai ngờ các ngươi thật tình như thế, thật muốn bao nhiêu cho bao nhiêu a. Thân thể nhìn không được lắc một cái, Lạc Vân Hải lại thật sâu nhìn một chút, tuy nhiên trên mặt mang theo cười khổ, nhưng ánh mắt bên trong lại là có cỗ không hiểu ý mừng. Nguyệt Nhi liếc một chút, trong lòng đã là minh bạch hết thảy, không khỏi thở dài lên tiếng, thì ra là thế, người đối với người khác đều như vậy không cách nào tín nhiệm a. Bất quá người có thể yên tâm, chúng ta Lạc gia đối minh hữu tới nói, là tuyệt đối đáng giá tín nhiệm. Nói, Lạc Vân Hải đứng dậy, lần nữa mang theo mọi người đối lên đối diện ngũ đại hóa hư cao thủ, nghiêm túc nói, cô nương, đa tạ ngươi vừa mới xuất thủ tương trợ, nhưng bây giờ ngươi đã trọng thương, lại cản không đối thủ bất luận cái gì một chiêu, vẫn là mau chóng rời đi nơi này đi. Chúng ta coi như liều đến người cuối cùng, cũng sẽ đem bọn hắn ngăn lại. Thật sâu liếc hắn một cái, Nguyệt Nhi trong lòng trầm ngâm một chút, nhưng cũng là quật cường lấy đứng lên, cùng hắn đứng sóng vai. Sư phụ giao cho ta một cái nhiệm vụ, vô luận như thế nào không thể để cho ngươi có việc, cho nên thẳng đến ta sau cùng một hơi trước, ta đều biết tận lực bảo hộ ngươi. Vẫy tay, đem cái viên kia thanh viêm châu lần nữa chiêu tới trong tay, Nguyệt Nhi trong mắt ngưng tụ, tiến về phía trước một bước, đứng tại Lạc Vân Hải trước người, trong tay thanh viêm châu đã là lần nữa bốc lên lửa nóng hừng hực. Không để ý yếu đuối thân thể cùng khóe miệng vết máu, Nguyệt Nhi lần nữa quát to, một hồi, đem tất cả lực lượng nguyên thần bỏ thêm tại trên người của ta, ta còn có thể lại cản một nhóm. Mí mắt lắc một cái, Lạc Vân Hải lại là lắc đầu, đưa tay nói, đem hạt châu kia cho ta đi, ngươi đã không chịu nổi. Không được, đây là ta nhiệm vụ, Nguyệt Nhi chợt quay đầu, bướng bỉnh nói. Bất đắc dĩ thở dài, Lạc Vân Hải trầm ngâm một chút, nghiêm nghị nói, tuy nhiên nói như vậy, có chút thẹn với Trác đại ca, nhưng ta muốn nói cho ngươi, Trác đại ca là cái không từ thủ đoạn người, hắn chỉ vì đạt đến mục đích khác mà thôi. Trong mắt hắn, có lẽ mệnh ta, so tất cả mọi người mệnh đều chân quý, cho dù ngươi là hắn đồ đệ, cũng bất quá chỉ là một kiện vật hy sinh mà thôi. Cho nên, ngươi rất không cần phải. Vậy ngươi vì sao muốn nói cho ta biết những thứ này? Lông mày nhíu lại, Nguyệt Nhi khẽ cười một tiếng, nhìn về phía Lạc Vân Hải nói, sư phụ vì ngươi, có thể hy sinh tất cả mọi người, là nhiều đại vinh hạnh a. Trầm ngâm một chút, Lạc Vân Hải lại hơi hơi lắc đầu, đây là Trác đại ca đối với ta yêu mến, nhưng chính ta lại cũng không muốn làm như vậy, cầm người khác mệnh, đổi ta mạng. Tuy nói toàn bộ Lạc gia là Trác đại ca một tay tổ kiến, nhưng khi đó hắn cũng không có cưỡng cầu ta đi giống như hắn đường. Cho nên hiện tại ta làm Lạc gia gia chủ, càng hy vọng là nhận gia tộc sứ mệnh, mà không phải bị tất cả mọi người hộ vệ ở giữa. Ta muốn làm đến, tránh thức nhân nghĩa hai chữ, vương giả chi đạo. Bởi vậy, ngươi rất không cần phải lại tôn sùng. Vậy ngươi thì không cần phải nói. Bất giác khẽ cười một tiếng, Nguyệt Nhi trong mắt lóe lên một đạo không hiểu tinh quang, thở sâu, nghiêm túc nói, ngươi muốn vì tất cả người cản ở phía trước, nhưng cũng không thể ngăn cản hắn người vì ngươi cản ở phía trước đi. Đến lúc này, cái này đã không có quan hệ gì với nhiệm vụ. Thân thể hơi chấn động một chút. Lạc Vân Hải bất khả tư nghị nhìn về phía Nguyệt Nhi, ngươi. Tốt, ta dùng sư phụ cho cái khỏa hạt châu này lại vì ngươi cản một lần, về sau bất luận thành bại, ngươi sống hay chết, ta đều bất lực. Không khỏi khẽ cười một tiếng, Nguyệt Nhi thản nhiên nói, mà lại cái này. Là ta tự nguyện, cảm tạ các ngươi vừa mới tín nhiệm. Nói, Nguyệt Nhi ít có lộ ra rực rỡ nụ cười. Thật sâu liếc nhìn nàng một cái, Lạc Vân Hải song quyền chăm chú. Lại là không có trả lời. Đúng lúc này, vừa mới cái kia bị thanh viêm trọng thương râu dài lão giả, cũng cuối cùng khôi phục lại, nghiến răng nghiến lợi nói, tốt các ngươi một bầy kiến hôi giống như đồ vật, dám làm tổn thương ta thần hồn. Nhìn lão phu không đem các ngươi chém thành muôn mảnh. Uy, từ trưởng lão,
ngươi liền mấy cái thần chiếu cảnh tiểu quỷ đều thu thập không, còn có mặt mũi lại đến a? Không khỏi khẽ cười một tiếng, bên cạnh có người châm chọc nói, không bằng như vậy đi, lão phu thay ngươi xuất thủ, kết quả những thứ này oắt con, miễn cho ngài lại thương thân thể, vậy coi như bẽ mặt, ha ha ha. Nói, người kia đã là vung tay lên, một cái thanh phong trường kiếm đột nhiên đứng lặng hư không, cái kia uy thế như dãy núi núi non trùng điệp đồng dạng đè xuống, đúng là so lúc trước cái kia lôi tiễn càng thêm hung hãn mấy lần. Còn chưa tới gần chúng người thân thể, đã là làm cho tất cả mọi người đầu não muốn nứt, như muốn sụp đổ. Thấy tình cảnh này, Lạc Vân Hải cùng Nguyệt Nhi hai người cùng nhau trong lòng hoảng hốt, sắc mặt cũng trong nháy mắt ngưng trọng xuống tới. Riêng là Nguyệt Nhi, nắm lấy cái kia thanh viêm châu bàn tay, cũng tại ngăn không được khẽ run. Dạng này uy lực, chỉ sợ mặc dù có thanh viêm châu, cũng không chặn được đến a. Kiếm toái sơn hà. Trong mắt lóe lên một đạo khinh miệt tinh mang, người kia nhỏ vung tay lên, thanh trường kiếm kia tựa như một khối cửu thiên trượt xuống thiên thạch giống như, hung hăng hướng mọi người nện xuống. Cái kia khí thế cường hãn mang đến uy áp, đúng là như thiên địa sụp đổ nứt đồng dạng, còn chưa tới gần mọi người, đã là ép tới tất cả mọi người không thở nổi. Đồng thời, trừ cỗ uy áp này bên ngoài, trên thân kiếm kia mãnh liệt phong duệ chi khí, cũng như từng cây châm giống như kích thích tất cả mọi người nguyên thần, khiến đến bọn hắn ngăn không được địa điểm đau khó nhịn, ra mặt một mực tải hung hăng co quắp, cắn răng kiên trì lấy. Ánh mắt khẽ híp một cái, Lạc Vân Hải sắc mặt tràn đầy vẻ mặt ngưng trọng, ngẩng đầu nhìn về phía đồng dạng tại khẽ run thân thể Nguyệt Nhi, trong mắt ngưng tụ, lại là đột nhiên đi vào bên người nàng, đoạt lấy trong tay nàng thanh viêm châu, hướng tất cả mọi người quát to, toàn quân nghe lệnh, đem tất cả lực lượng nguyên thần tụ tại trên người của ta. Vâng. Không nói hai lời, phi hổ quân hét lớn một tiếng, tất cả lực lượng nguyên thần lần nữa như cuồng phong bạo vũ giống như đổ xuống mà ra, bỏ thêm tại Lạc Vân Hải trên thân. Mà Lạc Vân Hải cũng là thân thể chấn động. Tựa hồ có chút không chịu nổi cường đại như vậy lực lượng, khóe miệng hơi hơi xẹt qua một đạo đỏ tươi đến, nhưng hắn lại không thèm quan tâm, giơ tay bên trong hạt châu, đem tất cả lực lượng nguyên thần lần nữa chuyển đến hạt châu kia phía trên. Chỉ một thoáng, thanh viêm đại phóng, hạt châu kia phía trên lần nữa phun ra nuốt vào ra phồn vinh mạnh mẽ hỏa xà, lượn lờ toàn bộ bầu trời. Nguyệt Nhi gặp này, lại là không khỏi giật mình, hét lớn, ngươi làm gì, mau đưa hạt châu kia đưa ta. Ha ha ha, đã còn không? Bất giác hơi hơi nhếch nhếch miệng, Lạc Vân Hải không khỏi khẽ cười một tiếng, cô nương, hiện tại ta đang thao túng cái này hạt châu này phía trên tất cả lực lượng nguyên thần, cũng là do ta duy trì. Ngươi nếu là cưỡng ép cướp đoạt này châu, chẳng những là lần này nhiệm vụ trận đánh sắp thành lại bại, ta cũng sẽ bởi vì nhiều như vậy lực lượng nguyên thần phản phệ, mà trong nháy mắt mất mạng, được trả bằng mất. Ngươi là Trác đại ca đồ đệ. Nghĩ đến sẽ không làm như thế người thân đau đớn, kẻ thù sung sướng sự tình đi. Ngươi, trong lòng bất giác quính lên, Nguyệt Nhi hơi hơi động nhích người, lại là chợt đến một chút trễ ở, không biết như thế nào cho phải. Theo lý thuyết, nàng chắc là xông vào Lạc Vân Hải phía trước mới đúng vậy a, nhưng bây giờ. Tựa hồ nhìn ra nàng suy nghĩ trong lòng, Lạc Vân Hải bất giác bật cười một tiếng, lẩm bẩm nói, cô nương, ngươi đi nhanh đi, nếu là ta trận chiến này chết. Ngươi thì nói với Trác đại ca, cái này không liên hệ gì tới ngươi. Mà là ta thân là Lạc gia gia chủ, tuyệt đối không có khả năng tại sinh tử nguy nan cơ hội, trốn ở một nữ nhân đằng sau. Vừa dứt lời, Lạc Vân Hải hét lớn một tiếng, toàn thân khí thế đột nhiên phóng đại, hạt châu kia thượng thanh viêm cũng như điên điên cuồng hiện lên, toàn bộ phi hổ quân khí thế cũng nhất thời nhấc lên, mọi người đồng tâm hiệp lực. Nhìn lấy đây hết thảy, Nguyệt Nhi không khỏi ngơ ngác, sau đó trong mắt ngưng tụ. Nín thở ngưng thần, đem chính mình cái kia tia yếu ớt lực lượng nguyên thần, cũng tất cả đều bỏ thêm tại Lạc Vân Hải trên thân. Cô nương, ngươi, không khỏi khẽ giật mình, Lạc Vân Hải nhíu mày, vội la lên, lấy ngươi vừa mới thân thể bị trọng thương, hiện tại như vậy làm có ý nghĩa gì? Còn không mau chóng rời đi nơi này. Mi đầu lắc một cái, Nguyệt Nhi trên mặt cũng là lóe qua một đạo bướng bỉnh sắc, hạt châu kia là sư phụ đưa cho ta. Cầm không trở về hạt châu kia, ta làm sao có thể tùy tiện rời đi. Chờ ngăn lại lão nhân này một nhóm thần hồn trùng kích, người trả cho ta hạt châu lại nói. Thật sâu liếc nhìn nàng một cái, Lạc Vân Hải đã là minh bạch tâm ý, bất đắc dĩ lắc đầu, thở dài một tiếng. Hừ hừ, khẩu khí thật là lớn, lại muốn ngăn lại lão phu cái này uy cương kiếm hồn. Bất giác cười lạnh, người kia khinh miệt nhìn về phía mọi người,
khinh bỉ nói, tuyệt đối không nên đem lão phu cùng vừa mới đó mới hóa hư tam trọng từ trưởng lão đánh đồng. Lão phu thần hồn, cũng không có yếu như vậy, có thể tùy tiện bị các ngươi mấy cái này thần chiếu thiên huyền cảnh tiểu quỷ ngăn lại. Vừa dứt lời, người kia liền trong mắt ngưng tụ, hét lớn một tiếng, cái kia đạo kiếm hồn liền càng tăng nhanh hơn hạ xuống tốc độ. Bỗng dưng, uy áp mạnh mẽ buông xuống khắp nơi, làm cho cả vùng cũng bắt đầu từng khúc rạn nứt, hóa thành cho bụi, quanh quẩn giữa trời. Ngọn lửa màu xanh, tại cái này uy áp dưới, đúng là còn chưa cùng cự kiếm kia đụng tới, đã là nhịn không được run lấy phân liệt ra đến, cho nên tại cái kia cỗ uy áp thẳng tắp áp hướng Lạc Vân Hải chờ tất cả mọi người trước mặt, khiến đến bọn hắn cùng nhau ngửa mặt lên trời lớn lên nôn một ngụm máu tươi đi ra, mà cái kia thanh viêm hỏa xà cũng càng thêm uể oải đi xuống. Người kia nhìn xuống mọi người chật vật khuôn mặt, khóe miệng mang theo đùa bỡn đối thủ cười lạnh, Lạc Vân Hải thì là trong lòng hoảng hốt, sắc mặt trong nháy mắt liền chìm xuống. Người này thực lực, thật sự là so lúc trước người kia mạnh rất nhiều, bọn họ cái này mấy vạn nhân mã liên thủ, cũng căn bản không có mảy may nắm chắc cản phía dưới một chiêu nửa thức. Lần này, bọn họ thật muốn toàn quân che không, không có mảy may sinh hy vọng. Không khỏi bất đắc dĩ lắc đầu, Lạc Vân Hải lần nữa nhìn một chút bên cạnh Nguyệt Nhi, cười khổ nói, cô nương, xem ra cái này ngươi muốn đi cũng đi không, chúng ta chỉ sợ muốn chết cùng một chỗ. Thế nào, cùng ta cùng chết, bôi nhọ ngươi gia chủ chi tôn hay sao? Lông mày nhíu lại, Nguyệt Nhi lạnh lùng liếc nhìn hắn một cái. Không khỏi sững sờ, Lạc Vân Hải ở một lúc, lại là bật cười lắc đầu, không, có lẽ đây coi như là cái này một tai họa bên trong, duy nhất chuyện tốt. Nghe được lời này, Nguyệt Nhi khóe miệng không lý do xẹt qua một đạo vui vẻ đường cong, thở sâu, chậm rãi nhắm lại hai con ngươi, chờ lấy cái kia đáng sợ một kiếm đánh xuống. Soạt, uy áp mạnh mẽ đem sớm đã uể oải thanh viêm triệt để áp chế đến không có nửa phần uy lực, sắc bén kiếm mang thẳng tắp hướng cái này mấy chục ngàn tướng sĩ đánh tới, lập tức liền muốn đem tất cả mọi người đều tiêu diệt. Nguyệt Nhi, Nguyệt Linh gặp này, bất giác khóe mắt, giống to lên tiếng, muốn mau chóng tới viện trợ. Lại là bên người còn có đối thủ ứng phó, đã là không kịp, chỉ có thể trơ mắt nhìn muội muội mình chôn vùi kiếm này hồn phía dưới. Đến mức còn lại Ma Sách Tông cao thủ, giờ này khắc này, lại tất cả đều có chỗ chiến, phân thân pháp thuật, nếu không đi sớm nghĩ cách cứu viện. Cứ như vậy, tất cả mọi người nhìn lấy cái này tai nạn tính chẳng diệt, lại là bất lực. Trác Phàm một bên cùng Tuyên Tông chủ chiến đấu, một bên cũng đang lẳng lặng mà nhìn xem đây hết thảy. Lại cũng không tính xuất thủ. Thực, hắn như muốn xuất thủ, trong nháy mắt liền có thể đi tới đó, đem tất cả mọi người cứu, nhưng hắn lại một mực chịu đựng. Chỉ vì hắn muốn nhìn một chút, hắn rời đi Lạc gia nhiều năm như vậy, những cái kia hắn an bài trưởng lão cung phụng nhóm, có hay không cái này hộ chủ chi tâm, lại có hay không có cái này hộ chủ chi lực. Nếu là hữu tâm vô lực lời nói, hắn về đến gia tộc sau còn có thể hảo hảo dạy bảo bọn họ một phen. Nhưng nếu là có lực vô ý lời nói, hừ hừ. Cái kia không thể nói được thì muốn chỉnh đốn một chút Lạc gia cao tầng. Lạc gia chủ, người biết không, trước kia ta là tất cả mọi người liên lụy, muốn chết nhưng không được chết. Về sau gặp phải sư phụ, cuối cùng cũng có cải thiện. Nhưng nói đến cỡ nào cưỡng cầu thắng dục vọng lời nói, nhưng cũng không có nhiều. Bất quá bây giờ, ta ngược lại là muốn tiếp tục sống, đáng tiếc lại nghênh đón tử kỳ. Nguyệt Nhi không tiếp tục nhìn cái kia lóa mắt kiếm mang liếc một chút, chỉ là nhắm chặt hai mắt, cảm thụ lấy lập tức tới gần tử vong khí tức, cười khổ nói, người nói đây coi như là báo ứng, hay là trời cao trêu đùa. Thật sâu liếc nhìn nàng một cái, Lạc Vân Hải chậm rãi dắt lên Nguyệt Nhi tay nói, chết sống có số, không cần chấp nhất, chỉ cần cho rằng đáng giá liền đầy đủ. Chí ít hiện tại, tử kỳ sắp tới, ta cũng không cảm thấy rất oan. Phốc, bất giác khẽ cười một tiếng. Nguyệt Nhi hơi hơi gật gật đầu, trên mặt không có chút nào thất lạc cùng ý sợ hãi, ngược lại là ít có vui vẻ. Gương mặt nhịn không được hung ác run rẩy, chính giữa phía trên, chỉ huy kiếm hồn tên kia hóa hư cường giả, trong lòng một trận phiền muộn. Bà mẹ ngươi chứ gấu à, sinh ly tử biệt thanh tú ân ái, lão tử phiền nhất loại này người yêu chó, hoàn toàn không đem lão tử để vào mắt a. Kết quả là, cái kia người trong tay ấn quyết liên tục, kiếm kia hồn lần nữa tăng thêm tốc độ. Sắc bén kiếm mang thậm chí đã đâm vào phía dưới tất cả mọi người hai gò má đau nhức, tử vong cửa lớn cũng tại lấy tốc độ kinh người hướng mọi người mở ra. Thế mà, ngay tại lúc này, hô một tiếng, nóng rực quang mang lóe lên, một đạo nóng rực hỏa cầu nhất thời xuất hiện tại hai người trước người,
tiếp lấy hung hăng đụng vào chuôi này cẩn trọng kiếm hồn. Oanh! Một tiếng vang thật lớn, vang vọng chân trời, trường kiếm kia cùng hỏa cầu vừa chạm vào tức cách, nhưng lại bộc phát ra uy áp mạnh mẽ, hoành tảo tứ phương, làm cho một số thực lực hơi yếu hóa hư cao thủ, cũng nhìn không được vội vã rút lui cái này phụ cận. Siêu! Trường kiếm kia lại trở lại bên cạnh người kia, cái kia người thân thể chấn động, nhìn không được vội vã lui lại hai bước, khóe miệng đã là chảy ra một tia đỏ hồng máu tươi. Một đôi trợn mắt, hung hăng chừng lấy phía trước. Mà lúc này, một đạo mập mờ trêu chọc âm thanh, cũng là trong nháy mắt truyền khắp tất cả mọi người trong tai. Ô ô ô, xem ra chúng ta Lạc gia muốn cùng nữ chủ nhân a, thật đáng mừng a, ha ha ha. Áo trắng tung bay, một đạo tịnh lệ bóng người, đột nhiên xuất hiện tại Lạc Vân Hải mọi người trước người. Lạc Vân Hải thấy một lần, không khỏi vui mừng trong bụng, kêu lên, Tuyết tỷ. Không tệ, người này chính là Tuyết Thanh Kiến không thể nghi ngờ, chỉ bất quá giờ này khắc này, sắc mặt nàng lại là có chút trắng bệch, hô hấp cũng có chút gấp rút, nhưng trên mặt nhưng như cũ treo trước kia một dạng nụ cười. Cửu Viêm Hải vội ho một tiếng, lau thanh khóe miệng vết máu, cũng là đi vào bên cạnh hắn, cười khan nói, gia chủ, chúng ta là đến cho Trác quản gia trợ chiến. Ngài có thể hay không đem ý nghĩ đặt ở trên công việc. Hừ, loại lời này, Cửu lão đầu, không nên có người nói đi. Lúc này, một tiếng giễu cợt chợt đến lại tại một bên khác vang lên, quay đầu nhìn qua, lại chính là Lệ Kinh Thiên không thể nghi ngờ, tại Lạc gia, người thế nhưng lại ít có phu thê song song đem nhà còn. Không sai không sai. Đúng thế đúng thế. Tại một phương khác hướng, chẳng biết lúc nào, thiên địa song thánh cũng đã đi tới Lạc Vân Hải trước người. Nghe đến Lệ Kinh Thiên lời nói sau, biểu thị nhất trí tán đồng gật đầu. Nhìn đến không người đều đến bên người, Lạc Vân Hải bất giác vui vẻ, Nguyệt Nhi cũng là cả kinh, trong lòng không rõ ràng cho lắm. Bởi vì nàng biết, hóa hư cao thủ chiến đấu đang kịch liệt rằng co lấy, những người này làm sao có thể nhanh chóng như vậy kết thúc chiến đấu, đến gấp rút tiếp viện bọn họ đâu. Thế nhưng là lại một nhìn trên người bọn họ, lại là từng cái bị thương, đều có một ít đỏ thấm vết máu, rất là chướng mắt. Mi đầu nhìn không được run run, Lạc Vân Hải không khỏi khẽ giật mình, cả kinh nói, Lệ lão, lấy thực lực các ngươi, như thế nào? Cúi đầu nhìn một chút trên người mình vết máu, Lệ Kinh Thiên từ chối cho ý kiến cười cười, không có gì đáng ngại, cưỡng ép thoát ly chiến trường, luôn luôn muốn trả giá một chút mà. Thân thể hơi hơi lắc một cái, Lạc Vân Hải quay đầu nhìn qua, đã thấy 5 người, mỗi người đối với mình thương thế, thậm chí có đã thương tới mười mấy nơi nhiều. Lại như cũ đều là chẳng hề để ý bộ dáng, trong lòng bất giác một hồi cảm động, trong mắt đều có nước mắt. Trong lòng của hắn minh bạch, đây là 5 người vì đến đây cứu viện hắn, đối cứng lấy địch nhân công kích mới chạy tới, có lẽ bên trong rất nhiều chiêu số liền sẽ nguy hiểm cho tính mạng bọn họ, nhưng bọn hắn vẫn như cũ không quan tâm tới. Phần này đại ân, để trong lòng của hắn một dòng nước ấm phun trào. Trác Phàm sang nghiêng nhìn đây hết thảy, khóe miệng cũng là xẹt qua hài lòng đường cong. Thiên địa thủy hỏa cuồng, lúc trước hắn lưu tại Lạc gia trấn trạch 5 đại cung phụng, quả nhiên không có một cái nào để hắn thất vọng. Siêu siêu siêu, từng tiếng xé gió vang lên, giữ không trung đột nhiên lại tới hơn 20 tên hóa hư cao thủ, tăng thêm vốn có 6 người bên ngoài, nơi này trọn vẹn chính là 30 tên hóa hư cường giả. Bên trong hóa hư 6 tầng trở lên 8 tên, hóa hư ngũ trọng 10 tên, còn lại hóa hư tứ trọng cùng tam trọng cao thủ không giống nhau. Mà Lạc Vân Hải nơi này, cũng chỉ có Lệ Kinh Thiên, thiên địa song thánh là hóa hư 6 tầng cảnh, thủy hỏa nhị lão là hóa hư ngũ trọng cao thủ. Chợt nhìn lại, Lạc gia một đầu rõ ràng rơi vào yếu thế, Huyền Thiên Tông 30 tên hóa hư cao thủ, cùng nhau đem bọn hắn vây quanh ở bên trong, khóe môi nhếch lên từng tia cười lạnh. Chạy a, các ngươi ngược lại là chạy a. Ha ha ha, các ngươi chạy tới nơi này, cũng là cứu những thứ này thần chiếu thiên huyền cảnh vướng víu đi. Nhưng là cứ như vậy, các ngươi thì lại khó di động mảy may, không phải vậy những thứ này vướng víu mệnh, các ngươi nhưng là không gánh nổi. Một cái mặt mũi tràn đầy tròm râu dài lão giả không khỏi cười lớn một tiếng, chăm chú nhìn không người, lộ ra khinh miệt nụ cười. Thế nhưng là 5 người lại là không chút phật lòng, chăm chú nhìn tại chỗ tất cả mọi người. Lệ Kinh Thiên trầm ngâm một trận, quay đầu nhìn về phía Lạc Vân Hải nói, gia chủ, ngươi mang phi hổ quân đi trước. Chúng ta 5 cái ngăn bọn họ lại, sẽ không lại để một người đuổi theo. 5 cái, đối bọn hắn 30. Không khỏi sững sờ, Nguyệt Nhi không khỏi cả kinh nói, cái này sao có thể.
bọn họ chỗ đó nhưng cũng có cùng các ngươi tương xứng cao thủ a. Bất giác suy cười một tiếng, Cửu Viêm Hải khinh thường bĩu môi nói, tiểu nha đầu, khác đem chúng ta cùng các ngươi Ma Sách Tông những cái kia không tập trung trưởng lão cung phụng so sánh. Chúng ta nói với gia chủ lời nói, liền tương đương với lập quân lệnh trạng, nói được thì làm được. Nói một cái không để bọn hắn chuồn mất, thì một cái cũng sẽ không chuồn mất, nếu không lão phu sách đầu đi gặp. Trong lòng bất giác run lên, Nguyệt Nhi thật sâu xem bọn hắn liếc một chút, âm thầm tắc lưỡi. Cái này Lạc Gia Gia Quy xâm nghiêm như thế à, lấy 5 người chi lực, ngăn lại 30 người vốn chính là ép buộc, cái này tương đương với một người muốn đối phó 6 người, đã là không đơn giản. Nhưng là bây giờ lại thêm một đầu càng điều kiện hà khắc, không cho một người thông qua, điều này có thể sao? Thế mà, Lạc Vân Hải nghe được lời này, lại là trong mắt ngưng tụ, hơi hơi gật gật đầu, nghiêm túc nói, như vậy đến tiếp xuống thì giao cho 5 vị cung phụng, chúng ta rút lui trước, đi chân bảo khố cùng Ma Sách Tông các đệ tử tụ hợp. Vừa dứt lời, Lạc Vân Hải liền kéo một phát Nguyệt Nhi tay ngọc, quay đầu hướng xa bay đi, Phi Hổ Quân nghe lệnh, theo ta đi. Vâng. Mọi người hét lớn một tiếng, đồng loạt quay người, đuổi theo Lạc Vân Hải tốc độ, không có chút nào trì trệ. Trong nháy mắt liền đi xa, thoát ly hóa hư cao thủ vòng chiến, lại không có quay đầu nhìn lên một cái. Bất quá Nguyệt Nhi lại là khẩn trương, một mặt lo âu quay đầu nhìn về phía 5 người kia kiệt ngao bóng lưng, lo nghĩ nói, ngươi thực sự tin tưởng, bọn họ có thể lấy một địch 6. Ha ha ha, yên tâm đi. Bọn họ là Trác đại ca lưu tại Lạc Gia chiến lực mạnh nhất, là Lạc Gia thủ hộ thần, cho tới bây giờ nói được thì làm được. Đã bọn họ nói như vậy, thì nhất định không có vấn đề, đem những người kia giao cho bọn hắn đi. Thản nhiên cười, Lạc Vân Hải không chút phật lòng, tiếp tục lôi kéo Nguyệt Nhi tay hướng nơi xa bay đi. Nhìn thấy tất cả mọi người rời đi, Lệ Kinh Thiên mới bật cười một tiếng, trong mắt bỗng dưng thả ra làm người ta sợ hãi hung quang, cười ta nói, hiện tại gia chủ đã an toàn. Chúng ta có thể buông tay buông chân đại chiến. Hừ hừ, khoác lác không làm bản nháp, buông tay ra đại chiến, chẳng lẽ ngươi lúc trước không có buông tay buông chân sao? Không khỏi suy cười một tiếng, một tên hóa hư cảnh cao thủ, chỉ Lệ Kinh Thiên khinh bỉ nói, ngươi chẳng lẽ quên, ngươi cái kia một thân thương tổn là ai tạo thành? Khinh thường bĩu môi, Cửu Viêm Hải khoan thai lên tiếng, chúng ta thụ thương, đó là tự nguyện. Nếu không phải như thế, lại cái nào có thể kịp thời chạy đến cứu trợ gia chủ? Nếu không mà nói, các ngươi muốn làm chúng ta bị tổn thất, chỉ sợ không dễ dàng như vậy. Xác thực như thế. Lúc này, một cái râu bạc trắng lão giả tóc trắng chậm rãi đi ra, khí thế đáng sợ tràn ngập tại chỗ, hẳn là nơi này tối cường giả, đồng ý gật đầu, các ngươi 5 cái, xác thực không giống bình thường, so với bình thường hóa hư cao thủ còn mạnh hơn nhiều. Nhưng là, các ngươi cũng đừng quên, coi như không có cái này cứu trợ những bọn tiểu bối kia sự tình lo lắng, lúc trước chúng ta cùng các ngươi rằng co không xong, các ngươi cũng chiếm không chút tiện nghi nào. Mà lại tiếp tục, các ngươi tiêu hao cũng so với chúng ta hơn rất nhiều. Lấy một địch 6, cứ thế mãi, các ngươi chắc chắn thất bại. Mi đầu hơi hơi lắc một cái, 5 người lẫn nhau nhìn một chút, lại đều là cười to lên. Các ngươi cười cái gì, chẳng lẽ lão phu nói đến không đúng sao? Mi đầu sâu nhăn. Lão giả kia một mặt không hiểu. Đạm mạc gật đầu, Lệ Kinh Thiên nhếch miệng cười to, ha ha ha. Không sai, người nói rất đúng, bất quá, đó là tại chúng ta đơn đả độc đấu thời điểm. Mí mắt lắc một cái, lão giả kia suy nghĩ một chút, trong lòng bỗng dưng có chút bất an. Ai, nghĩ không ra chúng ta 5 cái lão gia hỏa, còn thật có một ngày, cần liên thủ hợp tác a, ha ha ha. Cửu Viêm Hải bật cười một tiếng. Ngược lại nhìn về phía hắn mấy người, thản nhiên nói, thế nào, dù nói thế nào, lần này chúng ta cũng là vì Trác quản gia xuất chiến, tất cả mọi người thụ ân tại Trác quản gia, thì không cần lại bày cái gì tác phong đáng tởm đi. Bằng không, tiếp tục như vậy nữa, nói không chừng thật đem ra chủ bồi, vậy chúng ta liền được không bù mất. Trong mắt tinh mang lóe lên, còn lại 4 người cùng nhau liếc hắn một cái, khóe miệng hơi vểnh lên, chỉ là phun ra một cái gọn gàng mà linh hoạt chữ tốt. Hét lớn một tiếng, thiên địa song thánh đầu tiên kết ấn, bỗng nhiên, một đen một trắng 2 đạo quang mang đột nhiên theo 2 người trước người phát ra chói mắt hào quang, mà 2 người tại cái này trong vầng sáng cũng đột nhiên biến mất không thấy gì nữa. Đợi cái này ánh sáng huy tán đi, tất cả hơn 30 vị hóa hư cao thủ cảnh sắc trước mắt đột nhiên biến đổi, đúng là lại không có 2 tông giao chiến ồn ào,
mà chính là một mảnh đen trắng tương giao quỷ dị không gian. Hỏng bét, đây là lĩnh vực thần hồn, chúng ta nhất định muốn xông phá nơi này, không phải vậy liền bị động. Trong mắt nhịn không được co rụt lại, tên lão giả kia hét lớn một tiếng, trong lòng kinh ngạc. Bọn người người gặp này, cũng là mặt hiện dị sắc, thân thể lắc một cái, tất cả mọi người thần hồn liền cùng nhau bay ra ngoài, đao thương kiếm kích, phủ việt câu xoa, linh lang đầy rẫy. Không có gì đáng ngại, hai người bọn họ tuy là lĩnh vực thần hồn, nhưng chúng ta 30 người thần hồn hợp lực, không phải đem bọn hắn cái này lĩnh vực đập nát không thể, đến lúc đó để bọn hắn thần hồn tán loạn mà chết. Một người hô to lên tiếng, những người còn lại cũng theo hô uống, thế nhưng là khi bọn hắn tất cả mọi người tụ tập được thần hồn đến, muốn dùng khí thế cường đại xuyên phá thiên địa này lúc, lại là nhất thời trời chuyển đổi, đen trắng kêu gọi, đang không ngừng luân chuyển bên trong. Bọn họ tất cả lực đạo liền tất cả đều bị tiêu trừ vì hư vô, cái gì về phần bọn hắn thần hồn lực lượng đều đang không ngừng bị tiêu hao. Tại cái kia lĩnh vực bên ngoài, thiên địa nhị thánh đứng tại một cái đen trắng rõ ràng, không ngừng xoay tròn đại cầu trước, cùng nhau cười lạnh thành tiếng, ha ha ha. Chúng ta lĩnh vực, chính là âm dương điên đảo thiên địa cảnh, các ngươi lực lượng tại âm dương điên đảo bên trong không ngừng làm hao mòn, sau cùng tiêu tán ở trong tự nhiên, trở về thiên địa. Sau cùng bị làm hao mòn địa thần hồn hao hết mà chết, muốn dựa vào cậy mạnh đi ra, chỉ sợ các ngươi còn không có bản sự kia. Trong mắt bất giác ngưng tụ, lão giả kia trong lòng hoảng hốt, suy nghĩ một chút, cuối cùng tương xuất biện pháp, mọi người không muốn lung tung xuất lực, không phải vậy đều sẽ bị hắn thiên địa này điên đảo tiêu trừ. Mọi người đem thần hồn lực lượng tụ tập ở một chỗ, cho hắn xuyên phá cái lỗ hổng, chúng ta thế nhưng là 30 vị hóa hư cường giả. Hắn tuyệt không có khả năng một hơi đem một cỗ cự lực, toàn bộ hóa giải mất. Ha ha ha, nói không tệ, âm dương điên đảo thiên địa cảnh, áp dụng là âm dương tương khắc lý lẽ, lực lượng nếu không tập trung, cho dù tại chúng ta cái này lĩnh vực cảnh giới bên trong đựng đầy lại nhiều người, cũng có thể dùng lẫn nhau lực đạo lẫn nhau khắc chế, hóa thành hư vô. Đem tất cả lực lượng tụ tại một chỗ đột phá, thật là một biện pháp tốt. Nhẹ nhàng vuốt vuốt chòm râu, thiên thánh bất giác suy cười một tiếng. Ngược lại nhìn về phía Lệ Kinh Thiên nói, bọn họ muốn liên hợp, chúng ta chỉ sợ khống chế không nổi, đến lượt ngươi xuất thủ. Ha ha ha, dễ nói. Cười to một tiếng, Lệ Kinh Thiên toàn thân cuồn cuộn sát khí đầy tràn bầu trời, tiếp lấy gầm lên giận dữ, một đầu hắc long liền bỗng dưng lui về phía chân trời, chui vào cái kia đen trắng đại cầu bên trong, thần hồn dị biến, quỷ long liên tục chảo. Giống, cái kia lĩnh vực trong kết giới. Tất cả mọi người thần hồn ngay tại hướng một chỗ tụ tập, muốn một hơi xông phá kết giới này, lại chợt nghe một đạo kinh thiên long ngâm vang vọng đất trời, không khỏi sững sờ, trong lòng nhất thời giật mình, cái này lại thế nào? Thế nhưng là rất nhanh, bọn họ liền minh bạch hết thảy, nhưng gặp từng đạo màu đen long chảo, như là từng nhánh cường hãn trường mâu giống như, chợt nhân tiện theo trên trời dưới đất các ngõ ngách dâng trào mà ra. Cường đại sát khí, xen lẫn không ai bì nổi hung mãnh. Nhất thời như mưa rơi đập nện tại mọi người thần hồn phía trên, lúc này đánh bọn hắn một trở tay không kịp. Phốc phốc phốc, từng tiếng miệng phun đỏ tươi thổ huyết âm thanh, vang vọng toàn bộ lĩnh vực, mọi người sắc mặt bỗng dưng liền trắng bệch xuống tới. Có chút hóa hư tam tứ trọng tu giả, càng là chăm chú cái này một long chảo va chạm, liền đã thần hồn đều nát, triệt để không có sinh cơ. Mọi người gặp này, bất giác kinh hãi, trên mặt càng là lộ ra vẻ hoảng sợ. Bởi vì bọn hắn vạn vạn không nghĩ đến, phạm vi lớn như thế đập nện, mỗi một cái long chảo còn có uy lực như thế, sát bên tức thương tổn, đụng tức tử, khủng bố như vậy. Chỉ là trong tích tắc, bọn họ nơi này nguyên bản 30 vị hóa hư cao thủ, đã là tổn thất hơn phân nửa, điều này không khỏi làm tất cả mọi người kinh hãi không thôi. Thế nhưng là bọn họ không biết là, bọn họ bị dọa đến bắp chân như nhũn ra, bên ngoài kết giới Lệ Kinh Thiên, cũng đã mệt mỏi bắp chân như nhũn ra. Tại từng ngụm thở hổn hển, thở dài ai, một hơi đối phó nhiều người như vậy, quả nhiên không đơn giản. Cửu lão đầu, còn lại còn có mười mấy người cao thủ, giao cho các ngươi hai phu phụ. Thôi đi, một người đối phó một nửa cao thủ, tiêu hao có thể không lớn sao? Bất giác suy cười một tiếng, Cửu Viêm Hải nhìn Lệ Kinh Thiên liếc một chút, bất đắc dĩ bĩu môi, Lệ lão đầu, người chính là cậy mạnh, theo lý thuyết chúng ta năm người phân, một người sáu người đầu vừa vặn. Vậy thì tốt, vậy các ngươi không cần xuất thủ, còn lại người, để thiên địa hai cái lão đầu giải quyết đi. Trợn mắt một cái, Lệ lão trợn mắt một cái, từ chối cho ý kiến. Thế nhưng là nghe được lời này,
Cửu Viêm Hải lại lập tức trở mặt, như vậy sao được? Ngươi đều giải quyết một nửa, ta há có thể rơi vào ngươi sau? Nói, Cửu Viêm Hải một mặt sâu xa nhìn về phía Tuyết Thanh Kiến, trong mắt cái kia cỗ khát vọng, đều nhanh phun ra lửa. Tuyết Thanh Kiến bất đắc dĩ lắc đầu, bật cười một tiếng, lườm hắn một cái, còn nói người ta cậy mạnh, người cũng không có tốt đi đến nơi nào. Kết quả là, hai người thủ hạ ấn quyết kết lên, phát lạnh nóng lên hai cỗ thần hồn đột nhiên bay về phía không trung, sau đó hung hăng đụng vào nhau. Chỉ một thoáng, liền hóa thành một đạo nóng rực bạch quang, bỗng nhiên vọt tới cái kia trong kết giới. Âm dương tụ hợp, diệt tận thiên hạ. Hô! Một đạo gió lớn thổi ào ào, trong kết giới còn thừa những cao thủ, còn tại nơm nớp lo sợ đề phòng bốn phía, khả năng một hồi sẽ xuất hiện long chảo đánh lén, lại là chợt thấy hướng trên đỉnh đầu, một vòng lóa mắt bạch quang như thiên dương rớt xuống giống như, chậm rãi hướng bọn họ tới gần. Cái kia nóng rực nhiệt độ, còn chưa tới gần, liền đã để bọn hắn miệng đắng lưỡi khô, trong nháy mắt có cỗ biến thành người khô cảm giác. Mà tất cả tiếp cận cái kia bạch quang sự vật, bất luận cái gì đồ vật, phòng cũng tốt, mồ hôi cũng được, toàn diện hóa thành hư vô, biến mất không còn tăm tích. Một cỗ khí tức khủng bố, đột nhiên đánh úp về phía tất cả mọi người trái tim. Trong mắt nhìn không được co rụt lại, lão giả kia không khỏi hoảng hốt, lần nữa cảnh cáo nói, mọi người cẩn thận, không muốn cách vật kia quá gần. Nói nhảm, chúng ta đương nhiên biết, mấu chốt là như thế nào mới có thể né tránh thứ này a. Trong lòng mọi người một trận oán thầm, sau đó hết nhìn đông tới nhìn tây tìm lấy thoát đi chi đạo. Thế nhưng là chợt đến, có người lại là trong mắt ngưng tụ, lộ ra tránh thức kinh hãi chi sắc. Vật kia làm sao càng lúc càng lớn? Đần độn, không phải vật kia lớn, mà chính là kết giới này đang thu nhỏ lại, chúng ta không có chút nào ẩn núp chi địa. Trong mắt nhìn không được hung hăng co lại, mọi người nhìn về phía bốn phía đang không ngừng giảm bớt khu vực, còn có cái kia chính từng bước một tới gần bọn họ nóng rực quang cầu, tất cả mọi người trong lòng đều phát lên khó có thể rõ ràng hình dáng hoảng sợ. A, à, một tiếng rú thảm, có người lại không thoát đi chi địa, không cẩn thận chịu đến quả cầu ánh sáng kia. Lại là nhất thời bị hỏa táng thành hư vô, theo cánh tay bắt đầu, từng bước một bị quả cầu ánh sáng kia thôn diệt. Mọi người chỉ có thể một mặt sợ hãi nhìn lấy người kia, tại quả cầu ánh sáng kia bên trong, lấy mắt trần có thể thấy tốc độ tiêu tán, bọn họ lại không có biện pháp nào. Bởi vì sau một khắc, bọn họ cũng phải đối mặt vấn đề này. Dùng thần hồn nện nó. Không biết là ai hét lớn một tiếng, mọi người nghe xong, trong lòng có môn, trong mắt có hy vọng. Hung hăng gật gật đầu, lại là không có người nào dám dẫn đầu làm như thế, ai cũng nghĩ đến bò bò giữ mình, để so với người đi trước làm thí nghiệm. Không có cách nào, cái kia lên mở miệng trước người, cuối cùng là cái thứ nhất thôi động thần hồn, hung hăng đụng vào. Đụng. Thế mà, một tiếng vang thật lớn về sau, cái kia thần hồn tại cái kia nóng rực vệt trắng bên trong nháy mắt hòa tan, tiêu tán vô tung, người kia cũng là trong mắt không còn, trong nháy mắt không có khí tức. Thấy tình cảnh này, mọi người song đồng một lồi, cuối cùng không còn có người dám mạo hiểm dạng này mạo hiểm, dùng chính mình thần hồn, đi đụng cái này quái đổ vật. Kết quả là, tại quang cầu này từng bước một đè xuống thời khắc, chỗ có thần hồn, đều cơ hồ là không có nửa phần phản kháng chỗ, bị cái này nóng rực ánh sáng, tiêu tán tại vô tận bên trong thiên địa. Từng tiếng rú thảm vang vọng bên tai, lại là khiến mọi người trong lòng hoảng sợ càng làm sâu sắc nặng. Rốt cục. Sau cùng chỉ còn lại có bốn vị hóa hư ngũ trọng cùng sáu tầng cao thủ, nhìn lấy cái kia vệt trắng tới gần, lại là cuối cùng trong đôi mắt, tản mát ra chân chính tử trí. Hắn nãi nãi, lão tử cho dù chết, cũng muốn nổ ngươi một lỗ thủng, hồn bạo. Một cái hồng quang đầy mặt lão giả hét lớn một tiếng, một cái đỏ thấm trường kiếm liền vội gấp hướng cái kia vệt trắng bắn tới, sau đó tại cái kia vệt trắng phía trên ầm ầm tiếng vang dưới, chợt nổ tung. Lão giả kia trong mắt không còn. Tất nhiên là thần hồn câu diệt, ngã trên mặt đất. Nhưng là cái kia vệt trắng cũng hơi hơi lắc một cái, run run thân thể, tựa hồ lông tóc không tổn hao gì, nhưng bên ngoài kết giới Cửu Viêm Hải cùng Tuyết Thanh Kiến hai người, lại là nhướng mày, khóe miệng một đến chảy ra đỏ thẫm vết máu, đã là thu trọng thương. Bất quá vì hù dọa ba người kia, bọn họ vẫn là cố nén, không có để cái kia bạch quang có một tia không ổn dấu vết. Ngẩng đầu nhìn cái kia tiếp tục hướng bọn họ tới gần bạch sắc quang cầu, ba người đã là sắc mặt như cho tàn, liền hồn bạo cũng không có đem quang cầu này thế nào, vậy bọn hắn đã là lại không bất kỳ thủ đoạn nào. Rơi vào đường cùng,
mọi người đã là không thèm đếm xỉa, cắn răng nói, bà mẹ ngươi chứ gấu à, mình muốn chết cũng muốn chết cái oanh oanh liệt liệt, hừ. Một tiếng hừ nhẹ, lại một người chỉ huy thần hồn đánh tới, ầm ầm nổ tung, ngay sau đó, người thứ hai lần nữa sai sử thần hồn xông lên, nổ tung lên. Cửu Viêm Hải cùng Tuyết Thanh Kiến hai người, thì là không chỗ ở phun dòng máu, sắc mặt trong nháy mắt trắng bệch xuống tới. Thẳng đến một tên sau cùng lão giả, cũng là khẽ cắn môi, muốn ngọc đá cùng vỡ lúc, cái kia bạch quang lại là ông một tiếng, đột nhiên không thấy. Người kia bất giác ngơ ngác, nhưng rất nhanh liền nghĩ rõ ràng bên trong quan trọng, trong lòng nhất thời một trận hối hận sinh ra. Nguyên lai cái này bạch quang là sợ hồn bạo a, nếu là ngay từ đầu liền sử xuất chiêu này lời nói, bọn họ còn có thể có bao nhiêu người may mắn còn sống sót a. Đáng tiếc, mọi người đều quá mức quan tâm chính mình mệnh, không ai dám đi trước hy sinh chính mình, vì đồng bạn thoát đi trải đường. Thẳng đến sau cùng, mới quyết định ngọc đá cùng vỡ, cũng đã muộn. Lão giả kia bất đắc dĩ lắc đầu, trong lòng một trận ai thán, hiện ở chỗ này chỉ còn một mình hắn, còn có thể làm sao? Kết giới bên ngoài, đạo bạch quang kia đột nhiên thoát ra, sau đó tách ra hóa thành phát lạnh nóng lên hai đạo quang mang, bỗng dưng tiến vào Cửu Viêm Hải hai phu phụ thể nội. Hai người cũng là lần nữa phun ra một miệng đỏ thẫm máu tươi về sau, bất đắc dĩ khoát khoát tay, không được, chúng ta chịu không được, bên trong người đã điên, bắt đầu tự bạo thần hồn. Chúng ta cũng có chút chịu không nổi, phải biết, kết giới này thế nhưng là hai người chúng ta thần hồn dựng nên, một chuỗi dài thần hồn tự bạo, chúng ta bị trùng kích cũng không nhỏ a. Khóe miệng xẹt qua hai đạo chói mắt đỏ tươi, thiên địa nhị thánh liếc nhìn nhau, tiếp lấy lại nhìn về phía hắn người nói. Bên trong thì thừa một người, đem hắn phóng xuất quần ẩu đi. Đồng ý, còn lại ba người đều là gật đầu, sau đó thiên địa nhị thánh liền không thu nhỏ hơn nữa kết giới, mà chính là thủ quyết biến đổi, nhất thời kết giới giải trừ. Phạch một cái, tên lão giả kia lần nữa lại thấy ánh mặt trời, đáng tiếc, hiện tại chỉ còn một mình hắn. Trong chiến trường tất cả mọi người nhìn lấy nơi này động tĩnh, biết bị vây đi vào 30 người, kết quả chỉ xuất đến một người. Bất giác tất cả đều kinh ngạc đến ngây người. Thế nhưng là sau một khắc, để bọn hắn càng thêm chấn kinh sự tình bỗng nhiên phát ra. Cũng là cái này duy nhất một người, vừa mới đi ra, còn không có đứng vững gót chân, Lệ Kinh Thiên năm người đã là trong nháy mắt một bước cước bộ, đi vào trước mặt hắn, tại hắn còn chưa kịp phản ứng lúc, đồng loạt ra tay. Oanh! Thủy hỏa bắn ra, sát khí lăng thiên, thiên địa luân đổi, che quang che nguyệt. Chỉ là trong nháy mắt công phu, lão giả kia tựa hồ còn chưa kịp cảm thụ cái này đã lâu không khí mới mẻ, liền đã tại năm người sắc bén thủ đoạn dưới, triệt để biến thành cho bụi, thi thể vô tồn. Chấn kinh! Tất cả mọi người nhìn lấy tình cảnh này, tất cả đều ngây người, năm người này đến tột cùng lai lịch gì, như thế cường hãn. Lấy năm địch 30, giây lát ở giữa, đem đối phương toàn diệt. Trong lúc nhất thời, Huyền Thiên Tông người ngốc, Ma Sách Tông người ngu, cho dù là Trác Phàm cũng không nhịn được sững sờ. Tiếp lấy chính là bật cười một tiếng, gật gật đầu. Năm người này bây giờ thực lực, coi là thật không thể khinh thường, không uổng phí hắn lúc trước dìu dắt năm người này một thanh. Mà lại, liền hắn cũng không nghĩ tới, năm người liên thủ, lại có uy lực như thế. Một đường tiến lên Nguyệt Nhi, thỉnh thoảng quay đầu nhìn lấy đây hết thảy, cũng không nhịn được hoàn toàn ngây người, nhìn về phía Lạc Vân Hải, lắp bắp nói, hắn. Bọn họ, ha ha ha, bọn họ năm người. Có ba người là Trác đại ca lúc trước tự mình điều giáo, hai người là trước khi đi chỉ điểm qua, chỗ lấy cuối cùng bọn họ thành cho chúng ta Lạc gia lúc đầu đời thứ nhất cung phụng. Bất giác khẽ cười một tiếng, Lạc Vân Hải thật sâu nhìn năm người liếc một chút, không khỏi thở dài nói, năm người này đều là kiệt ngao không bị trói buộc thế hệ, luôn luôn độc lai độc vãng, rất ít hợp tác, nhưng lần này thế mà có thể liên thủ, cũng là bị bất đắc dĩ đi. Gương mặt có chút co lại. Nguyệt Nhi bất giác thở dài một ngụm chọc khí, thì thào lên tiếng, đều là chút biến thái quái vật. Ai, có quái vật sư phụ, mới có quái vật đồ đệ. Bọn họ cũng không thể xem như Trác đại ca chính thức môn hạ, người cái này Trác đại ca chính thức môn sinh, về sau nói không chừng còn mạnh hơn bọn họ đây, ha ha ha. Hiện tại người bảo bọn hắn quái vật, hơi sớm đi. Mi đầu bất giác vẩy một cái, Lạc Vân Hải không khỏi cười khẽ một tiếng. Thế nhưng là nghe được lời này, Nguyệt Nhi sắc mặt lại hơi hơi trầm xuống, thở dài, thế nhưng là sư phụ đối với chúng ta hai người đồ đệ này có vẻ như không thế nào để bụng,
hắn cũng nói, tại Ma Sách Tông chỉ là cùng tông chủ giao dịch, cũng không có toàn thân tâm đầu nhập. Ách, bình tĩnh, bằng vào ta cùng Trác đại ca quan hệ, nhưng ta đi nói, hắn nhất định đối với các ngươi để bụng, ha ha ha. Không khỏi khẽ giật mình, Lạc Vân Hải lại là mỉm cười, trấn an nói. Nghe được câu này, Nguyệt Nhi cũng là thật sâu liếc hắn một cái, lộ ra thoải mái nụ cười. Giết a. Thế mà, đúng lúc này, trước mọi người mới lại là đột nhiên vang lên ngút trời tiếng la giết, ngẩng đầu nhìn qua, lại chính thấy là Khuê Cương mọi người, đang cùng Huyền Thiên Tông đệ tử chém giết. Tất cả mọi người là một dạng tu vi, thực lực cũng kém không nhiều, đánh cho quả nhiên là hừng hực khí thế. Lạc Vân Hải thấy một lần, trong mắt ngưng tụ, chỉ về phía trước, quát to, Phi Hổ Quân nghe lệnh, rực hình trận, đột kích. Vâng. Hét lớn một tiếng, mọi người tại Lạc Vân Hải chỉ huy dưới, cùng nhau xông về phía trước. Lần này, quả nhiên là hổ vào bầy dê, xó nhập thỏ ổ. Một phương chỉ có 3-4 vạn người, một phương lại là 100.000 chiến khôi, một phe là không xuất thế tu giả đệ tử, một phương lại là thân kinh bách chiến hổ lang chi sư. Hai so sánh với, tu vi lại không sai biệt lắm, cao thấp lúc này lập phán. Lạc Vân Hải Phi Hổ Quân vừa đến, lúc trước còn rằng có hai phe nhân mã, lúc này liền xuất hiện nghiêng về một bên xu thế. Phi Hổ Quân như chém dưa thái rau giết hại lấy Huyền Thiên Tông đệ tử, để còn tại đánh nhau kịch liệt Khuê Cương không khỏi thì mắt trợn tròn. Ta dựa vào, sư phụ theo thế tục tìm đến những thứ này chiến lực mạnh như vậy a, đồng dạng là đệ tử cảnh giới, quần chiến chênh lệch cũng quá lớn a. Không hổ là binh nghiệp xuất thân. Trong lòng một trận tán phục, Khuê Cương cũng chỉ huy Ma Sách Tông đệ tử, theo thật sát hướng về phía trước giết, Huyền Thiên Tông chúng đệ tử căn bản là ngăn không được cái này cổ mãnh liệt nhân mã. Rất nhanh, mọi người liền tới đến một tòa vàng son lộng lẫy trước đại điện, chỉ là cửa điện kia gấp khóa chặt, phía trên bảng hiệu chữ khải lấy 3 chữ to, chân bảo khố. Chúng ta đến, hai mắt tỏa sáng, Lạc Vân Hải bụng mừng rỡ, nhấc phung tay lên. Kêu lên, tất cả mọi người đột kích chân bảo khố, đoạn địch tiếp tế. Giống. Hét lớn một tiếng, mọi người cùng nhau phóng đi, riêng là Ma Sách Tông đệ tử, loại này phá phách cướp bóc thiêu sự tình, bọn họ là hạn sử dụng phấn có điều. Thế nhưng là, mọi người mới vừa tới đến chân bảo khố trước cửa, ông một tiếng, hoang mang chợt hiện, một cỗ cường hãn cự lực lại là đột nhiên đem mọi người toàn bộ bắn ra, trong nháy mắt huyết nhục văng tung tóe, vẩy hướng bốn phía. Chỉ là trong nháy mắt, đã có gần vạn người vẫn diệt, bao quát mấy ngàn vậy cái kia cương gân thiết cốt Phi Hổ Quân ở bên trong. Đồng thời một đạo già nua thanh âm, vang vọng tất cả mọi người bên tai, người nào lớn mật, xông ta chân bảo khố. Phần Phật Á. Từng trận cuồng phong chợt vang, áo khuyết tung bay, bốn đạo thân ảnh già nua chậm rãi từ trên trời giáng xuống, tất cả đều còng lưng eo, hơi khép hai mắt, cũng không phải là đứng đấy. Mà chính là ngồi xếp bằng rơi xuống tất cả mọi người trước người. Một cỗ khí thế cường hãn, ngăn không được theo thân thể phía trên phát ra, làm cho mấy chục ngàn chi chúng, đúng là không có người nào dám can đảm tiến lên một bước. Mi đầu hơi hơi run run, Lạc Vân Hải không khỏi trong lòng trầm xuống, không cam lòng nắm chặt quyền đầu. Hắn vạn lần không ngờ, Trác Phàm mang theo Ma Sách Tông tất cả trưởng lão cung phụng đã tại cái kia tông chủ đại điện làm ra động tĩnh lớn như vậy. Thế mà còn không có đem đối phương cao thủ toàn bộ hấp dẫn tới, nơi này lại còn giữ 4 người chờ đợi. Mà lại, theo 4 người này ẩn ẩn tán phát khí tức đến xem, so với lúc trước bọn họ gặp phải tất cả hóa hư cao thủ đều còn mạnh hơn nhiều. Trong lúc nhất thời, Lạc Vân Hải rơi vào sầu tư, không biết nên như thế nào quyết đoán. Lệ Kinh Thiên bọn người xa xa từ đằng xa nhìn một chút bên này 4 người, lại là nhìn không được kinh hô một tiếng, mặt hiện thần sắc không tốt, cái kia. Đó là, nói, liền đạp chân xuống, 5 người cùng nhau hướng Lạc Vân Hải bên kia hướng đi cứu viện, trên mặt đã là lộ ra trước đó chưa từng có ngưng trọng. Có lẽ Lạc Vân Hải bởi vì làm thực lực nguyên nhân, chỉ biết 4 người cường đại, cũng không biết rõ 4 người mạnh đến loại tình trạng nào. Nhưng Lệ Kinh Thiên bọn họ dĩ nhiên đã phát hiện, 4 người này thế nhưng là thật sự hóa hư 9 tầng cao thủ, kém một chút thì có thể đột phá hóa hư, đạt đến dung hồn cảnh. Dạng này tuyệt thế cao thủ, còn một chút thì đi ra 4 cái, đừng nói là bọn họ những thứ này thần chiếu thiên huyền tiểu quỷ, coi như là bình thường hóa hư cảnh cao thủ, đó cũng là 10 cái liên thủ, đoán chừng đều gần không bọn họ thân thể a. Cường địch như thế, cái nào là bọn họ cái kia nhược quán gia chủ lúc này có thể ứng phó đối thủ a. Kết quả là,
Lệ Kinh Thiên năm người đã là liều mạng cấp tốc bay đi gấp rút tiếp viện, sợ một cái lãnh đạm, bọn họ gia chủ thì xong đời. Trác Phàm xa xa nhìn qua đây hết thảy, mí mắt lắc một cái, trong lòng cũng là có chút bận tâm, thế nhưng là bước chân hắn vừa động một phần, một cái phá thiên trường thương cũng đã đột nhiên một chút, mãnh liệt hướng hắn đâm tới. Không có cách nào, Trác Phàm tiếp tục chỉ huy đại lực xích Long Vương long đuôi hất lên, hung hăng đem thanh trường thương kia quất mở, quay đầu nhìn qua, lại chính gặp cái kia Tuyên Tông chủ chính một mặt tà dị nhìn về phía hắn. Hừ hừ hừ, Trác Phàm, nếu là ngươi vừa mới muốn chạy trốn, mang theo nhiều người như vậy một hơi lao ra, lão phu cũng ngăn không được ngươi. Thế nhưng là ngươi quá tham lam, hết lần này tới lần khác muốn chiến. Hiện tại chúng ta bốn đại cung phụng rốt cục xuất quan, ngươi coi như muốn đi, cũng đi không, ha ha ha. Cười to một tiếng, Tuyên Tông chủ đầy mặt đắc ý. Khẽ cau mày, Trác Phàm lần nữa thật sâu nhìn nơi xa cái kia bốn cái lão giả liếc một chút, lại là từ chối cho ý kiến nói, bốn vị hóa hư chín tầng cao thủ, xác thực rất phiền phức. Bất quá bọn hắn mạnh hơn, cũng liền so tông chủ ngài cái này hóa hư bát trọng cao thủ mạnh một chút thôi, bằng bọn họ có thể thay đổi hai tông này đại chiến chiến cục. Tựa hồ không dễ dàng như vậy đi. Hắc hắc hắc, mạnh hơn lão phu một chút. Trác Phàm, người tại Tây Châu đi lại còn thấp, căn bản không biết các tông cất giấu nắm chắc bao nhiêu bao hàm đi. Cười lạnh, Tuyên Tông chủ một mặt khinh bỉ chỉ hướng cái kia bốn cái lão đầu vị trí, kêu gào nói, vậy ngươi hãy mở mắt to ra mà xem nhìn cho kỹ, bọn họ đến tột cùng là thần thánh phương nào a? Ha ha ha. Vừa dứt lời, Trác Phàm cũng là chăm chú để mắt tới đi, lại là đột nhiên đồng tử ngưng tụ, mi đầu rốt cục thật sâu nhăn lại tới. Chỉ thấy giờ này khắc này, cái kia bốn tên lão giả tuy nhiên vẫn như cũ nhắm hai mắt, xếp bằng ở hư không ở giữa, lại là đã động. Như là làm thành một cái 3 mét đường kính đại quyển giống như, bốn tên lão giả tại cái này trong vòng luẩn quẩn không ngừng xoay tròn, mỗi cá nhân trên người đều mỗi người tản ra một loại đặc biệt ánh sáng, xích, lục, trắng, kim, sau cùng bốn đạo quang mang lẫn nhau giao dung, lại là nương theo lấy khắp nơi luật động, đột nhiên dung hợp thành chói mắt đất hào quang màu vàng. Sau đó, nhưng nghe một tiếng sục sôi long ngâm vang vọng giữa trời, một cái màu đất cự long vây quanh bốn người phạm vi không ngừng xoay quanh, cả vùng cũng đang không ngừng run run, dường như trên mặt biển sóng lớn bốc lên đồng dạng. Những cái kia thần chiếu thiên huyền cảnh tu giả, tại đất đai này phía trên đứng đấy, căn bản chân đứng không vững. Theo cỗ này thổ hoàng sắc ba động từng cỗ trùng kích, mọi người chợt cảm thấy thể xác tinh thần tỳ phổi đều bị một cỗ chấn động mãnh liệt. Ngay sau đó phốc 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 từng tiếng thổ huyết phát thanh ra, rất nhiều người đều là mí mắt khẽ đảo, trong nháy mắt liền không có sinh cơ. Chỉ là trong nháy mắt, lại là mấy ngàn cao thủ ngã xuống, thế nhưng là cái kia bốn cái lão giả tựa hồ căn bản còn không có gì động tác giống như, vẫn như cũ khẽ nhắm hai con ngươi, đang lẳng lặng xoay tròn lấy. Trong mắt nhịn không được hung hăng co lại, Lạc Vân Hải bất giác kinh hãi, kêu lên, tất cả mọi người nghe lệnh, bay lên không trung, rời xa bốn người này. Khác để bọn hắn phát ra ba động tới người. Vội vã gật gật đầu, mọi người cũng không phải người ngu, vội vàng đạp chân xuống, cùng nhau bay lên trên không, rời xa cái kia màu vàng ba động bao phủ. Ha ha ha, một đám thần chiếu thiên huyền cảnh lũ tiểu gia hỏa, chúng ta bốn người bình thường vốn không rảnh để ý các ngươi những thứ này con kiến hôi, chạy liền chạy đi. Nhưng lần này các ngươi dám can đảm xâm phạm ta Huyền Thiên Tông lãnh địa. Đánh bất ngờ ta tông cấm địa chân bảo khố, tâm nhưng là chu. Chúng ta bốn người lão gia hỏa, thân là tông môn chí cao cung phụng, cũng không thể tùy tiện buông tha. Rear mép hơi hơi run run, một lão giả bất giác khẽ cười một tiếng, ngay sau đó, bốn tên lão giả đồng thời thủ quyết biến đổi, chợt đến bốn người bọn họ thân thể rốt cục động, hoặc là nói, là bọn họ cái vòng kia động càng thích hợp. Chỉ gặp bọn họ vẫn như cũ nhắm mắt không nói. Thân thể cũng tại quay chung quanh trung tâm một mực đi lòng vòng, thế nhưng là cái này vô hình phạm vi, lại là giống như một cái đĩa bay một dạng, siêu một tiếng liền hướng mọi người đụng tới. Bốn phía đầu kia còn đang không ngừng du tẩu thổ hoàng sắc cự long, còn tại như lúc trước đồng dạng đi lòng vòng, nhưng là cái kia cỗ xoay tròn lực chỗ sinh sinh cường đại phong cương, lại là như thiên địa sụp đổ giống như, hướng tất cả mọi người mặt bước tới, chớp mắt tới gần. Mọi người thậm chí còn không có kịp phản ứng là chuyện gì xảy ra, soạt một tiếng, đã là huyết nhục văng tung tóe, vẩy làm một đoàn. Cái kia thổ hoàng sắc phạm vi trong nháy mắt đảo qua trong một đám người ở giữa, đã là có mấy ngàn người tại rất là kỳ lạ bên trong biến thành một đoàn thịt nát, cái kia phạm vi rơi quay đầu lại quét một vòng,
liền lại là mấy ngàn người vĩnh viễn mất đi tánh mạng. Chỉ là một cái tới lui, mấy hơi ở giữa, đã là có gần vạn người không có sinh cơ. Tất cả mọi người nhìn lấy đây hết thảy, hoàn toàn kinh ngạc đến ngây người, một mặt hoảng sợ nhìn chăm chú lên cái kia thổ hoàng sắc phạm vi, hai chân sớm đã nhịn không được run rẩy. Lạc Vân Hải cũng là ngơ ngác nhìn đây hết thảy, nhìn lấy cái kia phạm vi như cối xay thịt một dạng, tới lui thu gặt lấy chúng tính mạng người, trong lòng bất giác một trận hãi hùng khiếp vía. Chờ hắn kịp phản ứng, 30.000 người tánh mạng đã trở thành hoa cúc xế chiều, hắn mới vội vàng hô lớn, tản ra đội hình, mọi người phân tán né ra, chúng ta không phải cái này bốn cái lão gia hỏa đối thủ, chỉ có thể mỗi người tự chạy. Vừa dứt lời, hắn dẫn đầu cho phi hổ quân đánh thủ thế, tất cả mọi người liền cùng nhau tứ tán bay tán loạn. A, nguyên lai người chỉ huy ở chỗ này a. Tựa hồ nghe đến hắn hò hét, một lão giả bất giác khẽ cười một tiếng, tiếp lấy cái kia phạm vi liền bỗng dưng quay đầu đến, hung hăng hướng Lạc Vân Hải chỗ đó đánh tới. Trong lòng cả kinh, Lạc Vân Hải vội vàng chạy trốn, Nguyệt Nhi cùng Khuê Cương theo sát ở bên, thế nhưng là tốc độ bọn họ lại ở đâu là hóa hư cao tay đối tay. Chỉ là một cái hô hấp công phu, cái kia phạm vi liền đã đuổi tới trước người bọn họ. Cảm thụ lấy cái kia cỗ kinh khủng uy áp, Khuê Cương khóe miệng một xẹp, bất đắc dĩ lắc đầu, khóc kể lể ai, mạng ta xong rồi, lại nói sư phụ tấn công Huyền Thiên Tông đến tột cùng là vì cái gì a? Thật chẳng lẽ chỉ là vì giáo huấn bọn họ một chút. Nhưng bây giờ hình như là chúng ta bị giáo huấn a. Liếc hắn một cái, Lạc Vân Hải không nói gì, nhưng mắt bên trong kiên định lại không giảm chút nào. Thực hắn cũng không biết Trác Phàm làm như vậy nguyên nhân, nhưng là đã Trác Phàm muốn làm như thế, hắn liền kiên chống đến cùng, đây chính là toàn bộ Lạc gia cùng Trác Phàm ở giữa chỗ ký kết ra tín nhiệm. Cho dù là hiện tại, hắn đã đi hướng bên bờ sinh tử, lại vẫn không có nửa phần hối hận. Bạch. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Bỗng nhiên, một đạo thân ảnh quen thuộc ngăn tại Lạc Vân Hải trước người, Lạc Vân Hải sững sờ. Gặp người kia không là người khác, chính là Nguyệt Nhi không thể nghi ngờ, bất giác bật cười nói, cô nương, vô dụng, cái này cùng lúc trước không giống nhau, đứng tại trước nhất người cũng không chặn được cái kia muốn mạng đồ chơi. Không nói gì, Nguyệt Nhi vẫn như cũ ngoan cường đứng tại trước người hắn, trên mặt tràn đầy vẻ kiên định. Trầm ngâm một hồi, Lạc Vân Hải không nói gì nữa, bỗng dưng đi vào nàng bên cạnh nói, nếu không, lần này cùng một chỗ a, cái kia, chắc ca một cái khác đồ đệ. Người tại chúng ta đằng sau trốn tránh, nhìn xem có thể không có thể còn sống sót. Ta gọi Khuê Cương, bất đắc dĩ trợn mắt một cái, Khuê Cương cũng là trong nháy mắt đứng tại bọn họ bên cạnh, ồm ồm nói, chỉ ít chúng ta cùng một chỗ trước khi chết, trước nhận thức một chút đi. Lúc trước thời gian eo hẹp, sư phụ lại không cho mình giới thiệu qua, đừng chết cũng không biết bên người có ai bồi tiếp, vậy liền quá thê lương. Tốt, ta là Lạc gia gia chủ Lạc Vân Hải, không khỏi cười lớn một tiếng. Lạc Vân Hải đầu tiên nói. Nguyệt Nhi mỉm cười, cũng đạm mạc lên tiếng, Nguyệt Nhi, Ma Sách Tông đệ tử. Ha ha ha, ba tên tiểu gia hỏa, sắp chết đến nơi, cũng rất có tình hoài, quả nhiên có phong độ đại tướng, không hổ là đám này tiểu quỷ người chỉ huy. Đúng lúc này, cái kia phạm vi cũng tập kích đến trước người bọn họ, bốn cái lão đầu lúc này nghe đến bọn họ lạc quan lời nói, bất giác cười khẽ một tiếng, bất quá dù vậy, lão phu cũng sẽ không bỏ qua các ngươi. Ai bảo các ngươi không phải ta Huyền Thiên Tông đệ tử đâu, ha ha ha. Bạch, mang theo thật sâu chế giễu, cái kia cường lực phạm vi đã là không chút lưu tình nện đến bọn họ mặt trước, chỉ thiếu chút nữa, liền có thể đem ba người triệt để vỡ nát. Chăm chú hai mắt nhắm lại, ba người đều đã làm tốt bị hủy diệt chuẩn bị. Thế mà, ngay tại lúc này, ông một tiếng không gian ba động đột nhiên phát ra, ba người lại là lông tóc không tổn hao gì lập ở không trung. Một chút việc đều không có, mà cái kia cường đại cảm giác áp bách, cũng đột nhiên theo trước mặt bọn hắn biến mất không thấy gì nữa. Chờ bọn họ mở mắt ra, nhìn về phía trước, lại là bỗng dưng nhìn đến một cái trắng đen xen kẽ đại cầu, tại trước mặt bọn hắn linh lợi loạn chuyển lấy, mà bọn họ cách đó không xa vị trí, thiên địa song thánh đầu đầy mồ hôi kết lấy ấn quyết, trong mắt đều là vẻ mặt ngưng trọng. Âm dương điên đảo thiên địa cảnh. Không sai, ngay tại cái này trong lúc ngàn cân treo sợi tóc. Thiên địa song thánh vừa vặn kịp thời đuổi tới, dùng chính mình lĩnh vực thần hồn đem cái kia bốn tên lão giả vây ở bên trong, nhất thời liền đem bọn hắn ngăn cách mở. Bất quá, nhìn hai người bộ dáng, lúc này tựa hồ tương đương thống khổ giống như. Thiên địa nhị lão,
đa tạ các ngươi. Lạc Vân Hải hai mắt tỏa sáng, nhất thời đại hỉ, hướng về hai người vội vàng ôm quyền nói tạ, nhưng là còn không đợi hắn nói xong, thiên địa nhị thánh đã là cùng nhau hét lớn một tiếng, mắng, Lệ lão đầu, ngươi còn tại mài cỏ cái gì, nhanh đem bọn hắn mang đi. Bạch, một đạo hắc ảnh lóe qua, ba người còn chưa kịp phản ứng xảy ra chuyện gì, một đôi tráng kiện cánh tay đã là theo sát phía sau một bắt bọn họ bả vai, sau đó chân một bước, liền trong nháy mắt đem ba người mang cách nơi này. Không khỏi sững sờ, ba người quay đầu nhìn qua, đã thấy chính là Lệ Kinh Thiên không thể nghi ngờ. Lệ lão, cái này, mi đầu lắc một cái, Lạc Vân Hải trong mắt còn có nghi hoặc, nhưng nhìn đến Lệ Kinh Thiên nhìn về phía trước cái kia đầy dẫy ngưng trọng lúc, liền bỗng dưng không ra tiếng. Đồng thời, hắn cũng theo Lệ Kinh Thiên ánh mắt nhìn về phía trước, lại chính gặp thiên địa nhị thánh thân thể lắc một cái, đột nhiên cùng nhau phun ra một miệng đỏ thẫm máu tươi về sau, sắc mặt trong nháy mắt liền uể oải xuống tới. Mà cái kia thần hồn lĩnh vực, cũng là ầm vang ở giữa sụp đổ ra. Hống hống hống, chấn thiên triệt địa tê minh tiếng vọng tại toàn bộ Huyền Thiên Tông trên không, bốn đầu nhan sắc khác nhau cự long, tại cái kia âm dương điên đảo thiên địa cảnh sụp đổ trong tích tắc, liền giạt rào bay về phía không gian, tiếp lấy nấn ná một vòng, lại bay trở về bốn tên lão giả quay chung quanh cái kia trong vòng luẩn quẩn biến mất không thấy gì nữa. Mà cái kia phạm vi chung quanh, vẫn như cũ lượn vòng lấy đầu kia thổ hoàng sắc cự long, thật lâu không rời, thả ra cường hãn khí tức. Bốn tên lão giả ngồi xếp bằng, dường như vừa mới cái gì cũng không có phát sinh giống như, trên mặt một mảnh yên tĩnh. Thiên địa nhị thánh nhìn lấy bốn người kia, lại là trong mắt hung hăng co rụt lại, trên mặt ít có lộ ra thật sâu vẻ kiêng dè. Ha ha ha, nghĩ không ra đối phương còn có dạng này hai vị nắm giữ lĩnh vực thần hồn người nắm giữ, như thế lĩnh vực, chúng ta dường như là lần đầu tiên gặp a, ngược lại là hiếm thấy cực kỳ cái nào. Một vị lão giả một tiếng cười khẽ, không có mở mắt, lại là càng tán thán nói, đáng tiếc hai người này tu vi không đủ, tại vây quanh chúng ta trước đó, tiêu hao quá lớn, vốn là thụ một số thương thế. Nếu không mà nói, không thể nói được chúng ta muốn phí sức một số. Hơi hơi gật gật đầu, một vị khác lão giả biểu thị đồng ý, thăm thẳm lên tiếng, không tệ, cái này lĩnh vực thần hồn xác thực kỳ diệu, âm dương chi lực chuyển đổi, điên đảo thiên địa, lấy đạo của người trả lại cho người. Nếu là tầm thường tu giả nhập cảnh, thật là vũng bùn kết quả, khó có thể tự kiềm chế. Bất quá, lĩnh vực này nhược điểm cũng rất rõ ràng, không có cường lực công kích thủ đoạn, chỉ là ôn thủy nấu ếch xanh hàng ngũ, cuối cùng rồi sẽ cho đối thủ lưu lại lật bàn cơ hội. Còn lại ba người nghe đến, cũng toàn cũng hơi gật đầu, soi mói, tựa hồ đúng là mảy may không có đem thiên địa nhị thánh để vào mắt giống như, ngông cuồng bình luận. Nếu không phải như thế lời nói, lão phu ngược lại thật sự là có hứng thú mở mắt nhìn xem, hai người này là dáng dấp ra sao. Hừ, bốn cái lão già khẩu khí thật là lớn, các ngươi nói như vậy, thì là nói chúng ta còn chưa xứng để cho các ngươi mở mắt ngó lấy một cái, đúng không? Thế mà, đúng lúc này, một tiếng phẫn nộ quát mắng, lại là đột nhiên đánh gãy bốn người tiếng nói, ngay sau đó, một đạo cực kỳ chói mắt bạch quang bỗng nhiên hướng bốn người hung hăng bắn xuyên qua, như vậy bốn người các ngươi lão quỷ thì đến xem, chiêu này lực công kích như thế nào. Hiu, phảng phất là trên 9 tầng trời rơi xuống một chi thần tiễn, mang theo có thể hòa tan hết thảy nóng rực nhiệt độ cao, hung hăng bắn về phía cái kia bốn cái lão đầu phương hướng. Oanh, một tiếng vang thật lớn. Tản mát ra chói mắt ánh sáng, cái kia bốn tên lão giả chỗ vị trí, toàn bộ hóa thành một đoàn bạch sắc quang cầu, mà quả cầu ánh sáng kia chung quanh tất cả mọi thứ, bao quát không khí đều bị thiêu đốt đến phát sinh vặn vẹo. Cửu Viêm Hải cùng Tuyết Thanh Kiến hai người thở hồng hộc nhìn về phía trước cảnh tượng, trong mắt vẻ mặt ngưng trọng vẫn không có làm nhạt xuống tới. Bởi vì bọn hắn biết, lấy bốn người kia thực lực, cho dù bọn họ sử xuất cái này sinh tử quyết, cũng không có khả năng đem bọn hắn triệt để đánh bại. Nhưng khi hào quang màu trắng kia tiêu tán, lộ ra bên trong bốn người cảnh tượng lúc, hai người cho dù sớm đã chuẩn bị tâm lý thật tốt, nhưng vẫn là không nhịn được hít sâu một hơi, cả kinh kêu lên, cái này. Làm sao có thể? Chỉ thấy giờ này khắc này, bốn tên lão giả vẫn tại nhẹ nhõm tự tại xoay chậm chậm lấy, hai mắt vẫn như cũ khép kín, không gặp người mặt, khóe miệng còn mang theo một tia nở nụ cười trào phúng. Tựa hồ đối với Cửu Viêm Hải hai người vừa mới một chiêu kia, không chút phật lòng giống như. Đầu kia thổ hoàng sắc cự long vẫn tại trước người bọn họ xoay quanh, không có một tia tổn thất, một đôi to lớn long đồng vẫn như cũ như vậy uy nghiêm, không ai bì nổi.
mí mắt nhìn không được run run, Cửu Viêm Hải hai người liếc nhìn nhau, trong lòng bất giác trầm xuống, sắc mặt ngưng trọng trước đó chưa từng có lên. Tuy nhiên vừa mới tại ra chiêu trước, bọn họ đã thân chịu trọng thương, nhưng là dù vậy, chiêu kia sinh tử quyết cũng là bọn hắn đem hết toàn lực nhất kích ha. Nhưng là dù vậy, vẫn không để cho đối phương bị tổn thương chút nào không nói, còn căn bản thì không dao động đối phương một chút khí thế. Tại cái kia bốn cái lão đầu trong mắt, bọn họ tựa hồ cũng là bất nhập lưu tiểu nhân vật đồng dạng, mảy may dẫn không nổi bọn họ nhìn chăm chú. Trong lúc nhất thời, mọi người lẫn nhau nhìn xem, một trái tim cũng dần dần chìm vào đáy cốc. Bọn họ cùng cái này bốn cái lão đầu thực lực sai biệt quá lớn, bốn người này căn bản không phải bọn họ có thể đối phó đến tồn tại. Trác Phàm sang nghiêng nhìn, mi đầu cũng là thật sâu nhăn lại, thì thào lên tiếng, bốn đầu địa long thần hồn. Không sai, chính là bốn đầu địa long hồn, khóe miệng hơi hơi một phát, Tuyên tông chủ không khỏi cười to lên, vừa mới lão phu liền nói ngươi, không biết Tây Châu các tông nội tình, nhưng là các ngươi Ma Sách tông đại cung phụng, người cái kia nghe qua đi. Mi đầu lắc một cái, Trác Phàm thật sâu liếc hắn một cái, đạm mạc gật đầu, nghe qua, nhưng chưa thấy qua, là cái thần bí nhân vật. Ha ha ha, vậy thì tốt, vậy lão phu liền nói cho ngươi, tại toàn bộ Tây Châu bên trong, chúng ta đều là Thiên Vũ hộ quốc tam tông, mỗi cái tông môn nhưng cũng có chấn tông nhân vật đây. Không khỏi cười lạnh, Tuyên tông chủ ngạo nghễ nói, một kiếm ngũ long, chính là chúng ta hộ quốc tam tông đại biểu. Cái gì, một kiếm ngũ long? Chẳng lẽ bọn họ là... Thế mà, Trác Phàm không có nói chuyện, dưới đáy Hàn Thiên Ảnh cũng đã trong lòng cả kinh, hét to lớn tiếng, không thể tin lẩm bẩm nói, ta vẫn cho là cái này chỉ là truyền thuyết, nghĩ không ra thật có chuyện này ư, bốn vị này cung phụng, lại thật tồn tại. Đan Nhi ở một bên nhìn mà không hiểu, nghi nói, sư tỷ, người đến tột cùng đang nói cái gì, ta làm sao không biết những thứ này. Người nhập tông còn thấp, đương nhiên không biết, bất đắc dĩ lắc đầu. Hàn Thiên Ảnh bất giác cười khổ một tiếng, bất quá một số tông môn lão nhân đều rõ ràng, chúng ta tông môn có bốn vị chấn thủ tông môn bốn đại cung phục, hộ tông Bình An, danh vị Chu Thiên Tứ Lão, cùng Ma Sách tông vị kia thần long thấy đầu mà không thấy đuôi đại cung phụng là nổi danh đương đại. Bất quá, bốn người này cùng cái kia đại cung phụng một dạng, chỉ nghe tên, nhưng không thấy ảnh, thời gian dài, mọi người liền đã quên lãng, không nghĩ tới. Nói đến đây... Hàn Thiên Ảnh xa xa nhìn về phía bốn người kia ngồi chỗ đứng, trong mắt chợt lộ ra một tia tuyệt vọng, thở dài, nếu là bốn người này xuất thủ lời nói, cho dù Ma Sách tông toàn lực ủng hộ chúng ta, vị kia đại cung phụng đích thân đến, đoán chừng chúng ta cũng không có thắng hy vọng. Ha ha ha, không tệ, không hổ là ta Huyền Thiên Tông lão nhân, làm thật biết rõ cái gì gọi là thời thế a. Không khỏi cười lớn một tiếng, Tuyên tông chủ vẻ mặt đắc ý nói, hộ quốc tam tông, một kiếm ngũ long. Một kiếm chính là hành thiên kiếm, chấn thủ thiên hành tông. Ngũ long bên trong, bốn đầu long, mộc long, viêm long, băng long, kim long tứ lão đều tại ta Huyền Thiên Tông bên trong, chỉ có ngươi nhóm đại cung phụng ẩn long tại Ma Sách Tông bên trong. Tuy nhiên ấn thực lực tới nói, hắn là ngũ long đứng đầu, nhưng là một long lại như thế nào bù đắp được tứ long liên thủ đâu. Nhớ năm đó, hắn từng dẫn Khô Vinh ngũ lão đại chiến ta tông Chu Thiên tứ lão, kết quả đại bại mà về. Cho nên hôm nay coi như hắn đích thân đến, chúng ta cũng không sợ chút nào. Ánh mắt hơi 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 khép một chút, Trác Phàm trên mặt giếng cổ không gợn sóng, đã như vậy, bốn vị này cao thủ ngài ngược lại là giấu căng đầy, hiện tại mới lấy ra. Hừ hừ, bốn vị cung phụng nhiều năm bế quan, hiện tại chính gấp rút đột phá dung hồn cảnh, không nên quấy rầy. Lần này nếu không phải các ngươi rối loạn, chắc hẳn bốn vị cung phụng còn sẽ không rời núi đâu. Không khỏi suy cười một tiếng, Tuyên tông chủ đắc ý nhìn về phía Trác Phàm, quát to, Trác Phàm, ngươi thì theo ngươi nhân mã, cùng một chỗ táng thân nơi đây a, ha ha ha. Tuyên thiếu vũ nghe đến, cũng là một trận hưng phấn, hét lớn liên tục, Trác Phàm, ngươi cái này ma đạo kẻ xấu dám mạnh mẽ xông tới ta Huyền Thiên chính tông, hiện tại biết chúng ta chính đạo tông môn lợi hại a, ha ha ha. Nhìn lấy cái này hai cha con kẻ sướng người họa bộ dáng, Trác Phàm không còn gì để nói. Lão tử đầu còn không có dọn nhà đây, hai người bọn hắn có phải hay không quá lạc quan một chút. Tiếp lấy hắn lại chọn bài nhìn về phía Chu Thiên Tứ lão chỗ đó, khẽ gật đầu, quả nhiên rất mạnh, cũng không thể làm cái này hai hàng kêu gào hoàn toàn là đánh rắm. A a a, từng tiếng hô quát truyền ra, ngay tại vừa mới, Lệ Kinh Thiên cứu Lạc Vân Hải ba người về sau,
Lạc gia hóa hư các cường giả cũng ào ào đuổi tới hộ chủ, trong nháy mắt liền đến 36 người, đem 4 người kia đoàn đoàn bao vây. Thế nhưng là, 4 người kia ấn quyết trong tay một kết, bỗng dưng long ngâm lớn lên giống, theo 4 người không ngừng xung quanh, từng cái hung mãnh cự long theo bọn họ cái kia vòng tròn bên trong thoát ra, tiếp lấy lại lui trở về. Mỗi một lần thay phiên, long hồn đều là hung hăng vò tới chung quanh đối thủ, vậy thì thật là sát bên thì chết, đụng thì vong a. Cường đại mà long hồn, lại thêm cái này cuồng phong bạo vũ giống như trùng kích, nhất thời liền để cái kia một đám hóa hư cường giả nếm đến cái gì gọi là địa ngục tư vị. Bọn họ thậm chí ngay cả tiếp cận cái kia phạm vi tư cách đều không có, liền từng cái thổ huyết bỏ mình, trong nháy mắt, tiếng kêu than dậy khắp trời đất, đột nhiên liền đi một nửa. Thấy tình cảnh này, tất cả mọi người kinh ngạc đến ngây người, riêng là Ma Sách Tông trưởng lão cung phụng nhóm. Biết được 4 người này là cùng bản tông đại cung phụng nổi danh Tứ Long, lại sớm đã là trong lòng chợt lạnh, nhất thời không có sức phản kháng. Liền đại cung phụng đều không làm gì được cường giả, bọn họ đi không là muốn chết sao? Mà Huyền Thiên Tông mọi người, thì là từ vừa mới bắt đầu đê mê, trong nháy mắt đắt đỏ lên. Bọn họ chỗ dựa, cuối cùng xuất hiện. Ai, nghĩ không ra cái này 4 cái lão yêu quái, thế mà không phải truyền thuyết, là chân thật tồn tại. 4 đầu địa long hồn, lại hợp thành đại trận, muốn thế nào đối phó a? Hàn Thiên Ảnh một trận lắc đầu thở dài, liên tục cười khổ, tiếp lấy nhìn về phía bảo hộ ở nàng bên cạnh Khuê Lang nói, Khuê Lang, xem ra người ta ở chung, chỉ có sớm chiều thời gian. Khuê Lang tròng mắt ngưng tụ, lại là nắm thật chặt tay nàng, tràn đầy kiên định nói, có người tại, sớm chiều đã chọn. Khóe miệng hơi vểnh lên, Hàn Thiên Ảnh hạnh phúc gật đầu. Bọn người gặp này, đã vui mừng, lại có chút thương cảm. Vui mừng tự nhiên là bởi vì hai nhiều người như vậy năm không thay đổi cảm tình, thương cảm lại là đối lúc này sắp thì muốn thua tình thế mà sinh. Đợi Ma Sách Tông bại một lần, hai người cũng bất quá là sớm chiều ở chung, liền muốn tách ra, về sau nghênh đón hai người, đem là tử vong. Tuyên Tông chủ bọn người nhìn lấy tình cảnh này, cười lạnh liên tục, từ chối cho ý kiến. Thế nhưng là Trác Phàm lại là trong mắt tinh quang lóe lên, bất đắc dĩ thở dài ra một hơi, trong lòng ám đạo. Ai, vốn không muốn động lá vương bài này, nhưng không có cách, đối phương quá thiếu. Rầm rầm rầm, nương theo lấy từng đạo chấn thiên oanh minh nổ vang, thê lương tiếng kêu gào vang vọng toàn bộ bầu trời. Chu Thiên Tứ lão giống như lăng không ngồi tại một cái đĩa bay phía trên, sắc mặt bình tĩnh, vẫn tại khoan thai xoay tròn. Nhưng là bọn họ cái kia trong vòng luẩn quẩn càng không ngừng thoát ra mấy trăm đầu long hồn, lại là như cuồng phong bạo vũ giống như cuốn sạch lấy 4 phía hết thảy. Lạc ra những cái kia hóa hư cường giả, tại như vậy cuồng oanh lạm tạc dưới, căn bản không có mảy may khe hở tiếp cận 4 người, ngược lại bị những thứ này hung mãnh long hồn một trận đi loạn về sau, ao ao thần hồn câu diệt, thân thể vỡ vụn mà chết, chỉ là trong nháy mắt, còn lại 10 mấy người cũng toàn quân bị diệt. Trong mắt nhịn không được hung hăng co lại, tại chỗ tất cả mọi người nhìn đến trong lòng kinh hãi không thôi, cho dù là Lệ Kinh Thiên dạng này võ si, một đôi thiết quyền cũng không nhịn được phát ra run nhẹ nhẹ. Giống, bỗng nhiên, một tiếng long ngâm nổ vang, một đầu thổ hoàng sắc hung mãnh long hồn đột nhiên hướng Lệ Kinh Thiên nơi này vọt tới. Không khỏi trong lòng hoảng hốt, Lệ Kinh Thiên không dám thất lễ, đuổi bận bịu hai tay vung lên. Một đầu tràn đầy sát khí hắc long cũng bỗng nhiên theo thể nội dâng trào mà lên, hướng về phía trước thẳng tắp đụng tới. Quỷ long liên tục trào. Từng đạo màu đen trào ảnh hướng cái kia màu vàng đất cự long chộp tới, mỗi một trào đều là sắc bén dị thường, dường như có thể đem toàn bộ bầu trời bẻ vụn giống như. Thế nhưng là, cái kia màu vàng đất cự long lại không chút phật lòng, vẫn như cũ không có không đình trệ xông về phía trước. Đụng. Tiếng vang nổ tung. Mọi người trong tai một trận oanh minh, nhịn không được che lên đi, mà lại không biết là chân thật vẫn là nghe nhầm, mọi người đúng là tại cái này nổ vang bên trong, rõ ràng nghe đến từng tiếng vỡ vụn tại bên tai vang lên. Sau một khắc, nhưng ngửi phốc một tiếng vang trầm, Lệ Kinh Thiên nhịn không được ngửa mặt lên trời phun ra một miệng đỏ tươi, toàn bộ thân thể đã là bỗng dưng không còn khí lực, suy yếu co quắp ngã xuống. Mà cái kia điều màu đen long hồn, cũng một biến mất không thấy gì nữa. Lệ lão, mí mắt nhìn không được run run, Lạc Vân Hải giật mình, bất giác hét to lớn tiếng. Lạch cạch. Đúng vào lúc này, một đạo hắc ảnh lóe qua, đã là trong nháy mắt đi vào Lệ Kinh Thiên trước người, vội vã đem hắn cái kia sắp té ngã thân thể đỡ lấy, định thần nhìn lại,
người kia không là người khác, lại chính là Cửu Viêm Hải không thể nghi ngờ. Thật sâu nhìn Lệ Kinh Thiên liếc một chút, nhìn lấy cái kia hơi thở mong manh, sắc mặt trắng bệch bộ dáng, Cửu Viêm Hải mí mắt khẽ run, trong lòng trầm xuống, hét lớn, lão thái bà, mau dẫn thiếu chủ bọn họ rút lui, Lệ lão đầu thần hồn vừa mới nhất định đã xuất hiện vỡ vụn, cái này bốn cái lão gia hỏa không phải chúng ta có thể đối phó đến, mau chóng rời đi nơi này, khác cùng bọn hắn ngạnh bính. Không có vấn đề, lão đầu tử. Bạch, lại là một đạo bạch sắc bóng hình xinh đẹp lóe qua, Tuyết Thanh Kiến một mặt vẻ mặt ngưng trọng, cũng là trong nháy mắt đi vào Cửu Viêm Hải ba người bên cạnh, trong tay màu trắng tơ lụa mở ra, ôm phía trên bọn họ vòng eo, không nói hai lời thì kéo lấy bọn hắn cấp tốc thoát đi, thiên địa nhị lão, các ngươi yểm hộ chúng ta. Khóe miệng nhìn không được co lại, thiên địa nhị lão liếc nhìn nhau, lại đều là bất đắc dĩ cười khổ. Đối mặt dạng này cường thủ, bọn họ chỗ nào có thể ngăn cản đến. Bất quá vì gia chủ an toàn, bọn họ cũng chỉ có thể kiên trì phía trên. Âm dương điên đảo thiên địa cảnh, thần hồn dị biến, nối liền đất trời âm dương khóa. Trong mắt bất giác ngưng tụ, hai người cùng nhau hét lớn lên tiếng, ấn quyết trong tay kết động. Chỉ một thoáng, soạt kéo xích sắt tiếng vang hoàn toàn mọi người mà thôi trước, trên thân hai người bỗng dưng bay ra một đen một trắng hai đầu khóa sắt giống như trường liên, chỉ là phía trên còn mỗi người quấn quanh lấy nhất âm nhất dương hai loại đặc thù khí tức. Chỉ là trong nháy mắt, cái kia hai đầu trường liên liền mỗi người vây quanh Chu Thiên Tứ lão phạm vi lượn quanh 4-5 vòng, sau đó hung hăng khóa cùng một chỗ. Cái kia phạm vi còn muốn di động, lại là chỉ nghe răng rắc kéo xích sắt tiếng vang, lại khó đi lại mảy may. À, chiêu này có ý tứ, xem ra không đơn thuần là lĩnh vực thần hồn lực lượng. Mi đầu hơi hơi lắc một cái, một lão giả trên mặt cuối cùng lóe qua một đạo dị sắc. Đạm mạc gật đầu, một tên lão giả khác nói tiếp, âm dương xiềng xích, liền thông thiên địa. Nhìn qua bọn họ tựa như đem bọn hắn lĩnh vực thu nhỏ, nhỏ đến chỉ còn một sợi xích sắt lớn nhỏ, nhưng trên thực tế bọn họ lại là đem lĩnh vực mở rộng. Bởi vì cái này xích sắt âm dương nhị khí, liền thông thiên địa. Cho nên tại chúng ta lực lượng, rất lớn một bộ phận bị thiên địa thu nạp, liền rất khó thoát thân. Không nghĩ tới hai người này đúng là nghĩ ra như thế lĩnh vực thần hồn dị biến, cũng thật sự là kỳ chiêu. Hừ hừ hừ, không tệ, cái này chiêu hai người chúng ta thần chiếu cảnh lúc ngay tại lĩnh hội, thế nhưng là đã từng dùng nó vây khốn qua một cái chánh thức quái vật. Bất giác cười lạnh, thiên địa nhị thánh hơi hơi dương dương đầu, nghĩ đến năm đó đem cổ tam thông kỳ lân thân thể vây khốn chẳng diệt. Không khỏi kiêu ngạo nói, hiện tại chúng ta đã nhập hóa hư cảnh, có lĩnh vực thần hồn tương trợ, chiêu này càng là xuất thần nhập hóa. Chúng ta cũng không tin, bốn người các ngươi lão quỷ có thể có so con quái vật kia còn khó dây hơn, tránh thoát cho chúng ta cái này âm dương xiềng xích. Nói, thiên thánh còn hướng nơi xa không ngừng rút đi Cửu Viêm Hải hai người hét to nói, các ngươi mang Lệ lão đầu cùng gia chủ đến an toàn địa phương dưỡng thương, nơi này giao cho chúng ta. Chúng ta cam đoan. Ở đây chiến kết thúc trước, cái này bốn cái lão đầu tuyệt đối không thể từ nơi này di động mảy may. Tốt, không hổ là năm đó thiên vũ mạnh nhất thiên địa nhị thánh A, thời khắc mấu chốt thực sự quá nhưng là dựa vào, ha ha ha. Cửu Viêm Hải xa xa dựng thẳng lên một cái ngón tay cái, cười to khen. Lạc Vân Hải nhìn đến cái này bốn cái lão đầu rốt cục bị chế trụ, cũng là lộ ra vui vẻ nụ cười. Thế nhưng là bọn họ lại làm sao biết, hiện tại thiên địa nhị thánh thống khổ. Muốn cái kia lĩnh vực thần hồn chỗ lấy cường đại, hoàn toàn là tại lĩnh vực bên trong, địa vực rộng lớn, tiếp nhận tất cả lực đạo đều có thể gánh vác đến mỗi cái phương diện, liền sẽ không nhận mãnh liệt trùng kích. Nhưng là bây giờ, bọn họ đem lĩnh vực thu nhỏ đến xích sắt phẩm chất, cái kia Chu Thiên Tứ lão phát tán ra cường đại trùng kích lực, nhất thời liền để bọn hắn lĩnh vực bị lớn lao áp lực. Tuy nhiên hai đầu xích sắt liên tiếp thiên địa, cỗ này áp lực bị chuyển di rất nhiều. Nhưng là còn thừa cái kia bộ phận cường đại lực đạo, vẫn như cũ để toàn thân bọn họ trên dưới mỗi một điều gân mạch đều căng thẳng, trên trán sớm đã chảy ra tinh mịn mồ hôi, nhưng bọn hắn vẫn như cũ cắn thật chặt răng, kiên trì, cho dù gân mạch đứt đoạn, cũng muốn kiên trì lấy. Bởi vì bọn hắn biết, bọn họ nếu không thể ở chỗ này ngăn lại cái này bốn cái lão yêu quái, cái kia bọn họ gia chủ đem về rất nhanh chết. Chỗ lấy giờ này khắc này, bọn họ đã đang dùng chính mình mệnh, cùng cái kia bốn cái lão già hao tổn. Thế mà, loại tình huống này người khác lại là cũng không biết, một số ma sách tông trưởng lão cung phụng nhìn đến liền Chu Thiên Tứ lão đều bị khốn trụ, không khỏi kinh hãi khen, những thứ này thế tục tới sửa người thật không đơn giản,
thế mà liền một kiếm ngũ long bên trong tứ long đều cho vây khốn, vậy liền coi là tại toàn bộ Hạ Tam Tông bên trong, hóa hư cảnh tu giả đoán chừng không người có thể làm đến đi. Đúng vậy a, đúng vậy a, những thứ này thế tục tu giả thực lực làm sao lại làm sao mạnh, thật không hổ là Trác quản gia gọi tới người giúp đỡ, cùng Trác quản gia một dạng biến thái a. Thế nhưng là bọn họ có dạng này tuyệt chiêu, vừa mới vì sao không sử dụng đến, cho nên chết nhiều người như vậy. Đúng thế đúng thế, chẳng lẽ bọn họ chỉ vì tại thời khắc này trang bức. Tán thưởng sau đó, chính là nghi ngờ cùng lời đồn đại, thiên địa nhị thánh nghe đến, da mặt co lại, hai tay vẫn như cũ chăm chú kết ấn, lại là trong lòng thầm giận. Loại này liều mạng chiêu số, không đến cuối cùng, ai sẽ tùy tiện xử xuất. Chiêu này sau đó, đoán chừng bọn họ cho dù không có trọng thương hoặc chết đi, cũng lại bất lực nghênh chiến, nếu không phải vì cứu gia chủ thoát khốn, nơi này chết lại nhiều người, bọn họ đều sẽ không dễ dàng xuất ra. Bất quá mọi người không hiểu đây hết thảy, cho dù là Lạc Vân Hải cùng Cửu Viêm Hải chờ mình người, cũng không hiểu điểm này. Chỉ có Trác Phàm, tựa hồ nhìn ra chút đầu mối, trong lòng âm thầm gật đầu, một cái tay đã là chậm rãi sờ đến trên mặt nhẫn. Xem ra cuối cùng đến vận dụng át chủ bài. Ha ha ha, Trác Phàm, người sẽ không phải coi là bằng hai người kia liền có thể ngăn được chúng ta Huyền Thiên Tông Chấn Tông Tứ Long, Chu Thiên Tứ Lão a, vậy ngươi thì quá ngây thơ. Nhưng là, còn không đợi Trác Phàm động thủ, một tiếng quát kêu thanh âm đã là đột nhiên vang lên, quay đầu nhìn qua, lại chính gặp Tuyên Tông chủ chính là một mặt tự đắc kêu to lấy, sau đó nhất chỉ Tứ Lão chỗ vị trí, hét lớn lên tiếng, vậy ngươi thì xem cho rõ, cảm thụ một chút cái gì là tuyệt vọng. Chuyển mắt nhìn đi, lại chính gặp cái kia Tứ Lão vẫn như cũ ngồi yên lặng, không có mở ra hai con ngươi, một lão giả khóe miệng hơi vểnh, cười khẽ một tiếng, ha ha ha. Vô tri tiểu bối, chớ nên đắc ý vong hình, tuy nhiên các ngươi cái này lĩnh vực thần hồn có chỗ thích hợp, nhưng còn không đạt được để lão phu bốn người mở mắt cấp độ. Vừa dứt lời, nhưng gặp bốn người ấn quyết trong tay cùng nhau biến đổi, bọn họ bốn phía đầu kia cự long liền đột nhiên tăng tốc du động tốc độ. Đồng thời từng lớp thổ hoàng sắc gợn sóng không ngừng hướng ra phía ngoài chấn động đến cái kia âm dương xiềng xích đang cầy lôi kéo không ngừng mà vang động lấy tiếng leng keng vang. Âm dương nhị thánh gặp này, không khỏi mi đầu mãnh liệt run run, vội vàng kết ấn, hét to lớn tiếng, vô dụng, chúng ta đây chính là thiên địa tương liên. Ách, phốc, thế nhưng là còn không đợi hai người nói tiếp, lại là thân thể bỗng nhiên trì trệ, trong mắt ngưng tụ. Tiếp lấy cùng nhau phun ra một miệng đỏ thẫm máu tươi, thân thể một rơi, sớm đã vô lực co quắp ngã xuống. Oanh! Cùng lúc đó, một tiếng vang thật lớn tuôn ra, cuồn cuộn thổ hoàng sắc gợn sóng nhất thời tràn ngập giữa trời, cái kia âm dương song liền cũng cấp tốc nứt toác, tiêu tán ở hư không ở giữa. Ha ha ha, chúng ta bốn người thần hồn đều là địa long hồn, vốn là xuất từ địa mạch. Hai người các ngươi đem chúng ta lực đạo dẫn vào thiên địa. Chúng ta tự nhiên có thể làm địa mạch sinh ra cộng minh, tăng cường thực lực. Chúng ta gây nên địa mạch trùng kích cùng chúng ta bản thân lực đạo trong ngoài tương xung, hai tướng giáp công dưới, các ngươi cái kia âm dương xiềng xích lại có thể chống bao lâu đâu. Bốn vị lão nhân vẫn như cũ yên tĩnh địa bàn xoáy hư không, một lão giả ria mép khẽ run, cười khẽ một tiếng, ai, cái này cũng không phải bởi vì các ngươi thần hồn yếu, chỉ là bởi vì gặp phải chúng ta, vừa lúc bị khắc chế mà thôi. Thiên địa nhị thánh thân thể vô lực rơi xuống mặt đất, hơi thở mong manh, hai mắt hơi khép lấy nhìn về phía bốn người kia, trong mắt lại là tràn đầy không cam lòng. Bốn tên lão giả vẫn như cũ không nhìn bọn hắn liếc một chút, lại một lão giả nói, hai người bọn họ vừa mới thần hồn đã bị thương nặng, lại khó động, chạy không. Chúng ta đi trước đem những cái kia lung tung nhảy nhót con kiến hôi. Giải quyết đi. Hơi hơi gật gật đầu, còn lại ba tên lão giả nhất trí đồng ý. Ngay sau đó, bốn người cái vòng kia lần nữa hưu một tiếng, hướng mọi người đánh tới, nhất thời liền tập kích nhập hai tông hóa hư cao thủ chiến trường chân chính. Lần này, quả nhiên là sói nhập bầy cừu đồng dạng, bốn người cự long ùn ùn kéo đến bay tới, lúc này đem từng bầy ma sách tông cao thủ lúc này chôn vùi. Tiếng kêu sợ hãi, hoảng sợ âm thanh, bên tai không dứt. Huyền Thiên Tông tất cả trưởng lão cung phụng, lại là một trận hưng phấn, kêu gọi liên tục. Bốn vị trí tôn chấn tông cung phụng thêm vào vòng chiến, quả nhiên là thay đổi càn khôn, ma sách tông ngay từ đầu tạo nên tuyệt đại ưu thế trong nháy mắt không có không nói, còn rơi vào sắp vẫn diệt trong tuyệt cảnh. Trong lúc nhất thời, ma sách tông tất cả mọi người trên mặt, cơ hồ đều lộ ra tuyệt vọng cùng hối hận.
từng đạo tiếng kêu thảm thiết bên tai không dứt. Hống hống hống, từng tiếng reo hò, vang tận mây xanh. Băng hỏa lưỡng trọng thiên, mấy nhà hoan hỉ mấy nhà sầu. Tại cái kia bốn cái lão yêu quái chính thức thêm vào vòng chiến về sau, Ma Sách Tông mọi người tâm giống như rơi vào băng quật, mặt mũi tràn đầy tuyệt vọng, Huyền Thiên Tông tất cả mọi người lại tất cả đều nhảy cẫng hoan hô, nhiệt tình như hỏa. Chỉ là trong chốc lát thôi, Ma Sách Tông mấy chục cao thủ vẫn lạc, sĩ khí một trận giảm lớn, có càng là đã đến chưa chiến trước e sợ cấp độ, cho dù cùng bình thường hóa hư cao thủ đối chiến, cũng không có cái này dũng khí, tại chỗ dọa đến chạy trốn, không có chút nào chiến lực. Có thể tưởng tượng, tiếp tục như vậy nữa, bại cục đã định. Trác Phàm, làm sao bây giờ, tiếp tục như vậy nữa chúng ta thua định, nghĩ biện pháp xông ra kết giới rút lui đi. Dương Sát một mặt vô cùng lo lắng bộ dáng, vọt tới Trác Phàm trước mặt, báo cáo chính mình cái kia mặt quẫn cảnh, ta cái kia phía đông chiến trường đã liên tục bại lui, lại chống đỡ không bao lâu. Lúc này, Bạch Cung Phụng mấy người cũng theo phía tây bay tới, đủ số đầu mồ hôi, phía tây cũng giống vậy. Cái kia Chu Thiên Tứ lão chỗ đến, không có một ngọn cỏ a, chúng ta cũng lại bất lực tiếp tục đánh. Trác quản gia, trung gian thông đạo sắp bị bọn họ vây kín, chúng ta vẫn là đem tất cả lực lượng tập trung cùng một chỗ phá vây a, không phải vậy thì không kịp. Thích Cung Phụng đầy mặt ngưng trọng từ giữa đó xuất khẩu bay tới, lớn tiếng khuyên nhủ. Ánh mắt khẽ híp một cái, Trác Phàm từ chối cho ý kiến, coi như trung gian phá vây cũng vô dụng, chúng ta cái này ám độ trần thương kế sách. Tuy nhiên lách qua đối phương thủ hộ kết giới, nhưng chúng ta cũng thành cá trong chậu, chỉ có thể đập nồi dìm thuyền nhất chiến, không thắng thì chết, không có đường lui. Đúng vậy a, thì coi như chúng ta phá vây lại như thế nào. Phá không Huyền Thiên Tông kết giới, chúng ta vẫn là sẽ bị bọn họ vây chết, không có chút nào sinh lộ có thể nói. Nghe đến Trác Phàm lời nói, Thích Cung Phụng cũng là ai thán một tiếng, bất đắc dĩ lắc đầu. Hung hăng nháy mắt mấy cái, thở sâu. Dương Sát để cho mình tỉnh táo lại, sau đó một trận ngưng trọng nhìn về phía Trác Phàm, vậy chúng ta tiếp theo làm sao bây giờ, thật chẳng lẽ muốn đánh đến sau cùng một binh một tốt? Đương nhiên không cần, bắt giặc phải bắt vua trước. Trong mắt tinh mang lóe lên, Trác Phàm dương mắt thoáng nhìn, nhìn về phía cách đó không xa Tuyên Tông chủ chỗ đó. Mọi người khẽ giật mình, cũng là trong nháy mắt minh bạch hắn ý tứ, đồng dạng không có hảo ý nhìn về phía chỗ của hắn. Đúng a. Chỉ cần đem lão nhân này bắt lấy, không sợ hắn Huyền Thiên Tông không đi vào khuôn phép. Nhìn đến những ma đầu này nhóm trần trụi ánh mắt, Tuyên Tông chủ đã minh bạch bọn họ dự định, không khỏi suy cười một tiếng, đạp chân xuống, ngược lại là sau lui về, ha ha ha. Muốn cầm lão phu làm bia đỡ đạn, không dễ dàng như vậy. Hắc hắc hắc, cho không dễ dàng, thử qua thì biết, cười lạnh, Dương Sát khóe miệng xẹt qua một đạo tà dị đường cong, giống to lên tiếng, các huynh đệ. Cùng tiến lên, cầm xuống lão gia hỏa này. Mọi người có thể hay không còn sống ra ngoài, thì nhìn lần này. Giống. Mọi người nghe xong cái này còn có một đầu sinh lộ, bất giác lập tức dây hiểu, sau đó tất cả đều dưới chân bỗng nhiên một bước, ào ào hướng Tuyên Tông chủ nơi này bay tới. Cái kia trong mắt trần trụi khát vọng, quả thực như cùng một kẻ lưu manh đang nhìn một vị mỹ nữ. Trong lòng bất giác run lên, Tuyên Tông chủ cũng là nhìn không được thân thể chấn động. Sắc mặt trong nháy mắt ngưng trọng lên. Hắn vạn vạn không nghĩ đến, thời khắc mấu chốt này, hắn nhất định thành mọi người đích bắn. Tất cả mọi người muốn cầm hắn làm bia đỡ đạn, cho nên tại hắn bỗng dưng thì bị vây công. Mà Huyền Thiên Tông cao thủ nhìn đến chính mình tông chủ cư nhiên trở thành đám này ma đầu mục tiêu, cũng ảo ảo đến đây viện trợ. Kết quả là, chiến trường lần nữa phát sinh to lớn cải biến, không còn là Đông Tây Nam Bắc làm thành một vòng, các chiến trường phân lập. Mà chính là cùng nhau lấy Tuyên Tông chủ làm trung tâm, hướng chỗ đó tụ tập. Dường như hắn là vị nào đầu bếp nổi danh làm bánh trái thơm ngon, tất cả mọi người muốn cướp hắn như vậy. Khặc khặc khặc, Tuyên lão đầu, ngoan ngoãn làm chúng ta thịt người tấm mộc, đưa chúng ta ra ngoài đi. Một tiếng cười quái dị, Ma Sách Tông hơn 30 hóa hư cao thủ cùng nhau xuất hiện tại Tuyên Tông chủ trước người 100 mét có hơn, hơn 30 đạo thần hồn lách cách hướng hắn đập tới. Trong mắt nhìn không được co rụt lại, Tuyên Tông chủ bất giác hung hăng nuốt ngụm nước bọt, trên đầu đã là phủ đầy tinh mịn mồ hôi. Coi như hắn hóa hư bát trọng tu vi, cũng ngăn không được nhiều cao thủ như vậy vây công a. Thế nhưng là, lúc đang vị này đại tông chủ ở vào gian nguy khốn cảnh, không dứt ra được lúc, giống một tiếng long ngâm lại là đột nhiên vang vọng tại tất cả mọi người bên tai. Ngay sau đó,
một vòng ánh sáng tính vào tất cả mọi người ánh mắt, ùn ùn kéo đến to lớn long hồn sôi trào mãnh liệt vọt tới nơi này tất cả mọi người. Chỉ là một cái hô hấp công phu, nhưng nghe tiếng kêu gào thê thảm liên tục, cái kia 30 tên cao thủ đã là trong nháy mắt sụp đổ, tiêu vong hầu như không còn. Mà Tuyên Tông chủ trước người, là cái kia quen thuộc mà vừa kinh khủng thổ hoàng sắc phạm vi, một đầu cự long vây quanh cái kia phạm vi không ngừng chuyển động, bốn tên lão giả tại trong vòng luẩn quẩn an tường ngồi xếp bằng lấy. Trong mắt nhịn không được hung hăng co rụt lại, mà sách tông mọi người bất giác quá sợ hãi, cả kinh kêu lên, Chu Thiên Tứ lão, bọn họ nhanh như vậy thì đến nơi đây. Nói, mà sách tông mọi người đã là cùng nhau tụ tập đến Trác Phàm bên cạnh, một mặt kiêng kỵ nhìn về phía trước cái kia bốn cái lão yêu quái, Huyền Thiên Tông mọi người cũng tất cả đều đi vào Tuyên Tông chủ chung quanh hộ vệ, đầy mặt đều là nụ cười đắc ý, một mặt khinh thường nhìn sang. Bỗng dưng, song phương nhân mã không còn hỗn chiến, mà chính là phân biệt rõ ràng triển khai giằng co. Chỉ là đối với khí thế như Hồng Huyền Thiên Tông mà nói, mà sách tông bên này lại là tràn ngập sợ hãi, kiêng kỵ cùng sợ hãi. Chỉ vì đối phương cái kia bốn lão quái vật, không thể ngăn cản. Ha ha ha, Trác Phàm, lão phu hiện tại đã khinh thường theo ngươi tái chiến. Có ta Huyền Thiên Tông bốn vị chấn tông cung phụng ở đây, các ngươi bại cục đã định. Muốn động lão phu, hừ hừ hừ, trước qua chúng ta bốn vị này cung phụng quan đi. Cười lạnh, Tuyên Tông chủ một mặt ngạo nghễ nhìn về phía Trác Phàm chỗ đó, hét lớn lên tiếng, không nói ra cuồng ngạo cùng khinh miệt. Tuyên thiếu vũ gặp, sao có thể không cáo mượn oai hổ lại thừa cơ nhục nhã một phen đối thủ đây, sau đó cũng lớn âm thanh hô quát nói, Trác Phàm, người cái này ma đạo kẻ xấu, mê sư muội ta, không bằng heo chó. Nhìn một hồi bổn công tử đem ngươi chém thành muôn mảnh, cầm trong khe núi cho ăn xài lang hổ báo, để ngươi vĩnh viễn không được siêu sinh, ha ha ha. Hung hăng khẽ cắn môi, mà sách tông bên này mọi người tất cả đều một mặt phẫn nộ, mà vừa bất đắc dĩ, cuối cùng vẫn là đem hy vọng ánh mắt chuyển hướng Trác Phàm chỗ đó, trong mắt đều là vẻ hỏi thăm. Làm sao bây giờ, Trác quản gia? Xem ra không có cách, là các ngươi bức ta làm như vậy, cũng đừng hối hận, lão tử phải vận dụng sau cùng át chủ bài. Bất giác khẽ cười một tiếng, Trác Phàm trong mắt tinh mang lóe lên, hơi hơi chuyển một chút giới chỉ, tuét miệng nói. Không khỏi khẽ giật mình, Dương Sát lập tức liền kịp phản ứng, sau đó một mặt nghiêm túc nói, Trác Phàm, người muốn đích thân phía trên sao? Cái gì, người tự thân lên? Hàn Thiên Ảnh sững sờ, lại là mi đầu sâu nhăn, ngưng trọng nói, cái kia bốn vị cung phụng thực lực chí cường, người làm sao có thể là đối thủ của bọn họ? Thế nhưng là, nàng lời này vừa ra, Khuê Lang lại là khoát khoát tay, mặt mũi tràn đầy xem thường cười nói, Thiên Ảnh, người không hiểu Trác quản gia thế nhưng là còn có tuyệt học. Ngươi là không gặp, song long hội phía trên Trác quản gia một đạo hắc viêm bắn ra, cái kia quái vật gì đều muốn ngay lập tức gặp Diêm Vương đi. Khụ khụ khụ. Khuê Lang nói khoác thượng chưa kết thúc, Trác Phàm dĩ nhiên đã vội ho một tiếng, đánh gãy hắn, trên mặt tràn đầy vẻ xấu hổ. Nói thật, đối cái này bốn cái lão già, hắn là nửa điểm biện pháp cũng không có. Vốn là, lấy cái kia màu đen lôi viêm uy lực, xác thực nắm giữ có thể diệt tận thiên hạ uy năng. Nhưng là từ song long hội về sau, hắn cũng rốt cuộc không xử ra được, bởi vì cái kia hắc viêm ngưng tụ nhất định phải phần thiên kim viêm cùng thanh viêm dung hợp, lấy tử lôi giao dung mới có thể luyện hóa mà ra. Nhưng hắn bây giờ lại không có cái kia viêm long kim viêm, song long hội phía trên kim viêm, cũng chẳng qua là hắn trộm Diệp Lân một chút đến dùng xong, cũng không phải là hắn bản thân mình. Cho nên, không có cái kia cường lực thủ đoạn, hắn cũng liền không có cách nào đối phó như thế cường hãn lão yêu quái. Đến mức một cái khác phương pháp, chính là hắn xuất ra tại song long viện trộm được thánh binh đến dùng, nhưng là cứ như vậy, hắn chẳng phải bại lộ a. Bởi vậy không phải vạn bất đắc dĩ, hắn là không muốn bại lộ hội cho mình đưa tới cự phiền phức lớn thủ đoạn. Bất quá, Khuê Lang lời nói lại đưa tới người khác nhìn chăm chú, tất cả mọi người một mặt sâu xa nhìn về phía Trác Phàm chỗ đó, chờ lấy hắn xuất ra cái gì thông thiên triệt địa chế địch thủ đoạn, cho dù là đối diện cái kia bốn cái lão yêu quái, lại cũng tin. Bất giác cười khẽ một tiếng, há, ngươi là đám người này người dẫn đầu a, cái kia nghĩ đến có chỗ hơn người. Lão phu cũng muốn nhìn một chút, người tiểu oa này có cái gì cao chiêu có thể cùng chúng ta bốn người chống đỡ, hy vọng phối để cho chúng ta mở mắt nhìn một cái đi, ha ha ha. Đúng vậy a, Trác Phàm, người có gan thì tới khiêu chiến một chút bốn vị cung phụng thực lực a, dù sao đối với ngươi mà nói, đưa đầu là một đao,
rụt đầu cũng là một đao, có cái gì khác biệt? Ha ha ha, Tuyên Tông chủ thừa cơ, cũng tại vô tận điều cười rộ lên. Khóe miệng có chút co lại, Trác Phàm nhìn lấy mọi người khác biệt thần sắc ánh mắt, có kỳ vọng, có xem thường, có yêu mộ, trong lòng lại là không khỏi thở dài, bật cười một tiếng, chỉ sợ làm chư vị thất vọng, chính ta ngã cũng không tính xuất thủ. Nghe được lời này, Ma Sách Tông mọi người không khỏi một trận thất lạc, ai thán lắc đầu. Làm sao, liền Trác quản gia cũng không có cách nào sao. Thế nhưng là, còn không đợi bọn hắn lộ ra vẻ tuyệt vọng, Trác Phàm lại là lời nói xoay chuyển, lại nói, có điều, cái này át chủ bài ta là nhất định muốn ra, mà lại cái này đều là các ngươi bức ta ra, đừng hối hận. Nói, Trác Phàm ánh mắt ngưng tụ, phất tay hất lên, một đạo thanh quang chính là đột nhiên vừa hiện, ngay sau đó. Một cái 6-7 tuổi đại tiểu hài đồng bỗng nhiên xuất hiện tại tất cả mọi người trước mặt, lại chính là bất bại ngoan đồng Cổ Tam Thông không thể nghi ngờ. Ha! Thật dài ngáp một cái, Cổ Tam Thông giãn gân cốt một cái, tẻ nhạt vô vị nhìn Trác Phàm liếc một chút, lão cha, tại sao lâu như thế mới thả ta đi ra, ta đều nhanh phải ngủ lấy. Ha ha ha, ta cái này chẳng phải thả ngươi đi ra à, ngươi là chúng ta át chủ bài, sao có thể tùy ý lộ diện. Dù sao cũng phải thời điểm then chốt đi ra, mới có khí chàng đúng không? Khóe miệng một phát, Trác Phàm mặt mũi tràn đầy đều là dỗ tiểu hài tử bộ dáng, phát ra hồn nhiên nụ cười. Cổ Tam Thông hơi hơi gật gật đầu, vui vẻ tiếp nhận lý do này. Nhưng là ở đây người khác nhìn lấy đây hết thảy, lại là đột nhiên kinh ngạc đến ngây người, riêng là Dương Sát chờ cùng Trác Phàm quen biết người, càng là một mặt không hiểu nhìn về phía hắn, mắng, ngươi làm cái quỷ gì? Ngươi không phải nói ra át chủ bài à, làm sao đem ngươi nhi tử phóng xuất? Đúng a, hắn chính là ta át chủ bài a. Không sai gật đầu, Trác Phàm dương lên mặt, đầy mặt kiêu ngạo mà hét lớn, làm một cái phụ thân, nhi tử ta chính là ta cả đời lớn nhất đại vương bài. Họ Tuyên, còn có Huyền Thiên Tông tất cả mọi người, bao quát cái kia 4 cái lão yêu quái, các ngươi đều nghe kỹ, muốn động lão tử, trước qua nhi tử ta cửa này. Trác Phàm to thanh âm vang vọng tại tất cả mọi người bên tai, Cổ Tam Thông đĩnh đĩnh lồng ngực, cũng là một mặt kiêu ngạo. Có thể vì lão cha che gió che mưa, trở thành hắn nể trọng, thế nhưng là tiểu gia hỏa này cả đời lớn nhất đại vinh hạnh. Bất quá, người khác nghe được câu này, lại là triệt để ngây người, không chỉ là Huyền Thiên Tông người, liền Ma Sách Tông người cũng là một mặt mê mang nhìn về phía cái này hai cha con, tại hai người mặt phía trên quét tới quét lui nửa ngày, bất giác trong lòng cùng nhau thầm mắng một tiếng. Cầm thú. Hừ hừ hừ, lão phu còn tưởng là Song Long hội phía trên ký áp quần hùng Tây Châu đệ nhất thiên tài đệ tử Trác Phàm, là như thế nào anh hùng đến nhân vật. Kết quả là, lại muốn trốn ở một cái oa oa sau lưng, thật sự là nghe danh không bằng gặp mặt a. Khóe miệng xẹt qua một đạo khinh miệt đường cong, Tuyên Tông chủ cười lạnh, từ chối cho ý kiến. Còn lại Huyền Thiên Tông mọi người, cũng tất cả đều đùa cười ra tiếng. Chế giễu Trác Phàm cùng Ma Sách Tông tất cả mọi người không có gan. Nguy nan trước mắt, lại muốn một cái oa oa ra mặt. Ma Sách Tông tất cả mọi người tuy nhiên tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt, đều là kinh hồn bạt vía, nhưng dù sao cũng là tu luyện nhiều năm cao thủ, có thân phận có địa vị có tôn nghiêm, cho dù bọn họ là người trong ma đạo, cũng không làm được như thế chuyện xấu xa, để một cái oa oa ra mặt đi nằm thương, cái này nếu là truyền đi, bọn họ gương mặt già nua kia còn muốn hay không? Một mặt u oán nhìn về phía Trác Phàm, trong mắt mọi người đều có trách cứ chi ý. Ngài phát động trận chiến tranh này đã là cái sai lầm, hại chúng ta theo ngươi cùng một chỗ bỏ mệnh cũng coi như, nhưng ngài không làm cho chúng ta theo ngươi cùng một chỗ mất mặt a. Trước khi chết đều khí tiết tuổi già khó giữ được, chúng ta đời trước đến cùng thiếu ngài cái gì, bị ngài hại thành dạng này. Ây, Trác quản gia, ngài như không có cách, mình theo ngươi cùng một chỗ liều chết chiến đấu anh dũng liền tốt. Tội gì đem một đứa bé khiêng ra đến a, đây là muốn tranh thủ địch nhân đồng tình sao? Thật sâu khoét Trác Phàm liếc một chút, Thích Cung Phụng bất đắc dĩ thở dài. Dương Sát nghe đến, cũng là một mặt oán giận nói, Trác Phàm, ta biết các ngươi một gia đình quái vật, tiểu tử này bằng chừng ấy tuổi thì đạt đến hóa hư cảnh, thật là thiên phú dị bẩm, quái vật bên trong quái vật. Nhưng hắn dù sao cũng là đứa bé, còn chưa thích hợp tham chiến. Ngươi để hắn kéo dài hơi tàn, trốn qua nhất mệnh. Về sau cho chúng ta báo thù, không tốt sao? Cần gì phải hiện tại đem hắn khiêng ra đến, đoạn chúng ta hy vọng không nói, còn nhận người trò cười. Uy, mập mạp chết bầm ngươi nói cái gì, tiểu gia thế nhưng là rất biết đánh nhau, ngươi nói như vậy,
rõ ràng cũng là đang chất vấn tiểu gia thực lực. Tức giận chừng cái kia Dương Sát liếc một chút, cổ Tam Thông trong lỗ mũi phun ra hai đạo khí thô, ồm ồm nói. Bất giác cười khổ một tiếng, Dương Sát bất đắc dĩ sờ sờ cổ Tam Thông đầu, lại là nhìn về phía Trác Phàm ai thán nói, ngươi nhìn đứa nhỏ này, theo ngươi nhiều giống, tốt như vậy mạnh, xem xét cũng là thân sinh. Thế nhưng là cho dù tốt mạnh cũng không thể không biết lượng sức không phải, hắn mới vừa vặn hóa hư cảnh, làm sao cùng cái kia bốn cái hóa hư chín tầng lão yêu quái chiến đấu. Người cái này làm cha, làm sao như thế nhẫn tâm. Dương Sát một trận của trách, cổ Tam Thông cũng đã tức giận đến quai hàm đều nâng lên đến, Trác Phàm ở một bên bất đắc dĩ lắc đầu, cười khổ không thôi. Dương bàn tử, người dám xem thường tiểu tam tử, vậy ngươi phải ngã nấm mốc. Ba. Một tiếng vang giòn, cổ Tam Thông đã là một phát bắt được Dương Sát cổ tay, Dương Sát sững sờ, khó hiểu nói, thế nào, tiểu Đông Tây. Tiểu gia hận nhất người khác mò đầu ta, hung hăng khẽ cắn môi, cổ Tam Thông tròng mắt chừng một cái, liền muốn phát lực, lại là đúng vào lúc này, đột nhiên một đạo mềm mại như tay ngọc trưởng chụp vào hắn thủ đoạn, tiếp lấy một đạo gột rửa tâm linh cười khẽ vang vọng ghé vào lỗ tai hắn, ngươi chính là tiểu tam tử a, ta nghe nói qua ngươi. Không khỏi sững sờ, tiểu tam tử quay đầu nhìn qua, lại chính gặp một trương mỹ làm cho người giận sôi khuôn mặt thu vào hắn tầm mắt, để hắn nhịn không được sững sờ, nắm lấy Dương Sát tay cũng dần dần buông ra. Nhỏ như vậy tam tử, một hồi chúng ta an nguy thì toàn bộ nhờ ngươi. Sở Khuynh Thành chậm rãi cúi người, một đôi tay ngọc nhẹ nhàng an ủi hướng cổ Tam Thông khuôn mặt nhỏ, khóe miệng xẹt qua say lòng người nụ cười, làm cho cổ Tam Thông cũng bất giác nao nao, sau đó ngơ ngác gật đầu. Trác Phàm gặp này, trong lòng bất giác âm thầm tán thưởng, Khuynh Thành mỹ mạo thật đúng là không người ngăn cản, mà ngay cả như thế cái tiểu hài tử đều trúng chiêu, sau đó ho nhẹ một tiếng, nhìn về phía cổ Tam Thông, chỉ Sở Khuynh Thành cười nói, tiểu tam tử, đây là phu nhân ta, từ nay về sau, hắn là mẹ ngươi. Nương, thân thể chấn động, cổ Tam Thông lại thật sâu nhìn Sở Khuynh Thành liếc một chút về sau, khẽ gật đầu, cười nói tốt, không tệ, ta thích. Sở Khuynh Thành thì là hai gò má một đỏ, vũ mị trắng Trác Phàm liếc một chút, tiếp lấy nhìn về phía đối diện những người kia, riêng là Chu Thiên Tứ lão chỗ đó, quan tâm hỏi cổ Tam Thông nói, tiểu tam tử, những người này ngươi có nắm chắc không? Sẽ có hay không có chút cố hết sức? Hừ, một đám đi đi, một bữa ăn sáng. Quay đầu nhẹ liếc những người kia liếc một chút, cổ Tam Thông khinh thường bĩu môi, sau đó liền sải bước hướng bọn họ đi đến, cha mẹ, các ngươi chờ lấy, trong vòng nửa canh giờ, ta cho các ngươi thu thập bọn này tạp trùng. Không khỏi sững sờ, Sở Khuynh Thành nhìn chằm chằm cổ Tam Thông non nớt bóng người dần dần từng bước đi đến, nhìn nhìn lại một bên Trác Phàm, hai gò má đột nhiên đỏ bừng. Ha ha ha, tiểu tử này cùng cha của hắn một dạng, như quen thuộc. Cái này âm thanh nương, nghiêm túc là thuận mồm a. Trác Phàm nhìn thấy, cũng không thấy điều cười ra tiếng. Sở Khuynh Thành hung hăng nguyết hắn một cái, nhưng trong lòng là dị thường ngọt ngào. Bất quá dạng này chàng cảnh, nhìn đối với người khác trong mắt, lại là quá quỷ dị, nào có phụ mẫu để con cái đi chịu chết. Tuy nhiên hai cái này đều không phải là thân. Hàn Thiên Ảnh nhướng mày, dẫn đầu vội vã đưa ra nghi vấn, Khuynh Thành, ngươi làm sao cùng Trác Phàm một dạng, để một đứa bé. Sư tỷ, hắn không phải hài tử, bất giác khẽ cười một tiếng, Sở Khuynh Thành sâu xa nói, hắn tại chúng ta Thiên Vũ, thế nhưng là chưa từng có bại qua cường giả, bất bại ngoan đồng danh hào, không phải chỉ là hư danh. Đúng vậy a, tiểu tử này, coi như ta cũng không có tránh thức đánh bại qua hắn. Thật dài phun ra một ngụm chọc khí, Trác Phàm bất giác cười khẽ một tiếng, sau đó nhìn về phía Sở Khuynh Thành nói, đối Khuynh Thành, người đối tiểu tam tử cũng rất giải mà. Mỉm cười, Sở Khuynh Thành nhíu nhíu mày nói, đương nhiên, tuy nhiên ta sớm đã đi tới Huyền Thiên Tông, không tại Thiên Vũ. Nhưng là các ngươi đã phát sinh tất cả mọi chuyện, Hoa Vũ Lâu tỉ muội đều sẽ ngọc giản truyền tin tại ta, cho nên ngươi có như thế một vị lên trời xuống đất, không gì làm không được con nuôi, ta vô cùng rõ ràng. Chỉ là ta rất kỳ quái, ngươi đến tột cùng dùng thủ đoạn gì, đem như thế một vị đại năng lừa gạt tới tay phía dưới làm con trai. Thì cùng đem một vị thiên hạ đệ nhất tài mạo song toàn mỹ nữ, lừa gạt tới tay phía dưới làm lão bà một dạng. Lông mày nhíu lại, Trác Phàm hình như có chỉ, cười khẽ một tiếng. Sở Khuynh Thành lườm hắn một cái, bất giác thấp giọng mắng thầm, chán ghét, lúc nào như thế miệng lưỡi trơn tru. Mà lúc đang hai người này khó được anh em, nhu tình mật ý,
liếc mắt đưa tình lúc, Cổ Tam Thông, cái này hất lên một thân thiên chân khả ái thằng nhóc vỏ ngoài tránh thức quái vật, cũng đã phiêu hốt trên chiến trường. Tất cả mọi người ánh mắt đều chăm chú nhìn hắn không thả, có thở dài, có không hiểu, càng nhiều lại là bất đắc dĩ. Tuy nhiên bọn họ biết Trác Phàm rất vô sỉ, nhưng không nghĩ tới vô sỉ đến tình trạng như thế, thật đem một đứa bé phái ra, còn mỹ danh nói át chủ bài. Nhìn cái này trắng nõn nà khuôn mặt nhỏ, mập ục ục tay nhỏ, khiến người ta thấy một lần thì muốn đi lên nắm một thanh đáng yêu khuôn mặt, nơi nào có át chủ bài bộ dáng, rõ ràng cũng là pháo hôi a. Tuyên tông chủ cũng là sùi cười một tiếng, khinh bỉ nói, mà sách tông đây là muốn đánh đồng tình bài sao? Cha mẹ chết, cái này cơ khổ không nơi nương tựa hài tử lưu lạc giang hồ như thế nào thê thảm. Ha ha ha, đáng tiếc, chúng ta tuy nói danh môn chính đạo, nhưng cũng không phải từ thiện đường, chúng ta nhưng là sẽ không dễ dàng trúng kế. Hừ, không sai, cái này mà đạo oát con, tuổi còn nhỏ liền đã nhập hóa hư, đem đến còn phải. Nhanh chóng chảm thảo trừ căn mới là, Tuyên Thiếu Vũ cũng là mạnh mẽ nắm tay, cắn răng nói. Hơi hơi gật gật đầu, cái kia Chu Thiên Tứ lão cũng là biểu thị đồng ý, một lão giả tựa hồ muốn cho mình xứng danh giống như, cao giọng mở miệng nói, tiểu quỷ, ngươi làm thật muốn vì ma đạo ra mặt sao? Vậy lão phu bốn người cũng sẽ không nhân từ nương tay a. Bớt nói nhiều lời, tiểu gia tới đây chính là muốn xử lý các ngươi. Hơi hơi hiên ngang đầu. Cổ Tam Thông nghênh ngang đi về phía trước, nhìn không chớp mắt, vênh váo hung hăng. Ma Sách Tông mọi người gặp này, trong lòng cùng nhau run lên, khen lớn một tiếng, anh hùng. Quả nhiên có cha làm sao tất có con như vậy, đều là như thế kiệt ngao bất thuần. Thế nhưng là Huyền Thiên Tông mọi người nhìn ở trong mắt, lại là từng cái nghiến răng nghiến lợi, song quyền nắm chặt, đây rõ ràng cũng là một cái tiểu ma đầu muốn trưởng thành, không coi ai ra gì. Hiện tại không đem hắn trừ. Ngày sau nhất định là họa lớn. Rear Map hơi hơi run run động một cái, tên lão giả kia cười lạnh, đạm mạc gật đầu, rất tốt, đã ngươi bằng chừng ấy tuổi liền ma căn đâm sâu vào, vậy lão phu bốn người không thể nói được muốn trừ ma vệ đạo, giúp ngươi lại trần thế. Nói, bốn người kia đã là trong tay ấn quyết liên tục, nhưng nghe một đạo kinh thiên long ngâm, một đầu mãnh liệt long hồn liền hung hăng hướng Cổ Tam Thông đánh tới. Thấy tình cảnh này, tất cả mọi người bất giác trong lòng cả kinh, đều một mặt lo âu nhìn sang. Đón lấy, vừa nhìn về phía Trác Phàm chỗ đó, trong mắt mang theo mờ mịt, phảng phất tại nói, đây chính là ngươi nhi tử, không cứu sao. Thế nhưng là Trác Phàm khóe miệng nhưng thủy chung treo một tia lực lượng thần bí cười yếu ớt, sừng sững bất động. Hừ, dối trá, muốn động thủ thì động thủ, nói nhảm nhiều như vậy làm gì. Bất quá để cho mình lấy lớn hiếp nhỏ hành động danh chính ngôn thuận mà thôi. Một đám ngụy quân tử. Nhìn lấy đầu kia hung mãnh cự long thẳng tắp đánh tới, Cổ Tam Thông khóe miệng một phát, khinh thường bĩu môi, ngay tại cái kia cự long tới gần về sau, lại là tùy ý vung vung tay lên. Đụng! Một tiếng vang thật lớn, nổ tung giữa trời, mọi người đều còn chưa kịp phản ứng xảy ra chuyện gì lúc, đầu kia cự long đã là bị Cổ Tam Thông hung hăng một bàn tay vỗ bay ra ngoài, mang theo một tiếng gào thét, lại trở lại cái kia vòng tròn bên trong. Bốn tên lão giả, hơi hơi run run thân thể, trong lòng hoảng hốt. Bọn họ vạn vạn không nghĩ đến, một đứa bé con lại có như thế lực lượng, đem bọn hắn thả ra địa long hồn cho dễ dàng như vậy đánh bay trở về. Thế nhưng là còn không đợi bọn hắn có hành động, Cổ Tam Thông đã là đạp chân xuống, trong nháy mắt đi vào bọn họ phạm vi chung quanh, phấn nộn nắm tay nhỏ mang theo không gì sánh kịp lực lượng, hung hăng nhất quyền đảo đi lên. Oanh! Lại là một tiếng chấn thiên triệt địa tiếng vang phát ra, cái kia phạm vi chung quanh một mực tại du đãng thổ hoàng sắc cự long, bỗng dưng thân eo nghiêng một cái, lộ ra kinh khủng vẻ thống khổ. Tiếp lấy răng rắc một tiếng, dường như vòng eo đoạn giống như, phạch một cái, đầu kia màu vàng đất cự long nhất thời hóa thành đằng đẵng điểm sao, biến mất không thấy gì nữa. Mà cái vòng kia, cũng tại cái này cự long biến mất trong tích tắc, triệt để sụp đổ, cường đại trùng kích lực thẳng vào bốn người trước mặt. Làm cho bốn người cùng nhau đưa tay chặn lại. Phanh 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 phanh. Lại là bốn đạo tiếng vang phát ra, bốn người đã là cùng nhau bị đánh bay không trung xa vài trăm thước, chờ dừng thân lại, cái kia bốn tên lão giả đã tất cả đều mở ra hai mắt, lăng không hư đạp, không để ý tới trang bức. Nhìn về phía nơi xa Cổ Tam Thông chỗ đó, trong mắt tràn đầy vẻ kinh ngạc. Ngươi, đến tột cùng là thần thánh phương nào? Há, nguyên lai bốn người các ngươi không phải người mù à? Tiểu gia vừa mới còn nhớ tới các ngươi là người tàn tật,
thủ hạ lưu tình, hừ, một đám tên lừa đảo, lừa gạt tiểu gia lòng thông cảm. Bất quá bây giờ xem ra, là không cần a. Răng rắc một tiếng, Cổ Tam Thông xoa bóp quyền đầu, một mặt cười nhạo nhìn sang. Nhưng là ở đây tất cả mọi người thấy tình cảnh này, cũng đã hoàn toàn kinh ngạc đến ngây người, ai có thể nghĩ tới, một cái 6-7 tuổi đại tiểu quỷ, vậy mà có thể đem cái kia không ai bì nổi 4 cái lão yêu quái cho nhất quyền đánh bay đâu. Khó trách vừa mới trác quản gia đem hắn coi như át chủ bài phái ra, xem ra thật sự là như thế a. Bất quá, cái này một gia đình đều là ai, một cái so một cái đổ biến thái. Thật sâu tại Trác Phàm cùng Cổ Tam Thông giữa hai người băn khoăn nửa ngày, trong mắt mọi người đã kinh hãi vừa nghi, trong lòng cảm thụ đã là không biết phải dùng loại nào từ ngữ hình dung. Chỉ có thể cảm thán, thế gian yêu nghiệt nhiều như vậy, người để cho chúng ta người bình thường sống thế nào? Chấn kinh, không gì sánh kịp chấn kinh. Giờ này khắc này, trong mắt mọi người dường như đều đã lỗ trống giống như, chỉ là chăm chú nhìn Cổ Tam Thông cái kia ấu bóng người nhỏ bé, cuống họng ôi ôi vang lên. Lại là rốt cuộc nhả không ra một chữ tới. Trác, Trác, Trác Phàm, người này nhi tử đến tột cùng là cái gì? Thật lâu, Dương Sát một trận há miệng run rẩy run giọng nói. Lời vừa nói ra, còn lại Ma Sách Tông mọi người cũng cùng nhau quay đầu nhìn về phía vị này Trác đại quản gia phương hướng, trong mắt mang theo thật sâu kinh nghi. Hơi hơi trầm ngâm nửa ngày, Trác Phàm không có trả lời, chỉ là vung cánh tay bàng, hét to nói, tất cả mọi người hướng về sau rút lui. Cách bọn họ xa một chút. Nói, Trác Phàm liền dẫn đầu lui về phía sau, bọn người người nhìn thấy, cũng vội vàng đuổi theo, rất nhanh liền thối lui đến ngoài ngàn mét. Mà Huyền Thiên Tông mọi người, tựa hồ còn không có theo vừa mới trong lúc khiếp sợ tỉnh lại, lại liền đối thủ di động cũng không phát hiện, còn tại ngơ ngác nhìn Cổ Tam Thông khóe miệng khinh thường đường cong, mặt mũi tràn đầy ngốc trệ. Tốt, khoảng cách này nên tính là an toàn. Chờ dừng thân lại. Trác Phàm xa xa trượng đo một cái khoảng cách này, mới thở dài một hơi, thì thào lên tiếng, tiếp lấy nhìn về phía Dương Sát chờ người nói, các người biết vì sao ta hiện tại mới đem tiểu tam tử phái ra, phía trước để hắn tham chiến sao? Ngây ngốc lắc lắc đầu, mọi người đều là một mặt mê mang. Bất giác bất đắc dĩ thở dài, Trác Phàm bật cười một tiếng nói, bởi vì tiểu tử này tính khí không phải rất tốt, lực lượng lại không bị hạn chế, một khi nổi giận lên, ai cũng ngăn cản không. Phải biết, chúng ta lần này chủ yếu mục đích, là giáo huấn một phen cái này Huyền Thiên Tông chính là, diệt diệt hắn uy phong, chẳng lẽ còn thật sự đem hắn diệt tông a? Nếu không mà nói, Song Long Viện chỗ đó như thế nào bãi bình? Trong lòng bất giác run lên, tất cả trưởng lão cung phụng liếc nhau, đều là không sai gật đầu. Tông môn ma sát, sự tình huyên náo lại lớn, cũng không thể tổn hại cùng Tây Châu chiến lực, đây là Tây Châu thập tông sát nguyên tắc. Không phải vậy Song Long Viện thật sẽ không từ bỏ ý đồ. Cho nên không phải vạn bất đắc dĩ, ta còn thực sự không hy vọng đem tiểu tử này phóng suốt đại náo, nói không chừng một tên cũng không để lại tay, cái này mấy ngàn năm tông môn thì hủy hoại chỉ trong chốc lát, ai? Trác Phàm liên tục cười khổ, bất đắc dĩ thở dài, đáng tiếc đối phương không biết thời thế, nhất định phải ép ta dùng ra cái này đòn sát thủ, đó chính là bọn họ tự làm tự chịu, chẳng trách lão tử, hừ. Đại ca, hình như là chúng ta tới trước xâm lược người ta. Bất giác sờ mũi một cái, Dương Sát nghe đến Trác Phàm bất đắc dĩ, lại là trong lòng không còn gì để nói, vị này Trác quản gia cũng quá không biết xấu hổ không biết thẹn không có mặt mũi, người đến tìm người ta phiền phức, chẳng lẽ còn để người ta vẻ mặt vui cười đón chào sao? Bất quá cái này cũng bình thường, người trong ma đạo a, khi dễ người là chuyện thường. Riêng là giống Trác quản gia dạng này ma đạo cao tầng, quang minh chính đại, vênh váo tự đắc, thế thiên hành đạo khi dễ người thì càng là chuyện thường. Thế nhưng là, hắn vẫn là có một chút không rõ, sau đó nghi ngờ nói, Trác quản gia, con trai của ngài thật bổn sự lớn như vậy. Dù sao cái này Huyền Thiên Tông thế nhưng là đường đường chín tông một trong a. Không tin lời nói, chính mình nhìn a, ta tiểu tử này tại thiên vũ đó là nổi danh kẻ hủy diệt, chỗ đến, không có một ngọn cỏ. Thờ ơ nhún nhún vai, Trác Phàm khẽ cười một tiếng. Hướng mọi người nháy mắt. Tất cả mọi người mi đầu lắc một cái, cũng cùng nhau quay đầu nhìn sang, lại chính gặp tại một quyền kia về sau, Cổ Tam Thông phiêu hốt hướng Huyền Thiên Tông mọi người tới gần, trong mắt một mảnh trống rỗng, liền cái kia Chu Thiên Tứ lão đều không liếc phía trên liếc một chút, quả nhiên là không coi ai ra gì cực kỳ. Trác quản gia, lệnh lang cái này vênh váo hung hăng tư thế hiên ngang, cũng cùng ngài không có sai biệt a,
ha ha ha. Bạch Cung Phụng nhìn phía xa cái kia ấu bóng người nhỏ bé, không khỏi vừa nhìn về phía Trác Phàm cười nói. Thờ ơ nhún nhún vai, Trác Phàm từ chối cho ý kiến cười cười. Thế nhưng là Chu Thiên Tứ lão gặp Cổ Tam Thông như thế cần ăn đòn biểu lộ, lại sớm đã tức giận đến phổi đều muốn nổ. Tuy nhiên bọn họ biết tiểu tử này không đơn giản, nhưng như thế không coi ai ra gì, lại là để bọn hắn bốn vị này đức cao vọng trọng lão tiền bối làm sao cũng chịu không được. Một tiểu tử kia nghỉ càn rỡ, vừa mới chúng ta bốn người chẳng qua là xem thường ngươi, chưa chuẩn bị xong mà thôi, đừng tưởng rằng lão phu bốn người thật bắt ngươi không có cách. Há, phải không, cái kia liền tiếp tục tới đi. Nghi đầu lắc một cái, Cổ Tam Thông từ chối cho ý kiến sủi cười một tiếng, mặt mũi tràn đầy khinh thường vạch vạch ngón tay, khinh bỉ nói, lão cẩu chớ sủa, có gan đến chiến. Trong lòng bỗng dưng trì trệ, Chu Thiên Tứ lão tức giận đến đỏ bừng cả khuôn mặt. Nghiến răng nghiến lợi, Huyền Thiên Tông mọi người cũng là đột nhiên giật mình, nhìn xem tứ lão râu tóc đều là dựng thẳng lên bộ dáng, nhìn nhìn lại cái này đáng sợ tiểu quỷ, trong lòng lo sợ không thôi. Bọn họ còn là lần đầu tiên nghe được có người dám như thế nhục mắng bọn hắn bốn vị trí cường cung phụng, tuy nhiên tiểu quỷ này thật có thực lực này. Trong lúc nhất thời, mọi người đều nín thở ngưng thần, yên tĩnh mà nhìn xem song phương, chuẩn bị quan sát cái này trí cường cao thủ ở giữa kinh thiên đại chiến. Rear map hơi hơi run run động một cái, tứ lão cùng nhau trong mắt ngưng tụ, thủ hạ kết ấn, tiếp lấy nhưng nghe một tiếng kinh thiên long ngâm bạo hưởng, bốn đầu cự long cùng nhau đằng không bay lên, nấn ná cửu thiên. Sau đó nói nói hào quang màu vàng đất tự đại mà tuôn ra, xông thẳng tới chân trời, cùng cái kia bốn đầu cự long xen lẫn nhau quấn quanh ở cùng một chỗ, sau cùng lại bỗng dưng một đạo chói mắt hào quang màu vàng đất lóe qua, hóa thành một đầu chiều cao 100 trượng thổ hoàng sắc địa long. Bay lượn chân trời. Cái kia giống như đập vụn thế gian hết thảy cẩn trọng khí thức, cùng cái kia cỗ tựa như có thể hủy diệt thiên hạ tất cả khí thế khủng bố, nhất thời liền thẳng tắp hướng Cổ Tam Thông đè xuống. Bất quá, Cổ Tam Thông chỉ là thân thể khẽ run lên, mí mắt rủ xuống, cũng không có cái gì trở ngại. Nhưng bốn phía mọi người, bao quát ngoài ngàn mét Ma Sách Tông những cao thủ, tại chỉ là bị cỗ khí tức kia lan đến gần một tia tình huống dưới, dĩ nhiên đã hô hấp dồn dập. Có loại muốn ngạt thở cảm giác, không khỏi trong lòng hoảng hốt. Dạng này lực lượng, so với lúc trước bốn người liên thủ thả ra những cái kia long hồn đến, còn mạnh hơn gấp trăm lần không chỉ a. Hàn Thiên Ảnh càng là nhịn không được song đồng khẽ giật mình, hét to lớn tiếng cái này. Đây là Chu Thiên Tứ Nguyên Trận. Nghe được lời này, Dương Sát chờ gặp qua trận kia thức uy lực mọi người cùng nhau trong lòng cả kinh, sắc mặt trong nháy mắt thì ngưng trọng xuống tới. Đây chính là bốn cái thần chiếu cảnh cao thủ hợp lực, liền có thể đánh bại bốn cái hóa hư cao thủ quỷ dị trận thức, hiện tại cái này bốn cái hóa hư 9 tầng cao thủ hợp lực bày trận, uy lực này lại đem đáng sợ cỡ nào a? Cái này Chu Thiên Tứ Nguyên trận chính là mượn đại địa chi lực, hợp tứ nguyên làm tề tụ Chu Thiên chi lực, uy lực vô cùng. Lấy bốn đại cung phụng thực lực đúc thành trận này, chỉ sợ đồng dạng dung hồn cảnh cao thủ cũng khó cản một phân một hào. Cái đứa bé kia, nguy hiểm. Ánh mắt hơi 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 khép một chút, Thủy Nhược Hoa có chút bận tâm nói. Lời vừa nói ra, mọi người trong lòng cũng là trầm xuống, sau đó cùng nhau nhìn về phía Trác Phàm chỗ đó, nhưng Trác Phàm nhưng như cũ mặt như giếng cổ, bình thản không gợn sóng, không chút phật lòng. Tiểu Tam Tử chính là Kỳ Lân chính thống huyết mạch, vốn là hồn thể hợp nhất, có hay không đạt đến dung hồn cảnh thực cũng không trọng yếu, lúc trước Diệp Lân cũng có thể làm đến sự tình, Tiểu Tam Tử tự nhiên càng có thể làm được. Mà lại sẽ làm đến càng tốt hơn. Tuyên Tông chủ nhìn đến đây hết thảy, gặp bốn vị cung phụng rốt cuộc sử xuất bản lĩnh giữ nhà, lường trước cái kiệu oát con muốn cái xác không hồn, không khỏi lần nữa trương cuồng, cười to lên, ha ha ha. Chuẩn bị cho ngươi nhi tử nhặt xác a, chắc hẳn ngươi đã giải Chu Thiên Tứ Nguyên trận lợi hại. Nhưng lão phu phải nói cho ngươi, cái kia Chu Thiên Tứ Nguyên trận chính là bốn vị cung phụng sáng tạo, mà bây giờ bốn vị cung phụng sử dụng cũng không phải là Chu Thiên Tứ Nguyên trận. Mà chính là so càng thêm cường đại Chu Thiên Cang Long trận, từ bốn đầu địa long hồn ngưng luyện mà thành, các ngươi đã thua định. Tuyên Thiếu Vũ nghe đến phụ thân nói, cũng không nhịn được cười to lên, dường như đã thắng được trận chiến tranh này. Huyền Thiên Tông mọi người theo cười nhạo liên tục, mà Sách Tông tất cả mọi người lại là sắc mặt trầm xuống, hung hăng cắn chặt răng quan, chỉ có Trác Phàm trong mắt hơi híp, lại là không có biểu tình gì, mà chính là nhìn về phía Cổ Tam Thông chỗ đó, thản nhiên nói, Tiểu Tam Tử. Không có vấn đề, chậm rãi khoát khoát tay, Cổ Tam Thông nhẹ hừ một tiếng,
trên mặt tuy nhiên nghiêm túc, lại là khinh thường bĩu môi nói, tại ta trong mắt, địa long hồn cùng cá trạch không sai biệt lắm, không có gì đáng ngại. Mỉm cười, Trác Phàm trong lòng không sai, tiểu tam tử thân là kỳ lân chi tử, thánh thú chi hồn, cho dù là thiên long hồn đều không để vào mắt, nơi nào sẽ đem địa long hồn để ở trong lòng. Kết quả là, Trác Phàm thật dài phun ra một ngụm chọc khí, cũng yên tâm không ít. Thế nhưng là Chu Thiên Tứ lão nghe đến tiểu tam tử lời nói hùng hồn, lại là nhất thời cười to lên, khinh miệt nói, tiểu quỷ đầu, không có thấy qua việc đời. Ngươi cũng đã biết, địa mạch long hồn chính là đại địa tinh hoa, thẳng thông thiên địa, cùng đại địa khí tức kết hợp, uy lực liền sẽ tăng trưởng đếm không chỉ gấp 10 lần. Cũng không phải vừa mới, ngươi có thể đánh bại dễ dàng long hồn có thể so sánh. Thì tính sao, không phải là cá trạch a? Bất giác khẽ cười một tiếng, cổ tam thông không chút phật lòng, khiêu khích nói, ngươi như không động thủ, tiểu gia nhưng là động thủ trước a. Rear mép hung hăng run run động một cái, Chu Thiên Tứ lão hai mắt đỏ bừng, nghiến răng nghiến lợi nói, số tiểu quỷ, dám xem nhẹ chúng ta, đã như vậy, chúng ta liền thành toàn ngươi, nhanh chóng tiễn ngươi về Tây Thiên. Vừa dứt lời, bốn người ấn quyết trong tay cùng nhau biến đổi, sau đó hung hăng hướng cổ tam thông chỉ đi, đầu kia hung mãnh cự long liền ngửa mặt lên trời gào rú một tiếng, hung hăng vọt tới cái kia mảnh mai thân thể. Song đồng không khỏi lắc một cái, tất cả mọi người nhìn lấy tình cảnh này, một trái tim đều là nhấc đến cổ họng nhi bên trong. Chỉ có Trác Phàm cùng số ít người tin tưởng tiểu tam tử thực lực, sắc mặt bình tĩnh, sừng sững bất động. Giống, nương theo lấy to lớn long ngâm, cái kia cự long chớp mắt tới gần, uy áp mạnh mẽ buông xuống khắp nơi, thẳng đem trọn cái nước trên mặt đất bình đô đè xuống mấy ngàn thước chiều sâu. Tại chỗ tất cả mọi người, tuy nhiên không phải cái kia cự long chính diện trùng kích chỗ, nhưng cũng đã bị cái kia mãnh liệt phong cương ép tới toàn bộ thân thể đều nhanh muốn nứt mở một dạng, liền da thịt cũng nhịn không được muốn nứt ra lên. Mọi người trong lòng bất giác hoảng hốt, tại mãnh như vậy lực đập vào phía dưới, liền người khác đều là như thế cảm giác, chỗ kia tại chính giữa hài đồng kia, như thế nào áp lực thật lớn đâu. Thế nhưng là mọi người đảo mắt nhìn về phía cổ tam thông chỗ đó lúc, lại là không khỏi khẽ giật mình, bỗng dưng sửng sốt. Bởi vì cái kia ở vào cưỡng chế vị trí trung tâm nhất hài tử, trên mặt chẳng những không có một tia thống khổ, còn tương đối yên tĩnh, tựa hồ đặt ở hắn trên mặt là nhẹ nhàng, cũng không phải là có thể đem tu giả đều có thể áp thành phấn vụn cương áp. Hai cước chậm rãi tách ra, cổ tam thông ngẩng đầu liếc mắt một cái kia lập tức liền muốn tới gần cự long, không khỏi thật sâu hít một hơi, toàn thân hồng mang cũng tại lóe lên phát ra chói mắt quang huy, trong hai con ngươi, một cái dương nanh múa vuốt. Chuẩn bị tùy thời thì muốn xông ra bên ngoài cơ thể, cắn xé hết thảy hung mãnh kỳ lân, cũng đang lao nhanh đung đưa thân thể, tựa hồ đã chờ không nổi muốn triển lộ chính mình cuồng bạo một mặt. Giống, cái kia to lớn long hồn đã tới gần đến hắn mặt, cổ tam thông khóe miệng hơi vểnh lên, xẹt qua một đạo tà dị đường cong, ngay sau đó mãnh liệt đồng tử ngưng tụ, ngửa mặt lên trời gào thét. Chỉ một thoáng, một đạo hung mãnh màu đỏ kỳ lân hư ảnh, đột nhiên tự thân trước dâng trào mà ra. Chấn thiên triệt địa tiếng gào thét, hóa thành từng đạo màu đỏ thắm gợn sóng, bỗng nhiên hướng về phía trước khuếch tán ra. Mà đầu kia cự long, cũng là trong nháy mắt này, đột nhiên thân thể trì trệ, phảng phất là đụng phải trở ngại gì giống như, đột nhiên dừng lại. Mà phía trước nó, cái kia màu đỏ sóng âm giống như sóng biển đồng dạng đánh thẳng vào nó mặt, khiến trên mặt một trận thống khổ vặn vẹo, không nhưng cái khó trước kia tiến, ngược lại bắt đầu từng bước lui lại. Cái này sao có thể? Dựa vào gào thét thì đem chúng ta bốn người hợp lực ngưng tụ ra trí cường địa long hồn cho chấn quay trở về. Trong mắt nhịn không được co rụt lại, Chu Thiên Tứ lão cùng nhau quá sợ hãi, đầy mặt hoảng sợ, khó có thể tin nhìn lấy phía trước, đồng thời cặp kia kết động ấn quyết hai tay, cũng đang không ngừng run rẩy. Bọn họ đã cảm thấy, một cỗ cường đại cự lực ngay tại hết sức đánh thẳng vào bọn họ trận thức, cho nên tại muốn đem bọn hắn trận thức hoàn toàn hướng bại đồng dạng. Thế nhưng là bọn họ làm thế nào cũng không thể tin được phát sinh trước mắt sự thật, cỗ này khó nói lên lời lực lượng, lại là một đứa bé con kinh thiên hống một tiếng. Mà lại, trước người hắn hiển hiện cái kia đạo thần hồn, cũng để bốn người bọn họ đáy lòng phát lên một cỗ không hiểu hoảng sợ, trong lòng một trận lo sợ bất an. Dương nanh múa vuốt kỳ lân thú, phảng phất muốn đem bầu trời xông phá cái đại lỗ thủng giống như, tê tiếng giống giận. Tất cả cản tại trước mặt bọn hắn trở ngại. Toàn diện đều sẽ bị cái này hung thú cắn xé hầu như không còn, mang đến địa ngục. Mi đầu khẽ run lên,
Chu Thiên Tứ lão thân thể đã có chút nhát gan đánh lấy bệnh sốt rét, tuy nhiên bọn họ không muốn thừa nhận, nhưng trong lòng lại sớm đã minh bạch, lần này bọn họ cái này bốn cái lão gia hỏa đoán chừng là thật đá ngã tấm sắt, ngộ lên một cái so bốn người bọn họ còn muốn biến thái tiểu quái vật. Giống. Bỗng nhiên, cổ Tam Thông gặp đầu kia cự long đã là bị bức phải từng bước lui lại, đã không có thẳng tiến không lùi khí thế, ngược lại lại là thân thể đong đưa, có loại muốn sụp đổ xu thế, không khỏi nhếch miệng cười một tiếng, lộ ra tà dị tiếu dung, tiếp lấy lại sâu sắc hít một hơi về sau, ngửa mặt lên trời gào thét lên tiếng. Oanh! Chỉ là trong nháy mắt công phu, màu đỏ sóng âm sóng sau cao hơn sóng trước, dường như núi kêu biển gầm đồng dạng, đột nhiên lần nữa hung hăng đụng vào đầu kia cự trên thân rồng. Mà lần này, đầu kia cự long tại khó khăn kiên trì mấy hơi thời gian về sau, cuối cùng lại khó kiên trì, tại màu đỏ sóng âm trùng kích vào, ầm vang vỡ vụn thành cặn bã, tiêu tán ở hư không bên trong. Phốc 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 phốc, liên tục bốn đạo thổ huyết âm thanh cùng nhau vang vọng tại tất cả mọi người bên tai, Chu Thiên Tứ lão lấy tự thân địa long hồn ngưng tụ thành mạnh nhất xung quanh thiên long hồn bị mạnh mẽ đánh nát, cũng làm đến chính bọn hắn thần hồn trọng thương, nhịn không được phun ra một miệng đỏ thẫm máu tươi đến. Sắc mặt trong nháy mắt thì trắng bệch đi xuống. Thế nhưng là còn không đợi bọn hắn nghỉ một hơi, cái kia màu đỏ gợn sóng đã là thẳng tắp xuyên qua cái kia cự long thân thể tàn phế, hung hăng hướng bốn người bọn họ bao trùm tới. Mẹ hắn, tiểu tử này đến tột cùng là mẹ hắn quái vật gì a? Trong mắt hung hăng co lại, bốn người nhìn lấy cái kia chớp mắt tới gần màu đỏ gợn sóng, đã là triệt để mắt trợn tròn. Sau cùng chỉ có thể mặt mũi tràn đầy không cam lòng hận mắng ra sau cùng một tiếng di ngôn về sau, liền đụng một tiếng, tại cái kia màu đỏ gợn sóng bên trong triệt để hóa thành cho bụi, huyết ảnh vẩy hướng giữa trời, lúc này không có sinh cơ. Cho dù là bốn người bọn họ thần hồn, tại cổ Tam Thông cái kia kỳ lân bào hao cường đại rung động bên trong, cũng hoàn toàn bị chấn vỡ đi ra, lại không một tia sinh sống. Đáng sợ màu đỏ sóng âm xông thẳng tới chân trời. Một tiếng ầm vang liền đem trọn cái bầu trời mở ra một lỗ hổng, bốn phía không khí tựa hồ cũng bắt đầu vặn vẹo, đang không ngừng chấn động. Tất cả mọi người nhìn lấy đây hết thảy, đã toàn bộ mắt trợn tròn. Hộ quốc Tam Tông bên trong, đường đường một kiếm ngũ long bên trong tứ long, lại bị cái này 6-7 tuổi đại hài đồng trong nháy mắt miểu sát, ngay cả cặn cũng không còn, nha nha nha, gia hỏa này đến tột cùng là cái gì yêu nghiệt a? Cái trán tràn đầy mồ hôi lạnh. Tuyên Tông chủ cùng Huyền Thiên Tông cả đám các loại, đều là khóe miệng mãnh liệt quất, một mặt ngây ngốc nhìn về phía cái kia như cũ tại ngửa mặt lên trời gào thét cổ Tam Thông, đã hoàn toàn chết máy, trong đầu trống rỗng, không biết nên nghĩ cái gì. Không chỉ là bọn hắn, mà Sách Tông mọi người cũng tất cả đều ngốc rơi, trong mắt trừ kinh dị, chính là rung động. Bọn họ chỗ nào có thể nghĩ đến, Trác quản gia gọi đến cái này tất cả trợ thủ bên trong, hắn cái này nhỏ nhất nhi tử đúng là biến thái nhất một cái. Bọn họ nghĩ tới tiểu tử này có khả năng thắng cái kia bốn cái lão gia hỏa, nhưng tuyệt không nghĩ tới có thể thắng được như thế gọn gàng. Đây chính là Huyền Thiên Tông chấn tông tứ long a, thế mà trong nháy mắt cho miểu sát, vẫn là bị như thế một cái đổ biến thái tiểu hài tử, thiên hạ này còn có thiên lý hay không? Cho dù là Ma Sách Tông những cao thủ, cũng là một mặt đồng tình nhìn về phía Huyền Thiên Tông mọi người, bất đắc dĩ lắc đầu. Đám người này đến tột cùng là tạo cái gì nghiệt a? Thế mà cùng như thế một đôi biến thái cha con là địch. Nghĩ như vậy, mọi người thật sâu nhìn lấy cổ Tam Thông, lại quay đầu nhìn về phía Trác Phàm, không khỏi may mắn bật cười ra tiếng. May mắn hai người này, đều là mình người của mình a. Giống. Cường địch đã trừ, cái kia màu đỏ sóng âm cũng đã xa xa truyền đến chân trời, nhưng cổ Tam Thông lại vẫn không có muốn dừng lại ý tứ, trong mắt vẫn là tản ra vẻ hưng phấn. Ngay sau đó, cổ Tam Thông giãn ra một da tay chân, chói mắt hào quang màu đỏ tại toàn thân cao thấp không ngừng lấp lóe. Trong mắt nhịn không được co rụt lại, Trác Phàm không khỏi kinh hô một tiếng, không tốt, tiểu tử này lại mẹ hắn đánh lên nghiệt, không định thu tay lại. Mọi người lui về sau nữa 5.000 mét, coi chừng bị liên lụy. Nói, Trác Phàm lần nữa dẫn đầu hướng, về, sau bay đi, mọi người gặp cũng vội vàng đuổi theo. Cái gọi là biết con không khác ngoài cha. Tuy nhiên bọn họ không biết cổ Tam Thông muốn phát cái gì thần kinh, nhưng đuổi theo Trác Phàm bước đi thì đúng. Kết quả là, Ma Sách Tông mọi người cùng nhau hướng về sau triệt hồi, thế nhưng là Huyền Thiên Tông bọn người còn đang kinh dị tại vừa mới cổ Tam Thông cường hãn mà chưa tỉnh hồn lại, chờ bọn hắn phát hiện sự tình có biến lúc, cũng đã muộn. Kỳ lân thần uy, uy trấn khắp nơi.
Một tiếng ngửa mặt lên trời thét dài, Cổ Tam Thông vung lên non nớt hai tay, hướng bốn phía không gian nhất kích, cái kia đạo hồng sắc kỳ lân hư ảnh cũng theo bốn chân bỗng nhiên một bước dưới chân, phát ra giống giận rung trời. Ông! Bỗng dưng, một cỗ kinh khủng không gian ba động lấy Cổ Tam Thông làm trung tâm, hướng bốn phía cấp tốc tản ra. Một đạo đỏ thấm gợn sóng, cũng lấy mắt trần có thể thấy tốc độ hướng bốn phía khuếch tán ra tới. Thế nhưng là đạo này gợn sóng, lại khác với lúc đầu. Phảng phất là lưỡi hái tử thần giống như, cái kia đạo gợn sóng những nơi đi qua, trên trời dưới đất, toàn bộ không gian đều như là muốn bị xé nứt giống như, đang không ngừng rung động. Tất cả mọi thứ sự vật, đều tại đạo này gợn sóng đảo qua thời khắc, oanh một tiếng hóa thành cho bụi, chôn vùi vì hư vô. Trong mắt nhịn không được hung hăng co lại, Tuyên Tông chủ bọn người bất giác lúc này hít sâu một hơi, kêu lên sợ hãi, chạy mau. Vừa dứt lời, Huyền Thiên Tông cũng là đầy mặt kinh hoàng, vội vã lui về phía sau. Đáng tiếc, bọn họ hành động đến đã trễ. Vốn là bọn họ cũng là cách Cổ Tam Thông gần nhất, vừa mới lại không nắm chắc được tốt nhất chuồn đi thời cơ, bây giờ nghĩ chuồn mất, lại là đã gắn liền với thời gian quá muộn. Tại từng trận trong lúc bối rối, mấy trăm nhân mã, người trên người, người đè người, lại chỗ nào có thể chạy nhanh. Chỉ là trong nháy mắt, cái kia đạo hồng mang liền cấp tốc đuổi kịp bọn họ tốc độ, khẽ quét mà qua. A a a, từng tiếng thê thảm chu lên phát ra, tuy nhiên bọn họ đều là hóa hư cảnh cao thủ, nhưng là tại mãnh liệt này không gian chấn động bên trong, vẫn là khó có thể bảo trụ tính mạng mình. Cho dù bọn họ có nguyên lực hộ thể, nhưng ở không gian này chấn động xuống, giây phút ở giữa liền bị đánh tan. Nhục thể càng là lấy tốc độ kinh khủng, một hơi ở giữa liền trở thành một mảnh mảnh vỡ, đến mức thần hồn, cũng là đang không ngừng chấn động bên trong, bị chấn đến mức hoàn toàn sụp đổ ra. Mà cái này tất cả mọi thứ, chỉ là trong vòng mấy cái hít thở sự tình a. Tất cả mọi người, đều tại dạng này một loại đối mặt đồng bạn trong khoảnh khắc chết tử vong uy hiếp phía dưới đảo mệnh, trong lòng trừ rung động, cũng là kinh khủng. Về phần bọn hắn lúc trước chỗ đi qua chỗ, cũng là tại trong một sớm một chiều hóa thành bụi phấn, cái kia hồng mang chỗ đi qua, chẳng những không có một ngọn cỏ, liền một hạt bụi đều sẽ không xuất hiện, thật sự là chôn vùi tất cả. Ầm ầm. Phảng phất là thiên địa vẫn diệt đồng dạng, lúc trước còn lộng lẫy, dương cột chạm trổ Huyền Thiên Tông, đang lấy Cổ Tam Thông làm trung tâm, từng bước một biến thành phế tích, mà lại cái này phế tích diện tích ngay tại cấp tốc hướng ra phía ngoài mở rộng lấy. Trác quản gia, cái kia hồng mang quét đến chúng ta chỗ này đến, làm sao bây giờ? Được chứng kiến nơi xa cái kia Huyền Thiên Tông mọi người thê thảm, Thích Cung Phụng nhìn đến cái kia đáng sợ hồng mang đánh tới, không khỏi sợ mất mật nói. Chậm rãi khoát khoát tay, Trác Phàm đạm mạc lên tiếng, không có gì đáng ngại, nhìn ta. Nói, Trác Phàm phải đồng tử bên trong năm nói vầng sáng màu vàng óng thoáng hiện, trong mắt ngưng tụ, quát to, không minh thần đồng tầng thứ năm, không gian bích trướng, tam trọng thiên. Ong ong ong. Đột nhiên, từng đạo không gian ba động thoáng hiện, Trác Phàm bọn người phía trước đột nhiên xuất hiện ba đạo vô hình không gian bích lũy. Cái kia đạo hồng sắc gợn sóng đụng phải về sau, nhất thời dừng ngừng bước phạt, sau đó cùng cái kia không gian bích lũy cùng một chỗ mãnh liệt chấn động ra. Răng rắc răng rắc răng rắc. Từng tiếng không gian vỡ vụn âm thanh vang lên, mọi người tâm ngăn không được trì trệ, đầu đầy đã là khẩn trương tất cả đều là mồ hôi. Ngay sau đó nhưng nghe đụng một tiếng vang thật lớn, thứ nhất đạo bình chướng ầm vang vỡ nát, cái kia đạo hồng sắc gợn sóng tiếp tục hướng phía trước lan tràn. Mọi người trong lòng trầm xuống, khóe miệng một xẹp. Một mặt khẩn trương nhìn về phía Trác Phàm, đồng thời trong mắt tràn đầy lo nghĩ. Ta nói Trác quản gia, làm sao con trai của ngài động thủ không phân địch bạn đây, ngay cả chúng ta đều dính líu vào. Minh bạch bọn họ tâm tư, nhưng Trác Phàm hiện tại không tiện giải thích, chỉ là chăm chú nhìn cái kia tầng thứ hai không gian bích lũy không thả. Phốc, lại là một tiếng vang trầm phát ra, cái kia màu đỏ gợn sóng cùng đạo thứ hai không gian bích lũy hung hăng đụng nhau. Lại là lại phát ra như xương cốt ma sát tiếng nổ vang, bất quá lần này, cái kia màu đỏ gợn sóng lực lượng tựa hồ tiêu giảm rất nhiều, trở lại đụng một tiếng đem không gian bích lũy chấn vỡ lúc, đã là dùng đi lúc trước nhiều gấp 3 thời gian, mà lại cái kia hồng quang cũng ảm đạm rất nhiều. Lại sau đó, cái kia hồng quang tiếp tục lan tràn, rốt cục cùng sau cùng một nói không gian bích chướng hung hăng đụng vào nhau, phát ra run rẩy kịch liệt âm thanh. Dường như hai cái lực sĩ, tại đấu sức một dạng. Ai cũng không ai nhường ai. Tất cả mọi người, đều chăm chú nhìn cái kia vô hình không gian,
mi đầu thật sâu nhíu lại, trong lòng lo sợ bất an. Nếu là Trác Phàm cái này sau cùng một nói không gian bích chướng đều không thể ngăn cản cái này chấn động hồng mang lời nói, cái kia không thể nói được bọn họ phải đối mặt cùng Huyền Thiên Tông các cao thủ một dạng quẫn cảnh. Chỉ bất quá đám bọn hắn so với cái kia người may mắn là, cái này hồng mang đã ảm đạm rất nhiều, nghĩ đến cái kia chấn động uy lực cũng yếu không ít đi. Răng rắc. Một tiếng thanh thúy vang động phát ra, Trác Phàm cái kia sau cùng một nói không gian bích chướng cũng tại trước mắt mọi người rõ ràng sụp đổ ra, rất rõ ràng lập tức liền muốn ngăn không được cái kia hồng mang xâm lấn. Không khỏi, Ma Sách Tông tất cả mọi người sắc mặt đều ngưng trọng xuống tới, một khỏa tim cũng nhảy lên đến cuống họng nhi bên trong, đồng thời nguyên lực phòng ngự bày kín toàn thân, chuẩn bị thời khắc nghênh đón cái kia chấn động đánh tới. Khuê Lang càng là ôm chặt lấy Hàn Thiên Ảnh thân thể, mi đầu sâu nhăn, toàn thân nguyên lực cũng đem hai người vững vàng bao khỏa ở bên trong. Đụng. Sốt cục, Trác Phàm đạo thứ ba không gian bích chướng cũng hoàn toàn sụp đổ ra, mọi người giật mình, vội vã hướng về sau nhảy một cái, đầy mặt vẻ mặt ngưng trọng. Cái kia đạo hồng mang cũng là hưu một tiếng, hướng tất cả mọi người quét tới. Thế nhưng là, còn không đợi nó đi vào mọi người trước người, lại là phiêu phiêu hốt hốt mở đi, ngay sau đó hoàn toàn tiêu tán tại hư không bên trong, không thấy tăm hơi. Mà cái kia cỗ cổ tam thông chế tạo ra đáng sợ chấn động, cũng không có hướng bọn họ nơi này đánh tới. Không khỏi sững sờ, mọi người lẫn nhau nhìn xem, tiếp theo chính là cười to lên, chúc mừng mọi người sống sót sau tai nạn. Hô, tiểu tử này hư không chấn chi lực là chấn động không gian, dẫn phát biển không gian rít gào, ta không gian bích chướng là thông qua ngăn cách không gian, tới chặn phía dưới địch nhân công kích. Nghĩ đến hai loại chiêu số, tại lẫn nhau cọ sát bên trong, đều tiêu hao hết năng lượng đi. Phun ra một hơi thật dài, Trác Phàm may mắn mà nói, bằng không, tại cao như vậy mật độ bị chấn động, cho dù là hóa hư cao thủ, không chết cũng phải trọng thương. Mọi người nghe đến, ào ào gật đầu hẳn là, vì sống sót sau tai nạn, vui mừng không thôi, Bạch Cung Phụng càng là giơ ngón tay cái lên khen, Trác quản gia, ngài thật sự là biết con không khác ngoài cha a. Lệnh lang chiêu này nếu là đổi người khác, không thể nói được thì không thể làm gì, cũng chỉ có ngài có thể khắc hắn, nếu không nói, ngài là cha đây, ha ha ha. Người khác nghe đến, cũng không nhịn được cùng nhau cười to lên, ào ào gật đầu hẳn là. Ha ha ha, lời nói cũng không phải nói như vậy, so với tiểu tử này, ta cái này làm cha công lực còn cạn cực kỳ. Đây cũng chính là chúng ta lùi khoảng cách xa như vậy, tiểu tử kia cũng không phải là nhằm vào phát chiêu, nếu không mà nói, ta cũng không chặn được đến. Bất giác bật cười lắc lắc đầu, Trác Phàm lại thở dài nói, hiện tại các ngươi nhìn đến a, ta vì sao không cho tiểu tử này tùy tiện tham chiến, bởi vì gia hỏa này đánh lên thì vong hình, hài tử tính khí a. Mọi người ào ào gật đầu, cuối cùng minh bạch Trác Phàm nỗi khổ tâm. Cường đại như thế lực lượng, lại rơi vào một cái tâm tính bất ổn hài đồng trong tay, cái này không chỉ có là đối với địch nhân uy hiếp, đối với mình người cũng giống vậy a. Nếu không phải đối phương phái ra Chu Thiên Tứ lão dạng này lão quái vật lời nói, Trác quản gia không cho đứa nhỏ này tham chiến, thật sự là không nên quá sáng suốt quyết định. Ai, hiện tại ta chỉ lo lắng, hắn một chiêu này đem Huyền Thiên Tông diệt lời nói, chúng ta làm như thế nào hướng Song Long Viện bàn giao. Ngay sau đó, Trác Phàm nhướng mày, lại ai thán lên tiếng, trong lòng thầm nghĩ, thánh thú đều là cuồng ngạo, xuất thủ không có phân tắc, tiểu tam tử đến Côn Bằng dạy bảo về sau, càng ngày càng xu hướng tại chiếm đất làm vua thú đạo. Tựa như vừa mới, rõ ràng đã giải quyết cường địch, lại như cũ biểu dương vũ lực, rõ ràng cũng là lão tử thiên hạ đệ nhất thị uy a, không để ý chút nào đại cục. Đây chính là dã thú cùng nhân loại khác nhau, dã thú một vị truy cầu cường đại, tối cường giả liền có thể chấp trường hết thảy. Nhưng nhân loại khác biệt, nhân loại trí tuệ, làm cho cường giả biến thành người yếu, người thắng biến thành kẻ bại. Tiểu tam tử thân là kỳ lân chi tử, truy cầu thú đạo không gì đáng trách, bất quá đem hắn đưa vào nhân loại tranh phong bên trong, có lẽ cũng không là một chuyện tốt. Lần này nếu không phải trong tay thật chiến lực khuyết thiếu lời nói, Trác Phàm thân là hắn nghĩa phụ, còn thật không nguyện ý để hắn tham chiến. Thật dài phun ra một ngụm chọc khí, Trác Phàm bất đắc dĩ lắc đầu, đúng lúc này, Dương Sát cái kia lược hơi mang theo thanh âm rung động tiếng hô, lại là đột nhiên vang vọng tại tất cả mọi người bên tai, Trác. Trác Phàm, người mau tới đây nhìn, nhi tử kia của ngươi lần này không có đem Huyền Thiên Tông diệt, nhưng cũng kém không nhiều, hắn thật đúng là kẻ hủy diệt a. Hắn nãi nãi,
nhà các ngươi đều là quái vật gì a, một cái so một cái đổ biến thái. Lão tử quét ngang song long hội, nhi tử một người dẫm tông môn. Thế đạo này, không có cách nào sống. Nghe được lời này, mọi người không khỏi sững sờ, cùng nhau quay đầu thả mắt nhìn đi, lại là nhất thời tròng mắt ngưng tụ, đều là cả kinh trợn mắt hốc mồm, nói không ra lời. Chỉ thấy giờ này khắc này, Cổ Tam Thông vẫn như cũ uy phong lẫm liệt đứng ở hư không, mặt mũi tràn đầy ngạo nghễ mà nhìn chằm chằm vào phía dưới hết thảy. Thế nhưng là phóng nhãn nhìn về phía toàn bộ Huyền Thiên Tông môn, lúc trước còn sông núi thanh tú đẹp đẽ thế ngoại đào nguyên, lúc này lại đã toàn bộ hóa thành một vùng phế tích cặn bã, một từng bộ thi thể ngổn ngang lộn xộn nằm, sớm đã không có sinh cơ, từng trận kêu gào liên tiếp mà vang vọng tại cái này trống trải khu vực phía trên, máu tươi như dòng sông giống như rong chơi tại mỗi khắp ngõ ngách, giống như địa ngục buông xuống. Hàn Thiên Ảnh cùng Thủy Nhược Hoa chờ nữ gặp này, đều là không đành lòng nghiêng đầu đi, âm thầm rơi lệ, dù sao nơi này là các nàng sinh dài địa phương. Sở Khuynh Thành tuy nhiên tới nơi đây cũng không lâu, nhưng là cũng không đành lòng nghiêng đầu đi, âm thầm thở dài. Cha mẹ, ta đem bọn hắn đều quật ngã, không đến nửa canh giờ đi. Đúng lúc này, Cổ Tam Thông khuôn mặt nhỏ dơ lên ngây thơ nụ cười, cấp tốc bay đến trước người bọn họ. Thế nhưng là mọi người nhìn về phía hắn ánh mắt, dĩ nhiên đã hoàn toàn biến, không dám tiếp tục coi hắn là tiểu hài tử đối đãi. Hắn nãi nãi, nhà ai tiểu hài tử có thể đem đường đường một cái hạ tam tông, trong cái nhấc tay san thành bình địa. Riêng là cái kia Dương Sát, nhìn về phía Cổ Tam Thông ánh mắt, càng thêm lo sợ lên, hắn còn nhớ rõ, đứa nhỏ này đối với hắn thái độ giống như không tốt lắm. Nếu là bình thường tiểu hài tử lời nói, người càng là đối với hắn thái độ không tốt, vị này Dương Sát cung phụng liền càng muốn tiến lên đùa không thể. Nhưng là đối tiểu tam tử, hắn lại là lại không có lá gan này. Dưới chân hơi hơi động động, thật sự là có thể trốn xa hơn, thì trốn xa hơn. Nếu là vị thiếu gia này hài tử tính khí phát sắp nổi đến, cũng không phải tầm thường hài đồng khóc giống đơn giản như vậy, đó là thật muốn tai họa ngập đầu a. Nhìn lấy dưới chân cái kia tiếng kêu than dậy khắp trời đất, thây ngã khắp nơi tràng diện, Dương Sát đã là vạn phần hối hận, lúc trước hắn tay vì cái gì như vậy thiếu, tổng mò người ta đầu làm gì. Trác Phàm đối xử lạnh nhạt quét xuống nhất phương cắt, suy nghĩ một chút, lại nhìn về phía Cổ Tam Thông cười nói, tiểu tam tử, ngươi làm không tệ, đến tiếp xuống giao cho lão cha a, ngươi không cần lại ra tay. Tốt, tiểu tam tử không động thủ lúc vẫn là rất ngoan ngoãn, gật đầu một cái, hì hì cười một tiếng, người vô hại và vật vô hại. Thế nhưng là mọi người chung quanh, làm sao có thể lại tin tưởng hắn cái này hồn nhiên vẻ mặt vui cười. Phóng nhãn nhìn xem cái này đồi bại cục thế, Thích Cung Phụng trầm ngâm một chút, đi vào Trác Phàm trước mặt nói, Trác quản gia, cái này tàn cục cũng không thể tùy tiện thu liền có thể, nhất định phải có cái có mạnh mẽ cớ, coi như nháo đến Song Long Viện đi, cũng có thể đứng vững được bước chân lý do mới được. Cái này ta minh bạch, trong mắt tinh quang lóe lên, Trác Phàm nhìn mọi người một cái nói, truyền ta ra lệnh đi, lập tức tìm kiếm Tuyên Tông chủ cùng Tuyên Thiếu Vũ Hạ Lạc, chúng ta trận chiến này có thể hay không lau sạch sẽ cái mông, liền dựa vào hai người bọn họ. Mi đầu lắc một cái, mọi người trong lòng không sai, cùng nhau bái nói, tuân mệnh. Sau đó, mọi người liền tất cả đều đi tìm tòi, Thích Cung Phụng cùng Bạch Cung Phụng liếc nhau, cũng là khẽ gật đầu, lộ ra tà dị tiếu dung. Soạt, một tiếng vang nhỏ, tại một đống phế tích bên trong, Tuyên Tông chủ bẩn thỉu địa bàn sắp nổi đến, một miệng đỏ thẫm máu tươi, nhịn không được phốc một tiếng phun ra. Thế nhưng là, còn không đợi hắn kiểm tra chính mình thương thế, cũng đã lại vội gấp tại dưới thân một trận lay. Sau đó vô cùng lo lắng đem một thanh niên bóng người móc ra, lại chính là Tuyên Thiếu Vũ không thể nghi ngờ. Nhưng là bây giờ Tuyên Thiếu Vũ, lại là sắc mặt tái nhợt, khóe môi nhếch lên đỏ tươi, trên thân một kiện linh giáp, từ lâu nát vỡ thành hai mảnh, sốc nổi treo ở trên người hắn mà thôi. Còn tốt, có cái này cửu phẩm linh giáp che chở, tánh mạng không lo. Chậm rãi nắm lên hắn thủ đoạn, Tuyên Tông chủ thông qua một tia nguyên lực dò xét Tuyên Thiếu Vũ toàn bộ thân thể một lần. Bất giác mừng rỡ như điên hét to lớn tiếng, kích động nước mắt tuôn đầy mặt, Thiếu Vũ con ta, người không có việc gì cha cứ yên tâm. Nghi đầu hơi hơi động động, Tuyên Thiếu Vũ chậm rãi mở ra hai con ngươi, gặp là cha mình, bất giác thở dài một hơi, thở hồng hộc cắn răng nói cha, lần này Trác Phàm dẫn người đem chúng ta tông môn hủy thành dạng này, chúng ta nhất định không thể bỏ qua hắn. Yên tâm đi, Thiếu Vũ, cha đáp ứng ngươi, cha nhất định sẽ đem tiểu tử kia chém thành muôn mảnh. Cho ngươi xuất khí.
trong mắt ngưng tụ, Tuyên tông chủ một mặt nghiêm túc, bình tĩnh nói. Nghe được lời này, Tuyên thiếu vũ lộ ra hài tử giống như nụ cười, khẽ gật đầu nói, vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Trác Phàm, ta sẽ không để cho ngươi cùng Khuynh Thành sư muội cùng một chỗ, Tiêu Dao khoái hoạt. Ha ha ha, chính mình tiểu tính mạng còn không giữ nổi, Tuyên công tử còn có thể có nhàn tình nhã trí quan tâm ta cùng Khuynh Thành sự tình, ngược lại là làm phiền a. Thế mà, còn không đợi Tuyên thiếu vũ nói xong, một đạo cười khẽ lại là đột nhiên từ này hai cha con sau lưng vang lên. Bất giác sợ hãi cả kinh, Tuyên tông chủ quay đầu nhìn qua, đã thấy Trác Phàm chẳng biết lúc nào, đã là mang theo Sở Khuynh Thành chờ cả đám các loại, đi vào phía sau bọn họ, khóe môi nhếch lên tà dị tiếu dung. Trong mắt hung hăng rung động, Tuyên tông chủ nghiến răng nghiến lợi, hung ác nói, Trác Phàm, người cái này ma đạo cuồng đồ, hủy ta tông môn, thế mà còn dám ở trước mặt lão phu xuất hiện. Vì sao không dám đâu, lấy các ngươi cái này thân thể bị trọng thương, lại có thể làm khó dễ được ta. Lông mày nhíu lại, Trác Phàm bất giác suy cười một tiếng, thăm thẳm lên tiếng, hiện tại toàn bộ Huyền Thiên Tông cao thủ không chết cũng bị thương, liền Tuyên tông chủ ngươi đều tự thân khó đảm bảo, còn có thể xính cái gì anh hùng. Ngươi, hung hăng khẽ cắn môi, Tuyên tông chủ mặt mũi tràn đầy phẫn hận, thế nhưng là còn không đợi hắn xuất khẩu, đã là hơi đỏ mặt, lại một đạo đỏ tươi máu tươi nhịn không được phun ra. Khinh thường bĩu môi, Trác Phàm từ chối cho ý kiến nhún nhún vai, xem đi, các ngươi đã núi nghèo đường thủy, lại không có lực phản kháng. Mà các ngươi mệnh, cũng tất cả đều nắm giữ trong tay lão tử. Nói trắng ra, giờ này khắc này, lão tử để cho các ngươi sống thì sống, để cho các ngươi chết thì chết, các ngươi không có bất kỳ cái gì lựa chọn chỗ trống. Mí mắt nhịn không được run run, Tuyên tông chủ không nói gì, chỉ là cắn chặt môi, không nói một lời. Sỉ nhục, vô cùng nhục nhã. Nghĩ hắn nhất tông chi chủ, từng có lúc, rơi vào như thế quẫn cảnh, bị địch nhân đủ kiểu chế nhạo, lại không cách nào cãi lại một chút, bởi vì người ta nói cũng là sự thật, hắn hiện tại xác thực không có thực lực này. Chung quanh Ma Sách Tông mọi người, đều là một mặt khinh miệt nhìn lấy hắn, lộ ra cười nhạo chi sắc. Hàn Thiên Ảnh chờ nữ thì là bất đắc dĩ lắc đầu, thở dài lên tiếng. Không nghĩ tới đường đường Huyền Thiên Tông, cũng có ngày cũng sẽ rơi vào kết quả như vậy, thật sự là chọc người ai thán. Như vậy, ngươi là muốn sống, vẫn là muốn chết. Ngay sau đó, Trác Phàm song đồng tinh mang lóe lên, lại là rốt cục tiến vào chính đề. Mi đầu khẽ run lên, Tuyên tông chủ dương mắt thật sâu nhìn xem Trác Phàm, lại là khẽ cắn môi, không nói gì. Chỉ là trong lòng một trận khuất nhục, song quyền cũng không nhịn được chăm chú nắm lại đến. Bất giác suy cười một tiếng, Trác Phàm từ chối cho ý kiến, phiêu hốt cúi người đến, một cái thiết chảo đột nhiên như linh xà một dạng dò ra, trong nháy mắt thì chụp vào Tuyên thiếu vũ cái cổ, cười ta nói, đã như vậy, chúng ta cũng không có cái gì nhưng là nói. Chờ một chút, ngươi muốn làm gì, mau dừng tay. Không khỏi trong mắt ngưng tụ, Tuyên tông chủ quá sợ hãi, muốn vội vàng ngăn cản, lại là vừa vừa để khí liền lại phốc một tiếng phun ra một miệng đỏ thẫm máu tươi, căn bản hữu tâm vô lực. Quỷ dị cười một tiếng, Trác Phàm lần nữa hét lớn, nói, ngươi muốn sinh hay là muốn chết? Ta, bờ môi càng không ngừng run rẩy, Tuyên tông chủ một đôi khô lão mí mắt bỗng nhiên nhảy lên, lại là làm sao cũng không nói ra câu nói kia tới. Bởi vì hắn nếu thật nói ra, cái kia chính là khuất phục. Cái gọi là tình nguyện đứng đấy chết, tuyệt không cầu thả sinh, điểm này rất nhiều thế tục tu giả cũng có thể làm đến, hắn một cái đường đường Huyền Thiên Tông tông chủ. Há có thể không có dạng này ngạo cốt. Thế nhưng là lại quay đầu nhìn mình nhi tử cái kia bị bóp cổ, đỏ lên hai gò má, khanh khanh rung động không lưu loát bộ dáng, Tuyên tông chủ liền bất đắc dĩ thở dài, lắc lắc đầu, thất lạc nói con kiến hôi còn sống tạm bợ, huống chi là người đâu. Trác Phàm, người muốn thế nào? Tuyên tông chủ, kẻ thức thời là Tuấn Kiệt, người dạng này mới đúng mà, ha ha ha. Khóe miệng xẹt qua một đạo hài lòng đường cong, Trác Phàm hơi buông tay, liền đem bóp lấy Tuyên thiếu vũ cái kia thiết chảo buông ra, Tuyên thiếu vũ cũng là bịch một tiếng té xuống đất, từng ngụm thở hổn hển, nhìn về phía Trác Phàm ánh mắt, tràn đầy vẻ sợ hãi, đã lại không có lúc trước kêu gào cùng cuồng vọng. Không tiếp tục nhìn cái này con ông cháu cha liếc một chút, Trác Phàm ngẩng đầu hướng Thích Cung Phụng đưa cái ánh mắt, Thích Cung Phụng trong lòng rõ ràng, liền lập tức đem một cái trống không ngọc giản ném cho Tuyên tông chủ. Cầm lấy cái này mai xanh tươi ngọc giản nhìn nửa ngày, Tuyên tông chủ không rõ ý, nghi ngờ nói cái này là ý gì. Ha ha ha,
không có gì, chỉ là hy vọng Tuyên Tông chủ có thể giúp đỡ làm ghi chép, ta nói ngươi cái. Khóe miệng xẹt qua khoan thai nụ cười, Trác Phàm đạm mạc lên tiếng. Thế nhưng là Tuyên Tông chủ nghe được lời này, lại là trong tay bỗng nhiên siết chặt, mi đầu thật sâu nhăn thành một cái vấn đề, cắn răng nói, Trác Phàm, ngươi cũng không phải là muốn đổi trắng thay đen, để cho chúng ta Huyền Thiên Tông gánh vác lần này hai tông đại chiến chịu tội đi. Tuyên Tông chủ đáy lòng minh bạch, một khi hắn tại đạo này ngọc giản phía trên ghi chép lại bất luận cái gì đôi câu vài lời, phía trên có hắn nguyên thần uy áp, vậy bọn hắn sau đó coi như bẩm báo xong Long Viện lấy lại công đạo, cũng vô dụng, ai để ngươi đều nhận tội đâu. Kể từ đó lời nói, bọn họ thật sự là người cơm ăn hoàng liên, có nỗi khổ không nói được, trận đánh này khổ sợ uổng phí. Hai tay bất giác khẽ run, Tuyên Tông chủ hung hăng khẽ cắn môi, trong mắt lóe lên từng tia do dự chi sắc. Còn lại Ma Sách Tông mọi người, thì là vây quanh hắn phát ra một chuỗi dài giễu cợt âm thanh. Không sai, chúng ta cũng là đánh ngươi, còn không cho ngươi đi kêu oan nói rõ lý lẽ, ngươi có thể làm gì đi. Ai để ngươi hiện tại như vậy thảm, không có chút nào lực phản kích đây, ha ha ha. Ngắm nhìn bốn phía cái kia từng mảnh phế tích chi địa, tông môn cao thủ phần lớn không chết cũng trọng thương, bọn họ cho dù muốn chạy đều chạy không, hiện tại chỉ có thể mặc cho nhân ngư thịt, lại cũng không có cách nào. Tuyên Tông chủ bất đắc dĩ không ngớt lời than thở, bưng lấy cái kia cái ngọc giản tay đều có chút co rút, tại không ở lay động. Tuyên Tông chủ, ngài nếu không làm sự kiện này lời nói, chúng ta nhưng là hoàn toàn không yên lòng lưu các ngươi người sống a. Tựa như nhìn ra ý nghĩ của hắn, Trác Phàm tà cười một tiếng, thản nhiên nói, kể từ đó lời nói, không thể nói được nơi này muốn trở thành một mảnh chỗ chết. Ngươi dám? Làm sao không dám? Tuyên Tông chủ hét lớn một tiếng, Trác Phàm cũng là quát to một tiếng, hung hăng trừng mắt về phía hắn nói, bây giờ Trung Châu đã đối bốn châu bắt đầu hành động, Huyền Thiên Tông tiêu vong sự tình có 100 loại lấy cớ có thể lừa gạt qua. Lại nói Khuynh Thành bọn người chính là ngươi tông đệ tử, đến lúc đó tại Song Long Viện tùy tiện nói vài câu, ngươi cái này diệt tông tai họa cũng là không đầu vụ án phức tạp, ngươi cho rằng tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt dưới, ai còn hội bởi vì ngươi một cái hạ tam tông gây nên chín trong tông nghi ngờ, để cho địch nhân có cơ hội để lợi dụng được sao? Thân thể mãnh liệt run run, Tuyên Tông chủ sắc mặt đại biến, trên mặt biến ảo không ngừng. Kết quả là, quy tắc loại vật này, bất quá chỉ là tồn tại ở Thái Bình thịnh thế đồ chơi mà thôi. Làm tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt lúc, cho dù là Song Long Viện cũng chỉ hội coi trọng Tây Châu chiến lực lợi ích, ai còn sẽ quản bộ kia quy tắc đâu. Sau cùng, Trác Phàm cười lạnh, khinh miệt nhìn về phía hắn nói, Tuyên Tông chủ cũng là sống ngồi phía trên người, chắc là lớn nhất minh bạch điểm này mới đúng. Chăm chú nắm nắm quyền đầu, sau cùng rốt cục buông ra, Tuyên Tông chủ bất đắc dĩ thở dài, trên mặt một mảnh cho tàn, như Trung Châu thật đã bắt đầu hành động lời nói, ha ha. Huyền Thiên Tông sự tình thật là không có ý nghĩa. Ta nói ngươi cái, không có lại nhìn hắn một cái, cũng không có trả lời hắn dò xét cuối cùng, Trác Phàm trực tiếp lạnh lùng lên tiếng, không nói ra tự tin, dường như Trung Châu hành động hắn thật đã sớm biết giống như, thực hắn cũng bất quá là lung tung mộng mà thôi. Nhưng chính vì hắn không có điểm thấu điểm này, ngược lại để Tuyên Tông chủ cho tin tưởng. Đầu tiên, Khuynh Thành sự tình, nàng là người tìm tới tham gia Song Long Hội, hiện tại Song Long Hội đã qua, ấn ước định nàng đã là tự do thân. Nhưng các ngươi nhưng như cũ ép ở lại, ta làm nàng phu quân đến đây tiếp nàng, lại bị các ngươi ỷ thế hiếp người, đây là trận chiến này nguyên nhân gây ra. Trác Phàm đạm mạc tự thuật, Tuyên Tông chủ thì là đầy mặt chết lặng ghi chép, mặt không biểu tình. Đón lấy, Huyền Thiên Tông trưởng lão cung phụng một đống lớn, lấn ta đệ tử ít người lực mỏng, sau ta Ma Sách Tông trưởng lão cung phụng đuổi tới, mới bạo phát đại chiến, song phương chém giết. Nghi đầu hung hăng lắc một cái, Tuyên Tông chủ dương mắt nhìn xem Trác Phàm, khóe miệng giật một cái, không còn gì để nói. Ít người lực mỏng, một hơi đem cơ hồ cả cái tông môn chiến lực đều chuyển đến, có thể nói ít người lực mỏng. Rõ ràng cũng là dự mưu mà đến. Cái này Trác Phàm thật sự là gian tà giảo hoạt, nguyên lai tất cả mọi thứ đều đã sớm chuẩn bị, lão phu lần này xem như triệt để cắm. Hung hăng khẽ cắn môi, Tuyên Tông chủ mang tràn đầy cừu hận, ấn Trác Phàm thuật ghi chép hết thảy. Sau cùng, ta Ma Sách Tông đi qua gian khổ tác chiến thắng được, nắm lấy Tây Châu chín tông như thể chân tay chi tình, đối Quý Tông mở ra một con đường, vẫn chưa tiếp qua nhiều giết hại. Nhưng là bên trong chiến trường thương vong đã quá nhiều, không phải ta chờ mong muốn.
Quý Tông cũng cảm niệm trận chiến này chi không nên, thành tâm xin lỗi, cũng cam đoan vĩnh không truy cứu, lưu đây là chứng. Thật sâu hít một hơi, Trác Phàm suy nghĩ một chút về sau, mới khẽ gật đầu, xác định nói, cứ như vậy nhiều, Tuyên Tông chủ ghi chép được không? Bà mẹ ngươi chứ gấu à, cái này căn bản là nhục nước mất chủ quyền chiến bại hiệp ước a, bị đánh còn không thể kêu to, quá mẹ hắn uất ức. Từng ngụm thở mấy hơi thở, Tuyên Tông chủ mới hai tay run run, đem cái này một ngọc giản ghi chép xong. Nhìn lấy cái kia xanh biếc ngọc giản, Tuyên Tông chủ thật hận không thể bóp chặt lấy nó. Bởi vì hắn biết, thứ này một khi giao cho đối phương, hôm nay chính mình ăn cái này nhất đại thua thiệt đem cũng đã không thể nhắc đến, xem như khổ sở uổng phí đánh. Song Long viện gặp chính hắn đều nhận lầm, căn bản đứng không vững ý, cho dù bọn họ tông môn tổn thương lại thảm trọng, cũng sẽ không lại truy cứu. Những thứ này cớ đủ sao? Nhìn đến Tuyên Tông chủ rung động thân thể, đem ngọc giản kia trình lên, Trác Phàm lại là cũng không tiếp nhận, mà chính là nhìn về phía bốn phía chúng nhân nói, các ngươi tại Tây Châu so ta lâu, Tây Châu quy củ các ngươi cũng so ta quen, có hay không bổ sung lại? Phốc! Nghe đến lời này, Tuyên Tông chủ thân thể trì trệ, lúc này một miệng lão huyết không có phun ra. Bà mẹ ngươi chứ gấu à, cái này đã đầy đủ nhục nước mất chủ quyền, ngươi còn muốn bổ sung, chẳng lẽ còn muốn để ta cắt đất đền tiền a? Thích Cung Phụng liếc nhìn nhau, cũng là cười nhẹ lắc lắc đầu, Trác quản gia, lý do này đã đầy đủ. Trác quản gia vì yêu mến môn, đoạt lại vốn liền đã tự do thân phu nhân, hợp tình hợp lý. Về sau chúng ta viện trợ Trác quản gia, nghĩa bất dung từ, làm sao đều chiếm cái chữ lý. Coi như nháo đến Song Long viện, cũng không quan trọng, ha ha ha. Chờ một chút. Thế mà, Thích Cung Phụng còn chưa nói xong, Khuê Lang dĩ nhiên đã hét lớn một tiếng, tiếp lấy hướng Thích Cung Phụng xa xa cúi đầu, lại nhìn về phía Trác Phàm nói, Trác quản gia, ta cảm thấy bộ này giải thích lý do là sung túc, nhưng còn khó có thể dẫn phát cộng minh, quá trung lập một chút. Chúng ta là không phải cái kia, điểm tô cho đẹp, điểm tô cho đẹp chính mình. 3. Một sợ bàn tay, Trác Phàm nhất chỉ Khuê Lang, khen, hảo tiểu tử, không hổ là cùng ta một đoạn thời gian người, có tiến bộ. Chúng ta mặc dù là ma đạo, nhưng một trận chiến này, nhất định muốn đánh cho chính nghĩa. Như vậy đi, Tuyên Tông chủ, người đem ngươi lòng tham không đáy xảo trá hai ta thiên thánh linh thạch, còn có ngươi nhi tử muốn thải âm bổ dương kéo dài tính mạng sự tình đều ghi chép đi vào, lấy lộ ra cho chúng ta một trận chiến này, đánh cho là thế thiên hành đạo, trừ ma vệ đạo, vì thế nhân làm gương mẫu mới là. Không khỏi khẽ giật mình, Tuyên Tông chủ ra mặt nhìn không được hung hăng co rúm một chút, hét to lớn tiếng, các ngươi một giới ma đạo, thế mà còn nghĩ đến thế thiên hành đạo. Để ngươi nhớ ngươi thì cái nào nó nhảm nhiều như vậy. Sắc mặt bất giác trầm xuống, Trác Phàm một chân đem Tuyên Thiếu Vũ đá ngã, lạnh lùng nói, muốn sống muốn chết, ngươi xem đó mà làm. Song quyền run nhẹ nhẹ một chút, Tuyên Tông chủ bất đắc dĩ, thở dài một ngụm chọc khí, biệt khuất đem cái kia không thể lộ ra ngoài ánh sáng sự tình cũng ghi chép đi vào. Phải biết, cái này cũng không chỉ là lần này hai tông mâu thuẫn vấn đề, còn có bọn họ Huyền Thiên Tông đức hạnh vấn đề. Một cái chính đạo tông môn, lại muốn dùng thải âm bổ dương chi thuật kéo dài tính mạng, song thưởng hắn tông đệ tử thánh linh thạch, cái này cùng ma đạo có gì khác biệt. Tuy nhiên Tuyên Tông chủ không muốn thừa nhận, nhưng là đáy lòng cũng minh bạch, Trác Phàm một trận chiến này thật đánh ra trừ ma vệ đạo ý vị. Mà vật này một khi giao cho ma sách tông, liền tương đương đem chính mình bím tóc ném tới trong tay người khác, bị đối phương chỗ uy hiếp. Sau này bọn họ chẳng những không thể truy cứu chuyện này nữa, còn muốn đối bọn hắn nghe lời răm rắp. Nếu không ngọc giản này nội dung một công bố, toàn bộ Huyền Thiên Tông đem danh dự mất hết, hắn người tông chủ này cũng lại khó tiếp tục làm. Nếu là đặt ở bình thường, dạng này sự tình, Tuyên Tông chủ lão hồ ly này là đánh chết cũng sẽ không làm, nhưng là bây giờ chính mình nhi tử tại người ta trong tay, hắn cũng liền không có cách, chỉ có thể tòng mệnh. Đã định trước đời đời kiếp kiếp, đều muốn bị ma sách tông uy hiếp được cơ sở. Quả nhiên là, bồi thường thêm. Nhìn lấy đây hết thảy, Thích Cung Phụng trùng điệp vỗ vỗ Khuê Lang bả vai, khen, đồ đệ, ngươi trưởng thành a. Ha ha ha, đều là sư phụ cùng Trác quản gia dạy bảo. Khuê Lang cũng là khom người cúi đầu, rất là khiêm tốn nói. Mọi người nghe đến, liếc nhìn nhau, đều là cười to lên. Chỉ có Hàn Thiên Ảnh chúng nữ bất đắc dĩ trắng bọn họ liếc một chút, bật cười lắc lắc đầu. Bọn này vốn cũng không phải là tốt người ma đạo tu giả,
theo Trác Phàm thật sự là càng phát ra ý đồ xấu. Hô, thật dài phun ra một ngụm chọc khí, Tuyên Tông chủ đem chính mình tai nạn xấu hổ ghi lại ở ngọc giản kia về sau, cuối cùng vô lực co quắp ngã xuống đất, hai mắt vô thần, ngọc giản cũng lại cạch một tiếng rơi trên mặt đất. Cười lạnh, Trác Phàm vẫy tay, đem ngọc giản kia cầm trong tay, kiểm tra một phen bên trong nội dung về sau, hết sức hài lòng gật gật đầu. Cứ như vậy, trận chiến này quả nhiên là đánh cho danh chính ngôn thuận, liền địch nhân đều tâm phục khẩu phục. Song Long Viện coi như lại truy cứu, cũng không cần sợ. Cha, minh bạch sự tình tính nghiêm trọng, Tuyên Thiếu Vũ không khỏi khóe miệng một xẹp, nhìn về phía Tuyên Tông chủ buồn bã nói. Tuyên Tông chủ lộ ra cái yên tâm nụ cười, tiếp lấy nhìn về phía Trác Phàm, trong nháy mắt trầm xuống sắc mặt, lạnh lùng nói Trác Phàm, hiện tại ngươi hài lòng đi. Ha ha ha, đương nhiên, làm phiền Tuyên Tông chủ. Cười nhẹ gật gật đầu, Trác Phàm chợt đến trong mắt ngưng tụ, lộ ra một cỗ trần trụi sát ý, hét lớn lên tiếng, người tới, cho ta đem Huyền Thiên Tông đệ tử lại diệt một nửa. Vâng, mọi người cùng nhau hét lớn một tiếng, khom người nói. Trác Phàm cũng là một cái lắc mình, đi vào Tuyên Thiếu Vũ bên người, tại cái kia tràn đầy kinh khủng dưới ánh mắt, đưa tay một thanh nắm được hắn cái cổ, đem hắn hung hăng giơ lên. Tuyên Thiếu Vũ thì là đỏ bừng cả khuôn mặt, không thở nổi, gầy yếu thân thể dùng lực đập lấy Trác Phàm, lại là như một con gà con đang không ngừng mổ lấy mãnh hổ ra lông một dạng, một chút trứng dùng đều không có. Trong mắt nhịn không được hung hăng co rụt lại, Tuyên Tông chủ bất giác quá sợ hãi, Trác Phàm, ngươi làm gì, chúng ta không phải đã nói. Hừ, ma đạo không tín, ngươi chưa từng nghe qua sao? Bất giác suy cười một tiếng, Trác Phàm một mặt khinh bỉ nói, các ngươi mỗi ngày mắng ma đạo kẻ xấu, ma đạo cuồng đồ không thể tin, nhưng kết quả là thế mà lại cùng chúng ta ma đạo bàn điều kiện, có phải hay không quá châm chọc? Còn lại ma sách tông mọi người thấy, cũng không thấy cùng nhau cuồng cười ra tiếng, mỉa mai không thôi. Thân thể hung hăng run run động một cái, Tuyên Tông chủ muốn tiến lên ngăn cản, nhưng lại vừa mới nhích người, liền bỗng dưng lại phun một ngụm đỏ thẫm máu tươi, buồn vô cớ ngã xuống, chỉ có thể khóe mắt mà nhìn xem Trác Phàm cái kia ma trưởng tại chính mình nhi tử cái cổ ở giữa chậm rãi co vào, mà bất lực. Tà dị cười một tiếng, Trác Phàm thật sâu nhìn lấy hắn, mở miệng yếu ớt, Tuyên Tông chủ. Ta Trác Phàm không bao giờ làm mua bán không vốn, càng thêm sẽ không bồi. Lần này xuất binh Huyền Thiên Tông, chúng ta thế nhưng là tổn binh hao tướng rất nhiều nhân mã. Không khỏi ngày sau các ngươi cho ta quấy rối, ha ha. Xin lỗi, lần này ta nhất định muốn đem bọn ngươi đánh cho tàn phế không thể. Bất quá ngươi yên tâm, xét thấy Song Long Viện quan hệ, ta sẽ không đem các ngươi diệt tông, cũng sẽ không tổn thương ngươi Tuyên Tông chủ, không phải vậy khối ngọc này giản thì không có tác dụng gì. Ha ha ha. Một tiếng càn rỡ cười to, Trác Phàm ánh mắt lộ ra tránh thức vẻ dữ tợn, bóp lấy Tuyên Thiếu Vũ cái kia thiết trưởng phía trên lực đạo cũng càng lúc càng lớn. Tuyên Tông chủ nhìn đến khóe mắt, thân thể không chỗ ở run rẩy, chặn lại nói, chờ một chút, Trác Phàm, người muốn giết hắn người không quan trọng, giết bao nhiêu ta đều sẽ không để ý, nhưng mời ngươi thả nhi tử ta, lão phu chỉ có cái này một con một. Cắt, còn nhất tông chi chủ đây. Kết quả là còn không phải đem chính mình nhi tử đem so với tông môn tương lai còn nặng. Nghe được lời này, tất cả mọi người bất giác bĩu môi, một mặt khinh thường nhìn lấy hắn, khóe môi nhếch lên cười lạnh. Hàn Thiên Ảnh ở một bên nhìn đến, cũng là bất đắc dĩ thở dài, tiếp lấy nhẹ nhàng đi vào Sở Khuynh Thành bên cạnh, sâu xa nói, Khuynh Thành sư muội, người cái kia hắn quả nhiên lợi hại, liền tông chủ đều bị hắn đùa bỡn đến tình trạng như thế, thân bại danh liệt, thật không đơn giản. Bất quá thủ đoạn này, lại là quá ác điểm, dù sao. Cái này Huyền Thiên Tông cũng là chúng ta đã từng chỗ, nơi này còn có rất nhiều sư đệ sư muội. Hàn Thiên Ảnh không có tiếp tục nói hết, nhưng là ý tứ đã rất rõ ràng, hy vọng Sở Khuynh Thành có thể mở miệng cầu tình. Nhất tướng công thành vạn cốt khô, xưa nay quân vương đều tịch mịch. Mí mắt hơi hơi run run, Sở Khuynh Thành trong lòng thầm than, bất đắc dĩ thở dài một hơi, lại là có chút do dự. Đồng dạng làm qua Hoa Vũ lâu lâu chủ nàng, tự nhiên minh bạch loại này thế lực ở giữa tranh phong tàn khốc. Hôm nay ngươi như nhân từ nương tay, ngày khác tất nhiên di hận chung thân. Hoa Vũ lâu sớm đã ăn qua không ít dạng này thua thiệt, cho nên nàng lớn nhất có thể hiểu được Trác Phàm. Nam nhân này cũng không phải là trời sinh thì ác độc như vậy, mà chính là vì tự vệ, chỉ có thể như thế. Nàng hôm nay vì Huyền Thiên Tông cầu tình không khó, chỉ là cái này vừa mở miệng.
sợ rằng sẽ vì Trác Phàm sau này chôn xuống tai họa ngầm, đây là nàng tuyệt không nguyện ý nhìn đến. Cho nên, cho dù nhìn đến Hàn Thiên Ảnh, Thủy Nhược Hoa chờ một đám nữ tử khát vọng ánh mắt nhìn lấy nàng, nàng nhưng như cũ do dự không thôi, không có mở miệng dự định. Sở Khuynh Thành. Bỗng nhiên, một tiếng tê minh vang lên, âm thanh chấn thương khung, mọi người sững sờ, quay đầu nhìn qua, lại chính gặp cái kia Tuyên Tông chủ nằm dạp trên mặt đất, thân thể hướng Trác Phàm chỗ đó, nhưng một đôi cầu xin ánh mắt, lại thẳng tắp nhìn chằm chằm Sở Khuynh Thành phương hướng. Khuynh Thành, lúc trước ngươi phải cứu nha đầu kia tánh mạng, nguy nan trước mắt là lão phu ra tay giúp đỡ, mà điều kiện chính là muốn ngươi nhập ta Huyền Thiên Tông, cứu ta nhi tánh mạng, đây là chúng ta hiệp định, ngươi không nên quên. Hiện tại Trác Phàm bởi vì ngươi mà dẫn xuất ta tông đại tai, lão phu không yêu cầu xa vời ngươi lại thực hiện ngày đó ước định, nhưng tốt xấu bảo vệ con ta giờ phút này tánh mạng đi. Cái gì, Khuynh Thành vậy mà biết tất cả mọi chuyện. Không khỏi sững sờ, Thủy Nhược Hoa bất khả tư nghị nhìn về phía Sở Khuynh Thành, kinh dị lên tiếng, chẳng lẽ nói. Ngươi ngay từ đầu liền chuẩn bị hy sinh. Không sai, nàng cùng các ngươi không giống nhau, nàng biết tất cả mọi chuyện. Bởi vì nàng thiếu lão phu để cho nàng làm cái gì, nàng đều phải làm. Hung hăng khẽ cắn môi, Tuyên Tông chủ hét lớn lên tiếng, Thủy Tri Ân, làm suối tuôn tương báo. Người đáp ứng ban đầu sự tình, bởi vì lại gặp đến tiểu tử này, mà lúc này bội ước, lão phu không truy cứu. Người muốn gặp tiểu tử này một mặt, lại thực hiện ước định, lão phu cũng đáp ứng ngươi. Nhưng bây giờ, cái này ước định rất rõ ràng không có cách nào thực hiện. Lão phu trả lại ngươi tự do thân chính là. Cũng chỉ cầu ngươi, để Trác Phàm thủ hạ lưu tình, thả. Soạt. Tuyên Tông chủ lời còn chưa nói hết, Sở Khuynh Thành trầm mặc không nói, cũng không nói chuyện. Thế nhưng là, nhưng nghe một tiếng vang nhỏ phát ra, Tuyên Thiếu Vũ thân thể đã là hoàn toàn rơi xuống mặt đất, thống khổ đỏ lên mặt, nằm dạp trên mặt đất kịch liệt ho khan. Trác Phàm chậm rãi buông ra bàn tay, sắc mặt bình tĩnh. Tiếp lấy không có nhìn cái kia hai cha con liếc một chút, xoay người lại đến Sở Khuynh Thành trước mặt, dựng vào bả vai hắn, chậm rãi rời đi, đồng thời hét lớn một tiếng đắt đỏ kêu lên, tất cả Ma Sách Tông người nghe lệnh, rút lui. Ây, Huyền Thiên Tông người không giết sao? Bọn họ còn có hơn 100 hóa hư cao thủ còn có thể thở dốc đây, đợi thương thế khôi phục, lại là. Dương Sát không khỏi sững sờ, một mặt kỳ quái nói. Thế nhưng là Trác Phàm chỉ là nhẹ nhàng ôm lấy Sở Khuynh Thành đầu vai, đạm mạc mở miệng ta nói, rút lui. Trận chiến tranh này, kết thúc. Lẫn nhau nhìn một chút, mà Sách Tông mọi người đều là một mặt mê mang, tiếp lấy bất đắc dĩ nhún nhún vai, cũng theo Trác Phàm bóng lưng rời đi nơi này, dần dần đi xa. Sư phụ, người về sau tự giải quyết cho tốt, ta cùng Khuê Lang đi. Hàn Thiên Ảnh mang theo Thủy Nhược Hoa, Đan Nhi hai nữ. Một lần cuối cùng đi vào Tuyên Tông chủ bên cạnh, liếc hắn một cái về sau, bất đắc dĩ lắc đầu, thở dài rời đi nơi này. Tuyên Tông chủ ánh mắt híp lại, ria mép loạn vểnh lên, lại là không nói gì, chỉ là một khuôn mặt âm trầm đáng sợ. Chỉ có Tuyên Thiếu Vũ, tại kịch liệt ho khan sau một hồi, mới khôi phục lại, nhìn về phía nơi xa đã dần dần rời đi Trác Phàm hai người thân ảnh, không khỏi hung hăng khẽ cắn môi, oán độc nói, phụ thân, thù này, chúng ta nhất định muốn. Im miệng, vội vàng khoát tay che miệng hắn, Tuyên Tông chủ cẩn thận từng ly từng tí nhìn xem Trác Phàm cái kia chậm rãi biến bóng người nhỏ bé, gặp hắn không có bất kỳ cái gì động tác, dường như không nghe thấy giống như vẫn như cũ đi bộ nhàn nhã, mới thở dài một hơi, yên lòng, tiếp lấy vừa hung ác trừng Tuyên Thiếu Vũ liếc một chút, mắng, không muốn sống, nói vớ nói vẩn cái gì. Tiểu tử kia vừa mới xem ở Sở Khuynh Thành trên mặt mới không có đem nơi này đuổi tận giết tuyệt, nếu không mà nói. Khuynh Thành sư muội, mi đầu hơi hơi run run, Tuyên Thiếu Vũ mặt mũi tràn đầy không cam lòng, nghiến răng nghiến lợi nói, ta tuyệt sẽ không để cho nàng rơi xuống cái này ma đạo tiểu tử trong tay, một ngày nào đó ta lại muốn đem nàng cướp về. Mí mắt run lên, Tuyên Tông chủ thật sâu nhìn hắn đứa con trai này liếc một chút, khẽ gật đầu, trong mắt bỗng dưng lóe qua một đạo kiên quyết, trong lòng thầm nghĩ, yên tâm đi Thiếu Vũ, một ngày này sẽ tới. Chí ít, người bệnh còn cần nha đầu kia đến trị. Một phương diện khác, Trác Phàm cùng Sở Khuynh Thành dắt tay hướng Huyền Thiên Tông đi ra ngoài, khóe môi nhếch lên đạm mạc mỉm cười, phía sau bọn họ thì là theo chân một đám bóng đèn, còn rất không tự giác xích lại gần trước người bọn họ. Sở Khuynh Thành trên mặt có chút thần sắc lo lắng, được một chút về sau, mới cuối cùng nhìn về phía Trác Phàm, đạm mạc lên tiếng, buông tha bọn họ thật tốt sao?
Có lẽ về sau, cái này đối ngươi lại là cái uy hiếp. Đúng vậy a, Trác quản gia, ta cảm thấy chúng ta vẫn là đem bọn họ toàn diệt a. Tựa như ngươi nói, Trung Châu đã bắt đầu hành động, song Long Viện không để ý tới những thứ này. Vậy ngươi thì sai. Dương Sát rất không biết thời thế tiếp cận đến, theo đề nghị, cũng là bị Trác Phàm một trận cười nhạo nói, ta hù lão gia hỏa kia, ngươi cũng sẽ tin sao. Trung Châu sự tình, hiện tại chỉ là một hình bóng thôi, người nào đều không có chứng thực. Ta nhờ vào đó nói sự tình, cũng liền hù dọa một chút hắn. Nếu là Trung Châu bình yên vô sự, Song Long Viện xử lý lên sự kiện này lời nói, cũng sẽ không mềm tay. Cho nên chúng ta như thế nào đi nữa, cũng không thể không nhìn Song Long Viện quy tắc, miễn cho dẫn lửa thiêu thân. Dương Sát nghe này, gật gật đầu, tiếp lấy Trác Phàm vừa nhìn về phía Sở Khuynh Thành, trịnh trọng nói, Khuynh Thành, Huyền Thiên Tông năm đó xác thực tính toán đối với chúng ta có ân, phần này nhân nghĩa ta giúp ngươi báo lên. Không, hẳn là ta tự mình báo mới đúng, dù sao năm đó ngưng nhi sự tình vốn là ta. Ngươi sự tình, chính là ta sự tình. Lúc này, Sở Khuynh Thành một mặt kiên định nói. Thật sâu liếc nhìn nàng một cái, Trác Phàm cũng hơi hơi gật gật đầu, cười khẽ một tiếng, không sai, vậy ngươi sự tình, cũng là ta chuyện. Ngươi tại Huyền Thiên Tông phần này ràng buộc, ta giúp ngươi đoạn, tuyệt sẽ không có hại trong lòng ngươi nhân nghĩa. Nhưng là cứ như vậy, ngươi. Ta vốn là ma đạo, chỗ có cửu án để ta tới gánh vác cũng không quan trọng. Nhìn lấy Sở Khuynh Thành lo lắng ánh mắt, Trác Phàm từ chối cho ý kiến khẽ cười một tiếng, sau đó thật sâu nhìn về phía nàng, kiên định nói, về sau có ta ở đây, tuyệt sẽ không để cho ngươi lại thụ nửa phần ủy khuất. Không khỏi khẽ giật mình, Sở Khuynh Thành thật sâu nhìn về phía Trác Phàm rất lâu, mới hạnh phúc gật đầu, đem đầu chậm rãi khoác lên trên vai hắn, tâm tình là bình tĩnh như vậy. Dường như lại trở lại năm đó, Hoa Vũ Thành cái kia mảnh phế tích đồng dạng, phương viên trăm dặm. Chỉ có hai người. Ta dựa vào, người nào tại thanh tú ân ái, thật sự là lóe mù ta cái này 24 khắc hợp kim titan mắt chó, thực sự quá chói lóa mắt. Bỗng nhiên, Dương Sát kêu to một tiếng, che hai mắt, mười phần khoa trương gào hô. Người khác gặp này, đều là cười khẽ một tiếng, vẻ mặt mập mờ nhìn về phía Trác Phàm hai người, đều cười rộ lên. Trác Phàm nhìn về phía Sở Khuynh Thành lại là bất đắc dĩ nhún nhún vai, cười khẽ một tiếng, không có cách. Xem ra chúng ta đến mau chóng vứt bỏ đám này đuôi mù đồ vật mới được, không phải vậy quá mất hứng. Bất giác cười một tiếng, Sở Khuynh Thành cười không nói. Thế mà, ngay tại lúc này, hét lớn một tiếng lại là đột nhiên vang lên, ngay sau đó, một đạo thân ảnh quen thuộc mang lấy mấy vạn thân hình mỏi mệt hộ vệ ngay tại vội vã hướng bọn họ nơi này chạy đến, lại là Lạc Vân Hải mọi người không thể nghi ngờ. Trác đại ca, chúng ta đánh thắng. Lạc Vân Hải đám người đi tới trước người. Không khỏi khuôn mặt vui vẻ mà nói. Kiêu ngạo mà đính đính lồng ngực, Cổ Tam Thông đắc ý nói, đó là đương nhiên, tiểu gia xuất mã, còn có cái gì là giải quyết không được. Muốn chỉ trách lão cha thả ta đi ra quá muộn, không phải vậy tiểu gia sớm liền đem bọn hắn đều xử lý. Ách, thì ra là thế, là ngươi xuất thủ a, khó trách như thế thẳng thắn thoải mái, địch bạn không phân, ngay cả ta Lạc gia mấy ngàn cao thủ cũng cho đánh chết. Trên đầu một đầu mồ hôi đổ như thác rơi xuống, Lạc Vân Hải nhìn lấy Cổ Tam Thông cái kia dương dương đắc ý khuôn mặt nhỏ, lại là dở khóc dở cười, khen tiểu tam tử thật sự là càng ngày càng lợi hại, làm cho người bội phục không thôi a, chỉ là lần sau ngài trước khi động thủ, có thể hay không trước cho chúng ta chào hỏi. Hả? Không khỏi sững sờ, Cổ Tam Thông không rõ ràng cho lắm, bọn người lại là bật cười một tiếng, bất đắc dĩ lắc đầu. Vật nhỏ này... Chính mình lớn bao nhiêu lực sát thương, chính mình không biết sao. Để ngươi lên tiếng chào hỏi, cũng là thuận tiện chính chúng ta người trốn đi a. Bất quá nhìn Cổ Tam Thông vẫn không hiểu, Lạc Vân Hải liền cười một tiếng, không đi điểm phá, miễn cho lại chọc giận người này thì không tốt. Trác đại ca. Đón lấy, Lạc Vân Hải lại nhìn về phía Trác Phàm, sắc mặt nghiêm một chút nói, tuy nhiên trận chiến này không cần lại đánh bất ngờ chân bảo khố. Dù sao hiện tại bọn hắn tại tiểu tam tử một cái đại chiêu dưới, liền người đều đứng không dậy nổi, cũng không có cách nào vận dụng chân bảo khố linh binh. Bất quá nếu là chiến tranh, cũng nên có chiến lợi phẩm, cho nên chúng ta vẫn là đi chân bảo khố cướp sạch một phen. Mi đầu lắc một cái, Ma Sách Tông mọi người nghe xong lời ấy, lúc này trong lòng ngứa lên. Dù nói thế nào, Huyền Thiên Tông cũng là mấy ngàn năm số lượng lớn, chân bảo khố bên trong nhất định linh lang đầy rẫy, nhiều vô số kể.
Bọn họ đánh thắng trận chiến, thế mà vào xem thắng lợi vui sướng, thế mà không nghĩ tới đi vơ vét một phiếu, thật sự là quá mẹ hắn nhược trí. Sau đó Dương Sát đầu tiên nhảy ra, chặn lại nói ai, thế Tục gia tộc người gia chủ kia a, mọi người mặc dù là đồng minh, nhưng thân huynh đệ tính sổ sách rõ ràng, chúng ta xuất công xuất lực ra đến nhiều nhất, cái kia trong bảo khố bảo bối, chúng ta có thể được cầm đầu a. Ha ha ha, yên tâm đi, chúng ta lần này chỉ vì viện trợ Trác đại ca mà thôi, cái kia chân bảo khố đồ vật toàn cho các ngươi cũng không quan trọng. Bất giác khẽ cười một tiếng, Lạc Vân Hải mười phần bụng lớn vẫy vẫy tay. Lông mày nhíu lại, Dương Sát một mặt tán thưởng gật đầu, tiểu tử này, có ánh mắt a, cũng thật trượng nghĩa, xuất công không cần tiền, thiên hạ chỗ nào có thể tìm xong minh hữu a. Còn lại trưởng lão cũng là ào ào gật đầu tán thưởng, đối cái này Lạc gia hảo cảm càng tăng lên. Trác Phàm nhìn lấy cái này một đám giúp tính toán chi ly lão gia hỏa, bất đắc dĩ lắc đầu, tiếp lấy nhìn về phía Lạc Vân Hải nói, Vân Hải, Lạc gia lần này dốc sức giúp đỡ, ta sẽ bổ khuyết. Trác đại ca cái này khách khí, chúng ta thế nhưng là người một nhà a, nói cái gì bổ khuyết không bổ khuyết. Chậm rãi khoát khoát tay, Lạc Vân Hải từ chối cho ý kiến, ngay sau đó lại là sắc mặt nghiêm một chút, vô tình hay cố ý nhìn Sở Khuynh Thành liếc một chút về sau, nghiêm nghị nói, Trác đại ca, chỉ là chúng ta tại cái kia chân bảo khố bên trong tìm tới một ít gì đó, hy vọng ngươi có thể xem qua một chút. Lông mày nhíu lại, Trác Phàm một mặt kỳ dị nói, thứ gì? Không nói gì. Lạc Vân Hải cho bên cạnh Cửu Viêm Hải đưa cái ánh mắt, Cửu Viêm Hải liền xuất ra một chiếc nhẫn, cung kính đưa lên. Trác Phàm tiếp nhận, tâm niệm nhất động, đem trong giới chỉ đồ vật xuất ra, lại là ba khối ngọc giản. Thần thức xuyên vào, Trác Phàm tỉ mỉ xem khối thứ nhất ngọc giản, không khỏi sững sờ, Chu Thiên Cang Long trận. Không sai, chính là cái kia Chu Thiên Tứ lão chỗ bố trí trận pháp. Nhìn chằm chằm hắn, Lạc Vân Hải bình tĩnh nói, người xuống chút nữa xem đi. Trên mặt hơi nghi hoặc một chút, Trác Phàm tiếp tục xem khối thứ hai ngọc giản, lại là chợt mà nói, Chu Thiên Tứ Nguyên trận. Không tệ, đây là từ Chu Thiên Cang Long trận diễn biến mà đến. Cửu Viêm Hải nhìn Trác Phàm liếc một chút, thận trọng nói, Trác quản gia, ngài lại nhìn khối thứ ba. Ánh mắt hơi hơi nhất hư, Trác Phàm thật sâu nhìn hai người liếc một chút, tựa hồ cũng là đáy lòng có chút kỳ quặc, liền lần nữa đem tâm thần chìm vào khối thứ ba trong ngọc giản. Thế nhưng là hắn chỉ là nhìn một chút, liền bỗng dưng giật mình, tiếp lấy trong mắt lóe lên trần trụi hung mang. Sau đó một cái lắc mình, đã là biến mất không thấy gì nữa. Mọi người sững sờ, không rõ ràng cho lắm. Mà tại cách đó không xa, Tuyên Tông chủ chậm rãi đỡ dậy nhi tử, cho Tuyên Thiếu Vũ cho ăn một khỏa liệu thương đan dược về sau, trong mắt tinh quang lóe lên, bình tĩnh nói, Thiếu Vũ, ngươi yên tâm đi, cái kia Sở Khuynh Thành. Cha nhất định sẽ cho ngươi đoạt lại. Bạch. Thế mà, còn không đợi hắn nói tiếp, một đạo hắc ảnh đã là đột nhiên xuất hiện tại bọn hắn trước mắt, tiếp lấy không nói hai lời, nhất quyền nện xuống. Ầm ầm. Chỉ là trong nháy mắt công phu, Tuyên Tông chủ cùng Tuyên Thiếu Vũ cũng không kịp phản ứng là chuyện gì xảy ra, Tuyên Thiếu Vũ toàn bộ thân thể đã là trong nháy mắt vỡ vụn, hóa thành một mảnh dòng máu tán loạn tứ phương. Đầm đìa huyết nhục nện ở Tuyên Tông chủ cái kia thế sự xoay vần mặt già bên trên. Lại là để hắn bỗng dưng ngây người. Mà trước mặt hắn, là một chương tối tăm mà tà dị khuôn mặt, lại chính là Trác Phàm không thể nghi ngờ. Ngươi, bờ môi khẽ run, Tuyên Tông chủ trong mắt xẹt qua óng ánh nước mắt, lại là không biết nên mở miệng như thế nào. Dường như cuống họng đã nghẹn ngào, rốt cuộc nói không ra lời. Lạnh lùng nhìn lấy hắn, Trác Phàm trên mặt cũng là không có chút nào biểu lộ, chỉ là thản nhiên nói, Tuyên Tông chủ, lúc trước ngưng nhi nhiều chuyện tạ. Lần này ta buông tha Huyền Thiên Tông, toàn bộ làm như hồi báo. Nói, Trác Phàm mặt không biểu tình, chậm rãi đi qua trước người hắn, thẳng tắp hướng Sở Khuynh Thành mọi người phương hướng đi đến. Tuyên Tông chủ thì là tóc trắng phơ trong gió lộn xộn, thân thể hơi hơi run run, lại là trong mắt một mảnh mê mang. Hắn không hiểu, vì sao Trác Phàm cảm tạ hắn năm đó cứu cái kia nữ hài, còn lại trở về đầu tới giết hắn duy nhất con một. Nhìn lấy cái này một chỗ dòng máu. Tuyên Tông chủ cuối cùng quỳ rạp xuống đất, ngửa mặt lên trời thét dài lên tiếng, kêu thê lương thảm thiết, thẳng vào nhân tâm phổi, người nghe đều là bi thương không thôi. Trác Phàm chậm rãi trở lại mọi người trước người, mọi người đều là vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, vì sao vị này Trác quản gia đầu tiên là buông tha cái kia Tuyên Thiếu Vũ, hiện tại lại trở về đi bắt hắn cho giết đâu.
chỉ có Lạc Vân Hải bọn người minh bạch đây hết thảy, một mặt trầm mặc nhìn lấy hắn. Vân Hải, đem vật kia hủy, ta không hy vọng có người gặp lại cái kia đồ chơi. Nhẹ liếc Lạc Vân Hải liếc một chút, Trác Phàm đạm mạc lên tiếng. Hơi hơi gật gật đầu, Lạc Vân Hải trịnh trọng đáp ứng. Yên lòng cười cười, Trác Phàm đi vào Sở Khuynh Thành trước mặt, bao quát nàng vòng eo, mang theo nàng rời đi. Sở Khuynh Thành một mặt không hiểu, thỉnh thoảng quay đầu nhìn một chút Lạc Vân Hải phương hướng, nghi nói thế nào, đó là vật gì? Không có gì, không cần đi để ý. Chậm rãi lắc đầu, Trác Phàm từ chối cho ý kiến, chỉ là trầm ngâm sau một lúc, nói khẽ, Khuynh Thành, người có người nhân nghĩa, ta sẽ thủ hộ đến cùng, tất cả tội ác cùng phẫn hận đều để ta tới gánh vác. Nhưng là, nói đến đây, Trác Phàm hung hăng khẽ cắn môi, kiên định nói, nếu là có nguy hiểm để mắt tới ngươi, bất luận cái gì nguyên tắc, bao quát ta nói, ta đều có thể đánh nát. Không khỏi khẽ giật mình, Sở Khuynh Thành thật sâu nhìn lấy hắn, ngốc rất lâu, lại là cười một tiếng, chậm rãi tựa ở hắn đầu vai, nhắm mắt lại, trong lòng một trận ngọt ngào. Ta cũng không muốn để ngươi vì ta từ bỏ tất cả, chỉ muốn giúp ngươi đạp vào trong lòng đỉnh phong. Sa nghiêng nhìn mọi người dần dần từng bước đi đến bóng người, tất cả mọi người không hiểu ra sao, tiếp lấy liền đồng loạt nhìn về phía Lạc Vân Hải phương hướng, Dương Sát càng là đùa cười một tiếng, một mặt hiếu kỳ nói, cái kia. Lạc gia chủ, ở trong đó đến tột cùng cái quái gì? Ngươi không nên biết đồ chơi. Sắc mặt nghiêm một chút, Lạc Vân Hải nhìn về phía tất cả mọi người nói, đây là Trác đại ca muốn tiêu hủy đồ vật, người nào cũng không thể nhìn, nếu không. Vị kia Huyền Thiên Tông thiếu chủ hạ tràng. Ách, thân thể bất giác trì trệ, mọi người đều là vội ho một tiếng, từ chối cho ý kiến nghiêng đầu đi, theo Trác Phàm hai người đi. Đã thứ này nguy hiểm như vậy, bọn họ coi như lại hiếu kỳ cũng phải nhẫn lấy, trừ phi bọn họ không muốn mạng nhỏ. Chờ tất cả mọi người rời đi về sau, Lạc Vân Hải nhìn trong tay ba khối ngọc giản, bất giác thật dài phun ra một ngụm chọc khí, bất đắc dĩ lắc đầu, không linh thể chất. Bao nhiêu người hâm mộ tu luyện chi thể, thần một dạng trợ công, lại dẫn đến đại họa như thế. Bất quá không thể không nói, cái này Chu Thiên Tứ lão thật đúng là kỳ tài, như thế kỳ dị trận thức đều có thể sáng tạo đến ra a. Bất giác khẽ cười một tiếng, Cửu Viêm Hải lại là một mặt tán thán nói, theo Chu Thiên Cang Long trận, đến Chu Thiên Tứ Nguyên trận, hiện tại lại ra như thế cái. Ha ha ha, chắc là vì cái kia tông chủ thiếu gia lượng thân thể định chế. Hơi hơi gật gật đầu, Lạc Vân Hải cũng là thở dài lên tiếng, đúng vậy a, bằng không Trác đại ca làm sao lại đột nhiên nuốt lời, đem vừa mới thả đi cái kia đại thiếu lại cho làm thịt đâu. Có thể nói, chỉ cần có hắn tại, Huyền Thiên Tông thì sẽ không bỏ qua Khuynh Thành tỷ như thế một cái luyện công đỉnh lô. Bất quá cho dù không có hắn tại, không thể nói được trên đời còn có người cần dạng này đỉnh lô đâu. Trong mắt tinh quang lóe lên, Cửu Viêm Hải thăm thẳm lên tiếng. Không sai gật đầu. Lạc Vân Hải nghiêm nghị nói, cho nên Trác đại ca mới phải triệt để hủy nó, miễn cho di họa nhân gian. Phải biết, đây chính là lấy mạng đổi mạng trận thức a. Nghe được lời này, Cửu Viêm Hải cũng là một mặt ngưng trọng gật đầu, sau đó đem cái kia ba mảnh ngọc giản hợp lại cùng nhau, trong tay bắt đầu phát lực. Cuồn cuộn nhiệt độ cao, ngăn không được phát tán đi ra, nếu là phổ thông đánh nát ngọc giản, chỉ sợ sẽ làm cho người có quyết tâm phục hồi như cũ, để lão phu đưa nó triệt để chôn vùi. Thế mà, còn không đợi hắn động thủ, một bóng người xinh đẹp lại là bỗng nhiên xuất hiện tại bọn hắn trước mặt, vội vàng nói chậm đã. Khuynh Thành tỷ, Khuynh Thành cô nương. Hai người thấy một lần, không khỏi sững sờ, cùng nhau kêu lên, ngươi làm sao lại xuất hiện ở đây? Nửa canh giờ về sau, Trác Phàm cho Hàn Thiên Ảnh cùng Thủy Nhược Hoa mở ra trên thân cấm chế, hai người liền lập tức mở ra tông môn kết giới, mà sách tông cùng Lạc ra cả đám các loại. Liền dơ lên người bị thương, thu thập đồng bạn thi thể, rời đi nơi này. Bởi vì sớm đã mở ra Sở Khuynh Thành cấm chế, mà Sở Khuynh Thành tựa hồ còn có chuyện gì, cùng Trác Phàm nói một tiếng liền rời đi, cho nên đợi tất cả mọi người rốt cục đi ra kết giới này về sau, Trác Phàm vẫn như cũ đứng bình tĩnh tại địa điểm lối ra, chờ lấy Sở Khuynh Thành trở về. Bạch. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Đột nhiên, một bóng người xinh đẹp lóe qua. Sở Khuynh Thành cái kiệu uyển chuyển dáng người xuất hiện lần nữa tại Trác Phàm trước người, khóe môi nhếch lên nhàn nhạt nụ cười, ta trở về. Trở về liền tốt, chúng ta đi thôi. Hơi hơi gật gật đầu, Trác Phàm chậm rãi hướng về phía trước, chăm chú dắt lên người ngọc cánh tay mềm,
chậm rãi đi ra ngoài. Sở Khuynh Thành gặp này, bất giác sững sờ, cười nói, chẳng lẽ ngươi không muốn biết ta vừa mới đi làm gì không? Ha ha ha, bất luận ngươi đi làm gì, chỉ cần không có nguy hiểm, ta đều duy trì, cũng bất quá hỏi. Mỉm cười, Trác Phàm một mặt thoải mái, ôn nhu nói, ngươi là thê tử của ta, cũng không phải là ta cấp dưới, cũng không phải ta phạm nhân, ngươi có ngươi tự do. Thật sâu nhìn Trác Phàm liếc một chút, Sở Khuynh Thành cười một tiếng, hạnh phúc cúi thấp đầu, ám đạo hai người bọn họ quả nhiên cùng chung chí hướng, hắn hiểu chính mình cũng hiểu hắn. Đồng dạng đều thân thể vì ngồi phía trên người hai người, chính mình sự tình xác thực không hy vọng người khác hỏi đến, làm đến tựa như bị giám thị một dạng. Cho nên Trác Phàm sự tình, Sở Khuynh Thành không hỏi, Sở Khuynh Thành sự tình, Trác Phàm cũng bất quá hỏi, đây coi như là hai người ăn ý, cũng coi là tôn trọng. Bất quá, hai người như vậy ăn ý còn không có duy trì vài phút, ba năm bước về sau, Trác Phàm trầm ngâm một chút, vẫn còn có chút không nín được nói ây. Đúng, Khuynh Thành, người vừa mới đến cùng làm gì đi? Phốc, bất giác cười ra tiếng, Sở Khuynh Thành lườm hắn một cái, gắt giọng, người không phải nói không hỏi qua a, làm sao mới một trận công phu lại nuốt lời. Ha ha ha, xin lỗi, trong lòng ta hiểu không cái kia đối người có quá nhiều hạn chế. Bất quá vẫn là không nhịn được muốn tìm tòi nghiên cứu ngươi hết thảy, một chút dấu vết đều không buông tha, cái này loại cảm giác rất phức tạp. Hơi hơi suy nghĩ một chút, Trác Phàm không khỏi bật cười lắc lắc đầu, loại chuyện này ta lần thứ nhất gặp phải, không biết rõ, chỉ là có cỗ không hiểu xúc động đi. Ngươi như không muốn nói coi như a, ta tôn trọng ngươi ý nguyện. Thế mà, còn không đợi hắn nói xong, Sở Khuynh Thành đã là khoát tay chặn lại. Cầm trong tay cái viên kia lôi linh giới tại Trác Phàm trước mặt lắc lắc, cười khẽ một tiếng, nhìn, ta thì vì nó đi. Bị Huyền Thiên Tông cấm chế về sau, ta chữ vật giới chỉ thì bị mất, ta vừa mới cũng là đi tìm nó. Thì ra là thế, việc nhỏ mà thôi, ha ha ha. Đạm mạc gật đầu, Trác Phàm từ chối cho ý kiến cười nói. Sở Khuynh Thành gặp này, lại là trong mắt chừng một cái, trách mắng, cái gì việc nhỏ, đây chính là thiên hạ vẻn vẹn một cặp giới chỉ. Người ta liên hệ với nhau chứng minh, sao có thể tính toán việc nhỏ. Đúng vậy a, thật không nhỏ, ha ha ha. Vội vã gật gật đầu, Trác Phàm cười khẽ một tiếng, trong lòng một trận hạnh phúc ngọt ngào. Hắn tâm lý minh bạch, tuy nhiên đều là lôi linh giới, nhưng chiếc nhẫn này cùng hắn thánh giới khác biệt, chỉ là hắn trước kia luyện khí bài làm của kẻ vụng về này thôi, không có gì chân quý có thể nói. Sở Khuynh Thành coi trọng như thế chiếc nhẫn này. Lại chính là coi trọng giữa bọn hắn tình nghĩa, cái này khiến trong lòng của hắn ấm áp, một mảnh hạnh phúc rào rạt. Thế mà, còn không đợi hắn tiếp tục xa vào tại loại này ôn nhu hương thoải mái bầu không khí bên trong, Sở Khuynh Thành lại là dường như chợt nhớ tới cái gì giống như, mi đầu nhếch lên, cười nhạo nói, đúng, ta vừa mới dường như nói sai, chiếc nhẫn kia cũng không phải một đôi, có vẻ như Lạc đại tiểu thư chỗ đó cũng có một cái. Ách, cái này, thân thể bất giác trì trệ. Trác Phàm trên trán bỗng dưng chảy ra một tia mồ hôi. Khóe miệng xẹt qua một đạo dí dỏm nụ cười, Sở Khuynh Thành mở miệng yếu ớt, ngày sau cái này ba cái giới chỉ bày ở một chỗ, ba người chúng ta liền có thể cuộc sống hạnh phúc cùng một chỗ đi. Ách, Khuynh Thành, nàng cái kia không giống nhau, đó là thân tình. Huống hồ hiện tại cái kia giới chỉ đã truyền cho Vân Hải, làm Lạc gia gia chủ tín vật. A, à, dạng này a, à, cái kia Sương Nhi, Vĩnh Ninh, Liên Nhi. Lôi cô nương. Khóe miệng nhìn không được bỗng nhiên co lại, Trác Phàm bất đắc dĩ nhìn về phía Sở Khuynh Thành, cười khổ nói, Khuynh Thành, người thế nhưng là Hoa Vũ lâu lâu chủ, làm việc rất đại khí. Đúng vậy a, bất quá ta cũng có xúc động thời điểm mà. Ta cũng không phải muốn giám thị hạn chế ngươi, chẳng qua là ban đầu mẫu đơn sư tỷ cho ta phát tới những cái kia truyền tin trong ngọc giản viết không rõ ràng lắm, để ta trong lòng khúc mắc cực kỳ. Hơi hơi lật qua mí mắt, Sở Khuynh Thành ít có lộ ra một bộ tiểu cô nương giống như nghịch ngợm nụ cười. Trác Phàm nghe đến, lại là mi đầu lắc một cái, trong lòng thầm mắng cái kia mẫu đơn một tiếng người nhiều chuyện, sau đó lắc lắc đầu, bật cười liên tục. Cứ như vậy, tại Sở Khuynh Thành luân phiên chất vấn cuồng oanh loạn tạc bên trong, Trác Phàm đủ kiểu cuống cuồng xấu hổ ứng đối dưới, hai người tay nắm tay, cùng đi ra khỏi kết giới này. Giờ khắc này, hai người dường như đều không phải là cao cao tại thượng. Bày mưu tính kế cấp trên, mà là một đôi phổ thông lại phổ thông bất quá ân ái phu thê. Có cãi nhau, có ồn ào, cũng có ngọt ngào.
nhìn lấy hai người thân ảnh dần dần biến mất, phía sau bọn họ, Lạc Vân Hải cùng Cửu Viêm Hải hai người dưới chân do dự theo sát, liếc nhìn nhau, đều là có chút khó khăn. Thật dài thở dài, Lạc Vân Hải nhìn về phía vị này thù cung phụng, cười khổ tiếng nói, chắc đại ca phân phó chúng ta hủy ngọc giản kia, không cho bất luận kẻ nào nhìn đến, kết quả Khuynh Thành tỷ lại đem ngọc giản kia đều xem mấy lần, làm sao bây giờ? Ây, gia chủ, cái này không sao chứ? Rear mép khẽ run, Cửu Viêm Hải suy nghĩ một chút, lại là mỉm cười lấy lắc đầu, chắc quản gia ý tứ, là không muốn sau này lại có người để mắt tới Sở cô nương. Hiện tại ngọc giản kia chúng ta đã tiêu hủy, Sở cô nương cũng không có khả năng chính mình hại chính mình a, không có việc gì. Suy nghĩ một chút, Lạc Vân Hải khẽ gật đầu, thở dài nói, hy vọng như thế đi, bất quá chắc đại ca mệnh lệnh là không cho bất luận kẻ nào nhìn đến, hiện tại Khuynh Thành tỷ nhìn, chúng ta làm như thế nào hồi báo. Sở cô nương không phải nói a, thay nàng giấu giếm, vậy chúng ta thì loại bỏ rơi tốt, dù sao đều là người một nhà, không có gì đáng ngại, ha ha ha. Gãi đầu một cái, Cửu Viêm Hải một mặt cười ngây ngô, rất có cảm xúc nói, gia chủ, lão phu là người từng trải, có lúc có một số việc không thể quá tích cực, cũng không thể giảng được quá rõ. Đợi ngài có gia chủ phu nhân, liền biết cái gì gọi là khó được hồ đồ. Thật sâu nhìn thù lần trước mắt, Lạc Vân Hải suy nghĩ nửa ngày, hơi hơi gật gật đầu. Dù sao Khuynh Thành tỷ cùng Trác đại ca là người một nhà, giúp lão bà giấu giếm lão công một kiện không có ý nghĩa việc nhỏ, không có gì quan trọng. Kết quả là, hai người lần nữa lẫn nhau nhìn xem về sau, cùng nhau gật gật đầu, đã là có chung nhận thức, vội vàng dưới chân tăng tốc, đuổi kịp mọi người tốc độ. Sau đó, tại Sở Khuynh Thành hài lòng trong ánh mắt, lần thứ nhất lừa gạt Trác Phàm một lần. Mà từ đối với hai người tín nhiệm, Trác Phàm cũng tịnh không nghi ngờ, việc này cứ như vậy qua. Thế nhưng là người nào cũng không nghĩ tới, đối với việc này sơ sẩy, đem sẽ trở thành Trác Phàm sau này cả đời tiếc nuối. Ra đến kết giới về sau, mọi người tại cách Huyền Thiên Tông ngoài 10 dặm chỉnh đốn hơn nửa tháng, mới tiếp tục lên đường. Tại trong lúc này, Trác Phàm cho ăn Lệ Kinh Thiên bọn họ ăn vào liệu thương đan dược, trợ bọn họ cấp tốc khôi phục, mà Sách Tông mọi người cũng tại vì thế lần đại chiến cướp đoạt phong phú chiến lợi phẩm mà nhảy cẫng hoan hô. Đến mức cao hứng nhất, tự nhiên là Khuê Lang một nhà, hắn cái kia bảo bối nhi tử Khuê Cương, cũng là bình sinh lần thứ nhất nhìn thấy chính mình thân nương, không khỏi hoàn toàn mắt trợn tròn. Cái kia lúc mới hiểu được, nguyên lai sư phụ nói muốn cho hắn niềm vui bất ngờ, chính là cái này. Sau đó người một nhà đoàn viên về sau, lại là ôm đầu khóc giống, vui khóc liên tục. Thích Cung Phụng nguyên bản cực kỳ phản đối Khuê Lang cùng Huyền Thiên Tông chi nữ kết giao, nhưng lần này cầm xuống Huyền Thiên Tông, đánh ra tông môn uy phong, được đến nhiều như vậy chiến lợi phẩm, lại nhìn tại Trác Phàm trên mặt, vui vô cùng phía dưới, liền cũng không quan tâm. Huống hồ, liền Trác quản gia đều có thể đem chính đạo tông môn nữ tử thu nhập trong phòng, hắn đổ đệ vì sao không thể. Có lẽ dựa vào lần này Huyền Thiên Tông đại thắng công lao, tông chủ thì không so đo đâu. Dù sao, công lớn hơn tội, mọi chuyện đều tốt thương lượng. Cứ như vậy, một nhóm hổ lang chi sư tại chỉnh đốn sau đó, Trác Phàm cũng không có giải tán ý tứ, mà là tiếp tục mang người hướng Ma Sách Tông phương hướng tiến đến, Lạc gia mọi người cũng tất cả đều tại chỗ. Sau cùng, mọi người rốt cục lại trở lại lúc trước cái kia hai phe nhân mã tụ hợp trong hạp cốc, Sương Nhi, Vĩnh Ninh hai nữ, tại Nguyệt Linh, Thích Trường Long mấy cái Trác Phàm thân tín đệ tử bảo vệ dưới, đang nóng nảy chờ đợi lấy. Đợi nhìn đến đại quân nhân mã yên ổn trở về, hai nữ mới không khỏi vui vẻ, hét to lớn tiếng. Riêng là nhìn đến Sở Khuynh Thành mấy người cũng bị yên ổn cứu ra, hai người càng là bỗng nhiên nhào tới, cùng Sở Khuynh Thành một trận tỉ muội tình thâm. Sở Khuynh Thành cũng là lạnh nhạt mỉm cười, cùng hai nữ trò chuyện với nhau thật vui lên. Thế nhưng là, đúng lúc này, mọi người vẫn như cũ đắm chìm trong thắng lợi trong vui sướng lúc, Trác Phàm lại là bất chợt tới đến sắc mặt nghiêm một chút, hét lớn lên tiếng, tất cả mọi người nghe lấy. Chờ xuất phát, trận chiến này vẫn chưa xong đâu. Không khỏi sững sờ, mọi người đều là không rõ ràng cho lắm nhìn về phía Trác Phàm, một mặt mê hoặc. Cái gì đại chiến không xong, Huyền Thiên Tông không thôi bị đánh tàn sao? Đầu tiên, ta có một việc giấu giếm mọi người. Minh bạch trong lòng bọn họ nghi hoặc, Trác Phàm bất chợt tới sắc mặt nghiêm một chút, vội vã đem Sở Khuynh Thành kéo đến trước người nói, lần này công chiếm Huyền Thiên Tông, ta có chính mình tư nhân mục đích. Cũng là cứu ra ta thê tử, lần này đa tạ mọi người thế chân vạc tương trợ.
thật sâu hướng mọi người ôm một cái quyền, Trác Phàm trong mắt lộ ra chân thành tha thiết. Mọi người ngơ ngác chằm chằm hắn nửa ngày, lại là đột nhiên bạo cười ra tiếng, ha ha ha. Trác quản gia, chúng ta sớm nhìn ra, cái kia có gì to tát. Đúng đấy, lấy ngài công huân, trên chiến trường đoạt một nữ nhân trở về, tông chủ sẽ không nói cái gì. Thờ ơ khoát khoát tay, Bạch Cung Phụng cũng là niềm nở cười to. Không khỏi bật cười lắc đầu, Trác Phàm nhàn nhạt quét mọi người liếc một chút, cất cao giọng nói, đây chính là ta muốn hướng các vị sở thuyết khiến một việc, lần này cùng Huyền Thiên Tông chi chiến, tông chủ Tà Vô Nguyệt cũng không biết rõ tình hình, là ta giả truyền thánh chỉ. Ách! Chỉ một thoáng, chúng người thân thể trì trệ, tất cả đều ngây người, một mặt không thể tin nhìn về phía Trác Phàm chỗ đó, trong mắt đều là kinh hãi chi sắc. Giả truyền tông chủ ý chỉ, liền đã là đại tội, thế mà còn đem toàn tông cao thủ điều ra, tấn công một cái khác tông môn, đây quả thực không thể tha thứ a. Tông chủ Tà Vô Nguyệt tính khí, bọn họ đều giải đến rất rõ ràng, việc này tuyệt sẽ không dễ dàng bỏ qua. Trong lúc nhất thời, chúng người thân thể cũng không khỏi đến run rẩy lên. Thấy tình cảnh này, Trác Phàm trong mắt hơi híp, nói ra một câu để tại chỗ tất cả mọi người càng thêm khiếp sợ không hiểu lời nói. Dường như một quả bom tấn giống như, tại trong đầu mọi người bên trong nổ tung. Cho nên, chúng ta sau đó phải làm chính là, phản công Ma Sách Tông, đoạt quyền đoạt vị. T. Bất giác hung hăng hít vào một ngụm khí lạnh, tất cả mọi người nghe được câu này, đều mẹ hắn mắt trợn tròn. Cái này rõ ràng nhất muốn tạo phản A, vẫn là tại đánh xuống một tòa khác tông môn về sau, thì lập tức trở về đánh tông môn của mình. Tất cả Ma Sách Tông cao thủ. Chỉ sợ nằm mơ cũng không nghĩ tới, lần này ra tông về sau, lại trở về vậy mà biến thành phản đồ. Mọi người mặc dù là ma đạo tu giả, nhưng đối tông môn độ trung thành vẫn là có, trong lúc nhất thời đều là khó có thể tiếp nhận. Đừng nói là bọn họ, liền xem như Hàn Thiên Ảnh cái này ngoại nhân, nghe đến Trác Phàm lớn mật như thế hô quát về sau, cũng là không khỏi ngây người. Đón lấy, nàng chậm rãi rời bước loạn choạng, đi vào Sở Khuynh Thành trước người. Chỉ ngây ngốc mà thấp giọng thì thầm nói, sư muội, nam nhân của ngươi thật bá khí, đối tông môn của mình lại còn nói phản thì phản, còn mang theo một phiếu trưởng lão cung phụng cùng một chỗ phản. Đoán chừng bọn họ hiện tại chính hối hận, giống như ngu ngốc bị chồng của ngươi đùa bỡn trong lòng bàn tay đi. Sư tỷ, Trác Phàm không phải truy đuổi danh lợi người, hắn bất quá tự vệ a. Bất đắc dĩ lắc đầu, Sở Khuynh Thành thở dài. Trầm ngâm một chút. Hàn Thiên Ảnh cũng không sai gật gật đầu, cũng thế, giả truyền tông chủ chi ý phát động hai tông đại chiến, vốn là đi quá giới hạn chi tội, chết chắc. Hắn hiện tại nếu không phản, coi như không chết cũng là trung thân bị Ma Sách Tông truy sát vận mệnh. Chỉ là kết quả này tất cả mọi người hiểu, lại không phải tất cả mọi người có thể giống hắn như vậy phản đến như thế quả quyết, hắn là cái biết mình nên làm cái gì người. Nào giống nhà ta khuê lang, cho hắn cái gan hùm mật gấu, đoán chừng đều không dám làm như thế. Bất giác khẽ cười một tiếng, Sở Khuynh Thành đạm mạc gật đầu, sau đó nhìn về phía Trác Phàm cao ngất kia bóng người, kiên nghị khuôn mặt, trong mắt đều là nồng đậm yêu thương. Nàng Sở Khuynh Thành phu quân, nhất định là cái này anh hùng phóng khoáng anh kiệt mới có thể làm được. Bất luận chỗ hắn tại loại nào tình cảnh, trong mắt của hắn chưa bao giờ thất bại mù mịt. Lạnh lùng quét vào chàng tất cả mọi người khuôn mặt liếc một chút, nhìn lấy bọn hắn cái kia do dự không chỉ bộ dáng, Trác Phàm trong lòng không sai. Đạm mạc mở miệng thực. Việc này nếu là có thể hòa bình giải quyết, ta cũng không muốn làm ra cái này đại nghịch bất đạo sự tình. Mọi người cũng biết, ta là muốn rời khỏi Ma Sách Tông người, cũng không tiếc đến tranh danh đoạt lợi. Bất quá, ai muốn mạng của lão tử, vậy cũng là không thể nào, đây là lão tử danh giới cuối cùng, đầy đủ thấp đi. Liếc nhìn nhau, mọi người con ngươi loạn chuyển, không nói gì, lại là không biết đang suy nghĩ gì. Ta biết trong lòng các ngươi suy nghĩ, chỉ là muốn cho lão tử một người tranh luận mà thôi. Dường như sớm đã đoán được bọn họ ý đồ, Trác Phàm sắc mặt bình tĩnh, không sai lên tiếng, biện pháp này, lão tử không phải không có suy nghĩ qua. Vốn là lần này tất cả mọi thứ, đều bởi vì lão tử một người mà lên, ta đến gánh chịu cũng là chuyện đương nhiên. Nếu là có thể lấy lão tử nhất mệnh, cứu mọi người tất cả mọi người mệnh, lão tử cũng chết đúng chỗ, không quan tâm. Thế nhưng là, các ngươi suy nghĩ một chút. Lấy Tà Vô Nguyệt tính nết, hắn thật sẽ bỏ qua các ngươi sao? Thân thể bất giác chấn động, mọi người nghe đến Trác Phàm lời ấy, quả nhiên là đinh tai nhức óc, một chương vừa mới phát lên hy vọng khuôn mặt, không khỏi lại chìm xuống.
lạnh lùng nhìn lấy tại chỗ tất cả mọi người, Trác Phàm hét lớn lên tiếng, thể hồ quán đính, tỉnh a, khác lại nghĩ đến đầu cơ trục lợi, làm lấy cái kia không thực tế bình an chi mộng. Tà Vô Nguyệt tàn bạo cùng lãnh huyết, toàn tông đều biết. Hắn hội cho phép các ngươi những thứ này, đã từng không có hắn ra lệnh, thì mượn tông môn danh nghĩa, triển khai tông môn đại chiến trưởng lão cung phụng tồn tại sao? Đây chính là đối với hắn quyền thế khiêu chiến, lòng hắn mắt có nhiều nhỏ, các ngươi so ta rõ ràng. Thế nhưng là, đây không phải ngươi. Là ta giả truyền hắn ý chỉ. Có nhân mã phía trên đứng ra, nhát gan như cái địa chỉ hướng Trác Phàm, cũng là bị Trác Phàm lúc này đánh gãy, nhưng là các ngươi phải hiểu, cái này lại như thế nào, pháp bất trách chúng sao? Cái kia vì sao nội môn trưởng lão cung phụng, không có giống như các ngươi cùng ta đi ra đâu? Hừ hừ hừ, bây giờ tình thế, Tà Vô Nguyệt đã đối với các ngươi mất đi tín nhiệm. Tuy nhiên trong lúc nhất thời hắn sẽ không đem các ngươi thế nào, nhưng đừng quên, hiện tại Ma Sách Tông có 10.000 thánh linh thạch, không ra trăm năm, thì có càng bao dài hơn lão cung phụng bồi dưỡng lên, đem các ngươi hết thảy thay thế đi. Mà các ngươi cũng đừng quên, các ngươi là ta tạp dịch phòng trưởng lão cung phụng, sớm đã in dấu lên ta tiêu ký, trốn đều trốn không thoát. Tà Vô Nguyệt như cho là ta là kẻ phản loạn, vậy các ngươi ai cũng chạy không, sớm muộn sẽ bị thanh trừ, Ma Sách Tông cuối cùng vẫn là nội môn cùng thạch cung phụng bọn họ thiên hạ. Vất vả nhiều năm như vậy, mới từng bước nắm quyền thế, lại toàn bộ nhường ra đi, chính mình còn không có tốt hạ tràng. Kết quả như thế, các ngươi cam tâm sao?